Chương 325, hành sự trên xe lam. Nghe muội thấy vậy thì dựa hẳn vào trong ngực của Diệp Phàm, cảm giác rất thoải mái. Con đường rất khó đi, trời đã tối đen rồi mà mới đi được một nửa đường, trời càng tối xe đi càng chậm, nhiều lúc bò như một chiếc xe trâu. Ước chừng đi thêm khoảng được 15 phút nữa thì sương núi bắt đầu tràn ngập, ban đêm yên tĩnh chỉ có tiếng xe lam kêu bình bịch. Xe chạy được khoảng 15 cây thì gặp chuyện, đèn lớn phía trước bị hỏng, đành phải gọi Triệu Thiết Hải đi phía trước chậm lại một chút để soi đường. May mắn lúc đi ra ngoài có cầm theo mấy cái đèn pin cỡ lớn có độ chiếu sáng rất mạnh, Ngọc Tiêu lấy đèn ra đặt trước xe rồi tiếp tục đi, tuy tốc độ có chậm đi nhưng vẫn có thể tiến về phía trước. Phương Nghê muội càng lúc càng thấy mệt mỏi, thấy thùng xe chỉ có mình và Diệp Phàm liền dứt khoát buông thả, rúc vào người Diệp Phàm, cảm giác rất an toàn. Lúc đầu Diệp Phàm còn đang lo lắng chuyện của lão bí thư chi bộ nên không có cảm giác gì, tuy nhiên qua một lúc thì Phương Nghê muội cảm thấy có một vật cứng ngắc chọc vào mông mình. Phụ nữ vốn rất nhạy cảm, Phương Nghê muội lập tức nhớ tới lần khiêu vũ với Diệp Phàm ở lâm trường Cảnh Dương, lần đó cũng qua mấy tầng ngăn cách xong chỉ cần Diệp Phàm điểm vào mấy cái thì đã ướt sũng cả quần. Lúc này ở xe lam lại càng kích thích, vốn định xích ra xa nhưng trong nội tâm lại mơ hồ có chút khao khát. Vì vậy cô cũng không xích ra, trong lúc vô tình cái mông thỉnh thoảng lại chạm vào vật kia. Cứ như vậy, hai người giả vờ coi như không biết chuyện gì, cả hai đều dạo dực. Qua mấy phút, Diệp Phàm cảm giác bên dưới của mình đã dần phình ra, khó lòng kiềm chế, hắn thi triển ra thuật ưng nhãn nhìn về phía trước thì thấy Ngọc Tiêu và lái xe đều chăm chú nhìn về phía trước không dám khinh thường. Con đường đất này chỉ rộng khoảng 4 mét, không cẩn thận thì lăn xuống chân núi Thăm Âm Phủ. Vì thế cả hai đều tập trung lái xe. Còn chiếc xe lam của Triệu Thiết Hải cách phía trước khoảng 20 mét, không thể nào nhìn thấy phía sau, trừ khi là mắt thần. Hắn nghĩ tới cặp mông cao vút của Phương Nghê muội rồi tiếp tục tưởng tượng ra Lạch Đào Nguyên thần bí liền lập tức can đảm hẳn, lại phát hiện ra lúc nãy đi vội nên cô chưa kịp thay quần mà vẫn mặc váy lại càng nóng rực, liền vội vàng mở túi du lịch lấy ra áo khoác quân dụng đặc biệt mà Tề Thiên đưa cho khoác lên. Có áo khoác che chở. Hắn bạo gan đưa tay ra vuốt ve cặp mông của Phương Nghê muội, thấy cô cũng không có ý né tránh hay cự tuyệt, tiện tay xoay đầu Nghê muội lại. Hắn thuận tay thọc vào quần con của Phương Nghê muội, bởi vì áo khoác quân dụng rất lớn nên dù Ngọc Tiêu xoay đầu lại cũng không thể phát hiện ra gì. Tuy nhiên biên độ động tác này quá lớn, Phương Nghê muội có phản ứng, đưa tay định kéo quần lên, tuy nhiên bị Diệp Phàm ghé sát tai nói khẽ. "Đừng động." Phương Nghê muội hẩy người một cái rồi nhìn về phía trước. Mặc kệ Diệp Phàm làm gì thì làm. Hắn lập tức dán sát người vào cô, trong đúng quần thoáng cái đã nhô ra một vật tròn tròn dán vào khe giữa hai chân Phương Nghê muội. Dĩ nhiên vẫn còn có một chiếc quần con che chở, đụng đi đụng lại mấy lần thì cảm giác rất thoải mái. Hơi thở của Phương Nghê muội dần dần nặng nề, cô không xích ra mà còn dịch thêm vào. Diệp Phàm cảm thấy còn chưa đủ, đánh bạo đưa tay lần xuống kéo tuột quần lót của Phương Nghê muội. Vừa đúng lúc chiếc xe bị sóc nảy lên làm vùng tam giác huyền diệu lộ ra, tí nữa làm anh chưa phun máu mũi. A! À, Phương Nghê muội kêu thất thanh một tiếng, định khom người kéo quần lót lên nhưng Diệp Phàm nhanh tay hơn, một tay còn lại ôm lấy ngực của Phương Nghê muội khiến cô luống cuống không biết chống đỡ thế nào. Đừng, đừng như vậy, làm cho người ta nhìn thấy. Phương Nghê muội nhỏ giọng dãy giụa, thật ra không phải cô không chịu, chỉ là sợ bị nhìn thấy thì đúng là ngượng chết. Dù sao cũng chưa trải qua chuyện này. Đừng sợ, phía ngoài có áo khoác quân dụng, không phát hiện ra được đâu. Diệp Phàm ép sát vào an ủi, phụ nữ lúc này cần nhất là vậy. Phương Nghê muội cũng không lên tiếng nữa, thân thể cũng thôi không dãy giụa, bàn tay Diệp Phàm dần đi xuống sờ nắn hai cặp nhũ phong cao vút, qua một lúc thì Phương Nghê muội bắt đầu phối hợp, cặp mông cũng không vặn vẹo nữa mà phát tín hiệu để cho người khác tiến công. Diệp Phàm dĩ nhiên là ngầm hiểu, vuốt ve thêm mấy cái nữa thì Phương Nghê muội càng thở dốc nhưng không dám quá mạnh chỉ cắn chặt răng kiềm chế. Diệp Phàm đối với chuyện này giờ đã thành thục, đưa tay vào vùng tam giác thần bí kia thì thấy đã ẩm ướt, mũi giáo rốt cuộc đâm ra. Tuy nhiên Diệp Phàm rất dịu dàng, lần đầu tiên đối với phụ nữ không nên quá mạnh, hơn nữa còn vờn bên ngoài chưa đi sâu vào. Phương Nghê muội vừa sợ hãi vừa kích thích, cố gắng khom người đứng đó. Nếu không sớm đã mềm nhũn. Qua mấy lần mà vẫn chưa vào được, Diệp Phàm, Nghê muội, đừng trách ca ca ta quyết rồi, phụ nữ đều có một lần, không qua đau đớn sao có hạnh phúc.
Lần này hắn dùng đôi mắt ưng nhắm chuẩn mục tiêu rồi đúng lúc xe sóc lên thì rồng nhập biển lớn. Tiểu Diệp Phàm nhất thời bị kẹp cứng, một cảm giác sướng khoái bao phủ toàn thân. Ừ. Phương Nghê Muội đau đớn cắn răng hừ một tiếng khẽ, nước mắt cũng ứa ra. Diệp Phàm nghe thế cũng không dám cử động thêm, qua một lúc thì bắt đầu chuyển động nhanh dần. Trong tiếng loảng xoảng của xe lam, dưới sự hướng dẫn của Diệp Phàm, Nghê Muội rốt cuộc đã hưởng thụ vị khổ tận cam lai. Hơn nữa là còn chiến đấu từ phía sau, Doggy Mũ Mũ. Không lâu thì ca khúc khải hoàn, hai người thu dọn chiến trường, tuy nhiên soi đèn pin thì thấy trên xe còn vương một vệt máu xử nữ, Phương Nghê Muội vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng oán giận nói. Làm sao bây giờ, nếu như bị lái xe phát hiện thì em chắc nhảy lầu quá. Không có chuyện gì, sẽ có biện pháp. Diệp Phàm nhỏ giọng an ủi. Không được, anh có cách gì? Phương Nghê Muội hiển nhiên không tin, vội vàng móc khăn tay ra chùi, tuy nhiên vết máu đã ngấm vào sàn xe không dễ mất, Phương Nghê Muội lo lắng đến tái mặt, thân thể bắt đầu run rẩy. Nói là có cách mà em cứ không tin. Diệp Phàm ngẩng đầu thì thấy khe núi đằng xa đã thấp thoáng ánh đèn, biết là sắp đến thôn Quy Lĩnh rồi. Hắn liền đưa ngón tay lên miệng khẽ cắn một cái ứa máu rồi miết lên chỗ vết máu, quay sang Phương Nghê Muội đắc ý. Như thế nào đây? Có mà quỷ cũng khó đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắc hắc. À, tay của anh có đau không, để em băng bó cho. Phương Nghê Muội cảm động đến rơi nước mắt, định băng bó cho Diệp Phàm thì hắn xua tay. Không vội, để tí nữa băng, chẳng phải xe trước có nhân viên y tế sao, để cho bọn họ băng tốt hơn. Diệp Phàm cười quỷ dị. Anh Diệp, anh đối với em tốt quá, em. Phương Nghê Muội cảm động run run. Ai? Anh Diệp vừa rồi đối với em không tốt, trên xe quá phóng túng rồi, thật xin lỗi em, lần đầu của em mà qua loa như vậy. Diệp Phàm lắc đầu có chút sầu não. Tình cảm của hắn với Phương Nghê Muội đúng là không rõ ràng, nói thích thì cũng không phải là đặc biệt thích, còn nói không thích thì dĩ nhiên là không phải, có lẽ hắn có cảm giác với thân thể của cô, dĩ nhiên là cũng không thể nói hoàn toàn là xác thịt. Diệp, anh Diệp, em rất hạnh phúc, em thật sự hạnh phúc. Phương Nghê Muội rúc vào trong ngực Diệp Phàm làm hắn hổ thẹn tự tát tai mình mấy lần, mắng thầm, không bằng cầm thú. Ai, ai? Diệp Phàm thở dài mấy tiếng rồi cũng không nói gì. Anh Diệp, em biết anh có bạn gái, chị gái đã nói với em rồi, em biết chúng ta là không thể nào. Anh còn có tiền đồ xa hơn, em cũng không dám hy vọng gì, chỉ mong lúc anh còn ở Lâm Tuyền có thể thương em thì em đã thỏa mãn rồi. Phương Nghê Muội nói ra như vậy khiến trong lòng Diệp Phàm cảm thấy ngọt ngào lẫn chua xót. Bởi vì lúc trước gặp chị gái của Phương Nghê Muội, hắn nói mình đã có bạn gái, thật ra lúc ấy Diệp Phàm vẫn chưa dứt bỏ được hình bóng mối tình đầu Phí Nguyệt Yên. Tuy nhiên nửa năm qua Diệp Phàm cũng dần quên cô, bởi vì trong thời gian này cô đến một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có, chắc đã có người khác rồi. Thương em, Diệp Phàm mãi mới nói được hai từ rồi ôm siết Phương Nghê Muội vào ngực. Trong lòng tràn đầy yêu thương. Không lâu thì đến thôn. Nghe nói tay của chủ tịch Diệp bị thương nên một nhân viên y tế vội vàng chạy lại băng bó. Bị thương ngoài ra thôi, không có gì. Diệp Phàm cười cười. Xem ra tôi còn là không bằng các người, ngay cả đại cô nương như chủ nhiệm Phương đây cũng không có gì, đàn ông như tôi lại có chuyện. Không thể nói như vậy, chủ tịch Diệp, anh phải lo nhiều việc. Nhất định là đang lo chuyện của lão bí thư nên mới sơ ý như vậy. Ai, chủ tịch tốt như anh bây giờ ít quá. Thôn Quy Lĩnh rất hiếm thấy cán bộ thị trấn đến, một giám đốc sở còn khó nói chi đến chủ tịch. Tôi nhớ đã qua 5 năm rồi nhưng cũng chỉ mới thấy Trịnh Lực Văn tới một lần, còn bình thường cả mấy phó chủ tịch xã Khanh Hương cũng không thấy bóng dáng. Cũng khó trách bọn họ, đường thì khó đi, trong núi đâu có gì đãi khách, buổi tối ngay cả chăn cũng không có mà đắp. Ai, nghèo rất a. Người lái xe khen Diệp Phàm làm hắn ngượng chín người. Đoàn người vội vã chạy tới nhà của lão bí thư chi bộ, thôn Quy Lĩnh đúng là có thể xưng thôn nghèo nhất huyện, cả thôn không có một nhà gạch mà toàn cột gỗ vách đất. Tuy nhiên mỗi nhà đều xây hết sức rộng rãi và đầy đủ, hầu hết đều có 4 tầng. Đi vào trong nhà lão bí thư thấy khoảng 100 người đang tụ tập. Chủ tịch Diệp, ngài đã tới. Ai, lão bí thư chi bộ sắp không qua được rồi. Thấy Diệp Phàm đi vào, một người đàn ông da rẻ thô ráp tiến lên đón. Các người vào trước xem bệnh tình thế nào, phải dốc toàn lực cứu chữa.
Diệp Phàm gật đầu rồi quay sang nói với nhân viên y tế. Lão bí thư chi bộ Phong Cửu Công nắm trên một tấm phản đặt trên giường, chiếc đệm đã ố màu, bốc mùi hôi hám, Diệp Phàm chua xót, có cảm giác da ngựa bọc thây. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Phàm đi vào, Phượng Cửu Công khẽ lắc đầu nói với nhân viên y tế. Không phiền toái, tôi không qua được đâu, chỉ lãng phí thôi, chi bằng để tiền xây trường cho bọn nhỏ. Tôi muốn khẩn cầu chủ tịch Diệp vài chuyện, để tôi nói xong đã. Vừa nói ông vừa liều mạng không cho nhân viên y tế treo bình để truyền. Bí thư Phượng, để nhân viên y tế xem bệnh đã, chúng ta cũng cứ nói chuyện. Diệp Phàm đi tới bên giường khuyên. Không được, chủ tịch Diệp, tôi nếu nói không được chuyện này thì không yên lòng, chỉ sợ chết đi sẽ không có cơ hội. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của đời người, tôi không sao cả, chỉ là không an lòng nếu chưa làm xong chuyện. Lão bí thư chi bộ rất kiên quyết. Lão bí thư chi bộ, ngài nói đi, tôi nghe đây. Diệp Phàm phất tay ngồi ở trước giường, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Phượng Cửu Công, Triệu Thiết Hải bên cạnh đã mở máy ghi âm, Phương Nghê Muội thì cầm giấy bút để ghi chép. Thái độ vì dân đến chết của Phượng Cửu Công thật sự làm Diệp Phàm rất cảm phục. Ai nói cán bộ của đảng đều là quan tham, ai nói thời giờ không có cán bộ vì dân. Phượng Cửu Công chính là một hình mẫu của thời đại, đáng để cho toàn bộ cán bộ Hoa Hạ học tập làm tấm gương. Chương 326, thỉnh cầu của lão bí thư chi bộ trước lúc lâm chung. Chủ tịch Diệp, tôi nói với ngài là đã 10 năm rồi chưa thấy chủ tịch xã đến thôn chúng tôi, cho dù là phó cũng khó thấy. Ai? Lão bí thư chi bộ đau lòng thở dài. Lão bí thư chi bộ, công tác của chúng tôi chưa tốt ha. Tôi xin tự kiểm điểm với ông, tôi bảo đảm sau này hàng năm đều có người đến thôn, ít nhất đều phải là phó chủ tịch thị trấn. Diệp Phàm cảm thấy khuôn mặt đang nóng bừng lên. Cảm ơn, tôi biết ngài là chủ tịch một thị trấn trông coi toàn bộ 10 vạn nhân khẩu, cũng khó khăn. Nghe nói trong thị trấn gần đây tiến hành sửa đường, cái gì mà đại quy hoạch Lâm Tuyền, nghe nói thông đến xã Khanh Hương chúng tôi. Tôi thật cao hứng. Thật muốn chứng kiến ngày hoàn thành, đáng tiếc là không được. Phong Cửu Công nói tới đây làm Diệp Phàm nghẹn ngào. Lão bí thư chi bộ, ông có thể gắng vượt qua khoảng một thời gian ngắn nữa tôi tin ông sẽ thấy đường mới của chúng ta, đến ngày đó tôi sẽ đưa ông đi. Chủ tịch Diệp, thỉnh cầu đầu tiên của tôi là lúc hoàn thành đường có thể tiến hành sửa chữa con đường nối thông với xã Khanh Hương của thôn chúng tôi không? Con đường này đã hỏng nặng, lại rộng chưa đầy 4 mét. Tôi thỉnh cầu chính quyền có thể nâng lên thành 6 mét, trải thêm chút đá vụn cho dễ đi, nếu không hàng năm đều có xe lật dưới núi. Ai, năm ngoái thôn chúng tôi thoáng cái đã có 5 quả phụ rồi. Lão bí thư chi bộ nói đến đây thì lão lệ trào ra. 5 quả phụ. Diệp Phàm thấp giọng thì thầm một tiếng, lúc này chủ tịch thôn Phượng Nhân Quý giải thích. Năm ngoái có 3 chiếc xe lam lăn xuống núi làm chết 3 người đàn ông nên có 5 quả phụ. Tính từ trước tới giờ thì số người chết vì lật xe cũng phải đến 30 người, đám quả phụ cô nhi đó mất đi sức lao động nên cuộc sống rất khổ cực. Ngay cả tiền học phí cũng không có để đóng, trong thôn cũng không có tiền, tiền lương lão bí thư được 300 đồng một tháng cũng quyên cho trường học mua chút đồ dùng học tập. Ngay vào lúc này thì một bóng người vọt vào, kêu khóc thảm thiết. Cha, cha làm sao rồi? Một người đàn ông cao lớn quỳ gối trước giường của lão bí thư chi bộ. Cửu Lập, con đã về rồi, mau chào hỏi chủ tịch Diệp. Phượng Cửu Công nói, người nào, ai là chủ tịch Diệp, ngoá nó, tất cả đều là một lũ quan chó má, lương tâm đều để cho chó ăn hết, trường học sắp sập rồi cũng đâu ai thèm đến thăm, nếu có ai bỏ tiền ra sửa chữa thì đâu có ra như vậy. Phượng Cửu Lập la lớn, cặp mắt sói đỏ rực như sắp giết người. Tôi đây, người trẻ tuổi, có lời gì từ từ nói. Đây là do công tác của chúng tôi thất trách, tôi đảm bảo sau này sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Diệp Phàm bình tĩnh liếc nhìn tiểu tử kia. Là anh sao, mẹ kiếp, ông mày liều mạng luôn. Phượng Cửu Lập mắng lớn rồi vung nắm đấm nhảy tới Diệp Phàm. Dừng tay Cửu Lập, con định làm cha tức chết phải không? Phượng Cửu Công mắng to, máu trong miệng lại ứa ra. Cha! Phượng Cửu Lập sớm đã bị người bên cạnh ôm lấy nhìn thấy như vậy lại lập tức quỳ xuống trước giường. Cửu Lập, cha không xong rồi, sau này phải hiếu thuận với mẹ. Con cũng đừng trách lãnh đạo thị trấn, bọn họ cũng nhiều chuyện phải làm, có khó khăn của bọn họ. Một thị trấn lớn như vậy có quá nhiều chuyện. Ai,
Chẳng qua sau khi con giải ngũ vẫn chưa tìm được việc làm đứng đắn làm cha bất an, con để cho cha nói câu sau cùng với chủ tịch Diệp. Phượng Cửu công gắng gượng nói mấy câu. Diệp Phàm giật mình, hỏi chủ tịch thôn Phượng Nhân Quý. Con trai của bí thư chi bộ giải ngũ rồi à? Giải ngũ vào năm trước, vốn là nói sắp xếp trên xã nhưng sau đó nghe nói biên chế xã thừa nhiều nên tạm thời để đó. Thằng nhóc không tệ, ở trong bộ đội cũng được nhiều phần thưởng, anh xem bằng khen trên tường thì biết. Vốn Cửu Lập bảo định đem chăn màn lên xã làm loạn nhưng lão bí thư khăng khăng gạt đi, nói là không để cho chính quyền thêm loạn. Ông ấy còn nói Cửu Lập cắm rễ thôn Quy Lĩnh dẫn dắt mọi người cùng làm giàu, lão bí thư chi bộ 40 tuổi mới sinh con trai, ai? Trưởng thôn Phượng Nhân Quý cảm khái. Lão bí thư chi bộ, chuyện của Cửu Lập tôi xin hứa là ngày mai có thể tới thị trấn làm việc. Trong thị trấn mới thành lập ban quản lý cán bộ thôn, Cửu Lập làm ở đó đi. Ông yên tâm, đây là cán bộ biên chế của quốc gia, còn chuyện mở rộng đường của thôn Quy Lĩnh tôi cũng ghi nhớ, nếu không làm được thì tôi sẽ không còn là chủ tịch thị trấn nữa. Thái độ Diệp Phàm kiên quyết làm cho lão lệ của Phượng Cửu công lại tràn ra, nắm tay Diệp Phàm run rẩy. Cảm ơn, Cửu Lập làm phiền chính quyền rồi, tôi vẫn lo nó không thể kiếm cơm ăn. Nếu như chủ tịch Diệp thật có thể xếp nó vào ban quản lý cán bộ thôn thì tôi nghĩ để nó công tác tại thôn Quy Lĩnh để dẫn dắt mọi người cùng làm giàu đi. Cửu Lập, mau cảm tạ chủ tịch Diệp đi, nhanh lên một chút. Lão bí thư chi bộ hô. Thấy Phượng Cửu Lập còn đứng ngây ra đó thì quát lên. Nhiệt tử, ngươi. Cha đừng vội, con làm lễ là được chứ gì. Phượng Cửu Lập không có cách nào đành quay sang khấu đầu với Diệp Phàm, tuy nhiên bị hắn ngăn lại, nói. Lão bí thư chi bộ, đây là chuyện tôi phải làm. Cửu Lập chỉ cần có thể làm tốt công tác là được, khấu đầu thì miễn. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bị Phượng Cửu Lập một mực khấu đầu. Tốt, chủ tịch Diệp, một điều thỉnh cầu cuối cùng là hy vọng cậu có thể bỏ chút tiền sửa trường. Lão bí thư chi bộ gắng gượng nói ra câu cuối cùng rồi buông tay nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Không nói thêm câu gì nữa. Diệp Phàm biết lão bí thư chi bộ đã đi rồi, vĩnh viễn đã ra đi đến một nơi thật xa. Hắn gào lên. Lão bí thư chi bộ, tôi xin lỗi ngài rồi, ngài yên tâm. Trường học ngày mai sẽ sửa, nhất định sửa để trở thành một trường học tốt nhất, để trẻ con có thể đến đó học hành. Diệp Phàm gào xong thì trên mặt đã đầy nước mắt. Lão bí thư chi bộ. Là tôi không làm tròn chức trách hiệu trưởng, là tôi. Hiệu trưởng Trương Gia Lâm cũng đấm ngực thình thịch. Cả phòng đắm chìm trong không khí bi thương, mọi người đều kêu to tên lão bí thư, đáng tiếc là ông lại không thể nghe thấy. Diệp Phàm đưa tay vuốt mắt khép hai mắt của lão bí thư, nhắc lại. Lão bí thư chi bộ, cho dù phải đập nồi bán sắt tôi cũng phải xây lại trường tiểu học Quy Lĩnh. Câu nói của Diệp Phàm vang vọng trong phòng, rồi bay thẳng ra ngoài. Hắn quay sang nói với Phương Nghiêm Muội. Cô lập tức báo cho chủ nhiệm ban đảng chính, bảo y ngày mai gọi mấy người lên đây lo việc tang lễ cho lão bí thư, mang thêm cả mấy cái chăn, giường mới. Sau đó hắn quay sang nói với Trương Gia Lâm. Trường Quy Lĩnh có bao nhiêu học sinh và giáo viên? 328 học sinh và 12 giáo viên, trong đó có 6 chính thức và 6 hợp đồng. Trương Gia Lâm nghẹn ngào nói. Ừ, chủ tịch Phượng. Anh tính mỗi cái bàn hết bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Cũng không quá đắt, thôn chúng tôi nhà nào cũng có gỗ, chỉ cần mỗi người một tấm là được. Chỉ cần bỏ ra chút tiền công mời thợ, đóng 150 cái bàn thì chừng khoảng 4.000 đồng là đủ. Tốt, chuyện này giao cho anh đi làm, nhớ kỹ, cứ 2 học sinh một cái bàn, mỗi giáo viên một bàn. Anh đem tờ trình lên ban đảng chính lấy 4.000 đồng, không đủ thì lấy tiếp. Thu xếp mọi việc xong. Diệp Phàm quay sang nói với Phương Nghiêm Muội. Phát cho mỗi giáo viên mỗi người một cái giường và chăn mới, phải là loại tốt. Ai, chúng ta đi tới quá muộn, tôi quyết định ngày mai xem xét trường học rồi hãy nói, để chôn cất lão bí thư xong đã. Diệp Phàm quyết định đem lão bí thư chi bộ chôn trên núi, bỏ ra 2 ngày để điều tra tình hình các thôn trại của Lâm Tuyền, xem có thể tìm ra phương cách gì giúp nông dân có thể làm giàu. Hắn gọi điện báo cho Mâu Dũng. Cũng được tiểu tử này rất ủng hộ. Chuyện lần này của lão bí thư chi bộ làm hắn chấn động, cảm thấy chút ủy khuất nho nhỏ của mình có là gì. Lão bí thư chi bộ làm là chuyện nhỏ, không bằng mình làm chuyện lớn, nhưng lão bí thư đúng là vì dân chúng mà quên mình.
buổi tối dân quê có một phong tục là gác đêm canh người chết. Gia đình mời thầy cúng tới để cúng trước linh đường, mấy trăm người trong thôn cùng tới ngồi vây quanh, tổ chức bàn đánh mạt chược, mỗi ván hai hào, cũng có người thì đánh bài, khung cảnh rất náo nhiệt. Diệp Phàm được mọi người mời cũng đánh mấy vòng thua chừng 10 đồng, sau đó lấy thêm tiền ra mua rượu cùng uống. Trong lòng cảm khái, người thôn Quy Lĩnh tuy nói là nghèo nhưng có phương thức tiêu khiển của mình. Người thành phố chơi mạt chược mỗi ván 5 đồng, thậm chí là 10 đồng, ở đây mỗi ván 2 hào nhưng cũng rất náo nhiệt. Nhà ai có chuyện gì thì toàn bộ thôn đều đến hỗ trợ, đồ ăn thức uống đều là tự làm lấy, vui vẻ tự nhiên. Trong cuộc chơi, Diệp Phàm đồng thời cũng thăm dò được biết hoàn cảnh trong thôn mỗi nông dân thu nhập mỗi tháng chừng 100 đồng, bởi vì núi quá cao nên lá trà cũng bị sương ăn, thu hoạch cũng không biết làm sao cho tốt. Trong thôn trên căn bản không có nghề gì phụ thu, đều là chăn hoe, mỗi năm dựa vào mấy lứa heo để mua những thứ cần thiết. Chương 327, đàn bà là nước, đàn ông là bùn. Nhưng nuôi heo cũng bán không được bao nhiêu tiền, gặp phải lúc dịch bệnh thì chỉ có thể chờ chết. Chẳng trách bí thư chi bộ cũ không muốn đến thị trấn cứu giúp, chính vì sợ tiêu nhiều tiền, sau khi chết còn để người nhà gánh trên người món nợ. Một thôn lớn như vậy, đừng nói là tivi màu 2-3 ngàn đồng, mà ngay cả tivi đen trắng cũng là hàng hiếm. Nghe nói cả thôn cũng chỉ có mấy chiếc tivi đen trắng có mấy trăm đồng. Nghĩ ra cũng đúng, người trong thôn vất vả nuôi heo một năm cũng chỉ có thể đổi được một chiếc tivi đen trắng 17 inch. Một con heo cũng không đủ. Có lẽ cần một con rưỡi mới đủ. Nhà nào dám bỏ tiền ra mua, hơn nữa xem tivi còn phải dùng điện, bọn họ dùng tiền đều phải tính trên đầu ngón tay. Nếu mua được tivi thì năm sau cả nhà mặc cái gì? Lẽ nào không mua muối ăn dầu mỡ sao? Sau khi hiểu được những tình huống này, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy hổ thẹn, nghĩ thầm, bây giờ mình thường xuyên hút loại thuốc Trung Hoa một bao mười mấy đồng, phủ dung vương 18, 19 đồng là chuyện thường ngày. Gần đây hút quen miệng rồi, ngay cả Phù Dung Vương cũng có chút không muốn hút, toàn hút Trung Hoa. Sau này từ khi thiếu tá Tạ Tốn của căn cứ Dương Đầu Phong đưa cho 5 bao thuốc quân đội đặc biệt để hút, hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến hút loại thuốc đặc biệt này. Nghĩ lại thật đúng là có chút không còn mặt mũi nào. Mấy bao thuốc của mình đủ bằng thu nhập thêm một năm của những người nông dân rồi. Chủ tịch thôn Phượng, anh chưa từng nghĩ đến trồng một số loại cây ăn trái như cam, hạt rẻ sao? Dù thế nào cũng kiếm được mấy đồng. Diệp Phàm cầm một chén trà nóng hôi hổi hỏi. Làm sao không nghĩ đến chứ, con trai cửu công là cửu lập từ sau khi chuyển nghề bộ đội cũng nghĩ các cách rồi. Ví dụ như hướng dẫn các nông dân trồng cam, dương mai, chanh. Ai, khó quá, con đường này giống như chướng ngại vật, đường khó đi nên căn bản không có khách qua lại, nếu trồng cam khắp núi thì không có ai, chỉ có thể làm đường đậu ăn. Hơn nữa cam cũng dễ hỏng. Con đường xấu vận chuyển lên huyện có lẽ cũng sóc nảy làm hỏng một nửa rồi. Nếu bán được cam cũng không kiếm đủ tiền xăng. Chủ tịch thôn Phượng lắc đầu thở dài. Nguyên nhân gây nên mọi chuyện chính là con đường đó. Trồng chè cũng vậy, thứ đó không sợ sóc xe, nhưng địa thế ở đây quá cao sợ sương xuống. Diệp Phàm thầm nghĩ ngợi, xem ra phải tìm một số giống cây tốt, trồng chè không sợ sương xuống thì vẫn có thể được. Buổi tối, các đồng chí trong thị trấn thay phiên nhau gác đêm. 2-3 người một tổ. Diệp Phàm trực đến tầm 3 rưỡi sáng mới bắt đầu ngáp ngủ, cùng với chủ tịch thôn Phượng quay về ủy ban ngủ. Ủy ban thôn cũng không tệ lắm, nghe nói bí thư đảng ủy xã Hạ Giai Trinh lúc đó còn đưa ra một số tiền yêu cầu ủy ban thôn của mỗi thôn đều phải xây dựng lại. Lúc ấy Hạ Giai Trinh nói, ủy ban thôn là trái tim của cả thôn, là nơi chỉ huy hướng dẫn mọi người làm giàu. Nhất định phải xây dựng khang trang một chút, phát huy tác dụng cường thế của nó. Mặc dù nói là xây mới nhưng toàn bộ đều là tường đất. Trên tầng 2 có 10 phòng, ngoài các phòng làm việc, phòng họp, phòng đảng ủy, còn thừa lại 6 phòng làm phòng khách. Còn đặc biệt dùng gạch xây phòng tắm thô ráp, nhưng trong phòng tắm lại đặt một thùng gỗ lớn, có chút giống như thùng phân của dân quê, cho là chậu tắm. Chủ yếu là suy nghĩ đến cán bộ dưới thôn đi lại vất vả người nhiều mồ hôi lúc nào cũng phải tắm rửa. Ở nông thôn chỗ có nước không thiếu. Chỉ cần một cái bát tô là đủ. Quay về chỗ Triệu Thiết Hải thì thấy mọi người đều đã đi, chỉ còn lại một bác sĩ và hai y tá của bệnh viện đang nghỉ ngơi. Bọn họ đã ngủ được một giấc, vẫn chưa đến lượt bọn họ trực ban. Thấy chủ tịch Diệp quay lại, mọi người đều đi ra chào hỏi, cũng ngủ đủ rồi.
Lúc này chủ tịch thôn Phượng nhìn quét qua vị bác sĩ và y tá định nói gì lại thôi, miệng lắp bắp mấy tiếng rồi lại vò đầu. Diệp Phàm biết y có lời gì đó muốn nói, nhưng có lẽ xấu hổ, cười nói. Chủ tịch thôn Phượng, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không sao đâu, mọi người đều tùy tiện một chút. Vậy, vậy tôi nói. Chủ tịch thôn Phượng sờ mũi một lát rồi dũng cảm nói. Chủ tịch thị trấn Diệp, trên núi cao của thôn Quy Lĩnh có đường đi, cách xã Khanh Hương 3-40 dặm. Người dân vì nghèo khó, hơn nữa đường cũng khó đi, trên núi dưới núi đi lại không dễ dàng, cho nên mắc bệnh cũng không dám tới xã Khanh Hương khám xem, thỉnh thoảng đau đến mức lăn lộn trên sàn nhà chỉ có thể lấy một cái khăn lông nhét vào trong miệng. Tôi nghĩ hôm nay vừa vặn gặp được chuyên gia trong thị trấn đến thôn chúng tôi, nghe nói các vị cũng mang theo không ít thuốc. Đây đúng là một cơ hội tốt, mấy chục năm cũng khó gặp. Tôi nghĩ, chủ tịch thôn Phượng Nhân Quý nói đến đây, vẻ mặt khao khát nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Ha ha ha, ý tứ của chủ tịch thôn Phượng là dù sao bọn họ cũng đến rồi, dẫn theo đi khám bệnh cho người trong thôn có phải không? Diệp Phàm cười nói, không sai, cho dù có bệnh không có thuốc cũng không có cách nào, sau này đến Khanh Hương có thể trực tiếp lấy thuốc rồi. Danh tiếng của bác sĩ Trần rất vang dội. Thôn chúng tôi có mấy bệnh nhân mắc bệnh khó chữa, đều được ông ấy chữa khỏi. Cho nên, chủ tịch thôn Phượng trực tiếp khen ngợi Trần Ngư Minh phó viện trưởng viện vệ sinh thị trấn cùng đến với Diệp Phàm. Anh Trần, anh thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi Trần Ngư Minh đang đứng bên cạnh. Được, tôi cũng rất ít đến những thôn xa như vậy. Nếu đã đến rồi thì tranh thủ tích đức, bí thư chi bộ vì bọn trẻ mà mất mạng. Dù sao lần này đến cũng mang theo mấy hòm thuốc. Trần Ngư Minh nói tới đây thì quay sang hai y tá. Xuân Hoa, Thu Nguyệt, các cô chuẩn bị đi. Chúng ta lập tức xuất phát. Vừa vặn tối nay người trực đêm cũng rất nhiều. Chúng ta vừa trực đêm cho bí thư chi bộ, vừa khám bệnh giết thời gian. Viện trưởng Trần, tiền thuốc xem như của thị trấn, có thể dùng thì cứ dùng hết, nếu mang về thì càng phiền toái. Diệp Phàm nói. Không được chủ tịch Diệp, lần này xem như là của viện vệ sinh chúng tôi. Nghĩ đến lão bí thư chi bộ, trong lòng tôi rất đau xót. Trần Ngư Minh và hai y tá đi theo chủ tịch thôn Phượng. Ai, chúng ta đã tiếp nhận sự chui luyện của lão bí thư chi bộ một lần rồi, lần này đến rất đáng, cảnh giới của mọi người hình như đều đề cao rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, nhìn vầng trăng lúc ẩn lúc hiện trên trời, thôn làng rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà gáy, chó kêu, ở trong làn gió hiu hiu lạnh lẽo, sương mù cũng bay lên. Trong đám sương mù dày đặc mơ hồ, Diệp Phàm đứng ngây người hồi lâu, suy nghĩ lung tung, nghĩ đến làm thế nào nắm chắc được công tác nông thôn, làm thế nào dẫn dắt các anh em nông dân thoát khỏi nghèo khó. Yêu cầu không cao, chỉ cần ăn no mặc ấm, lúc ốm đau thì có chút tiền chữa bệnh là được rồi. Anh Diệp, nước của anh em để ở đây, anh đi tắm đi. Cả ngày nay vất vả rồi, cả người nhấp nháp có lẽ rất khó chịu. Lúc này Phương Nghê Muội nấu nước sôi nói với Diệp Phàm. Em tắm trước đi. Diệp Phàm nói, ánh mắt không có ý tốt chợt lên thân hình đầy đặn của Phương Nghê Muội, bên dưới lại cảm thấy nóng rực. Em vừa tắm rồi. Phương Nghê Muội có lẽ cảm nhận được ánh mắt có chút dâm đãng của Diệp Phàm, liếc hắn một cái rồi trở về phòng ngủ. Hắc hắc, Nghê Muội, tối nay chúng ta có thể ở nơi này nghỉ ngơi thật không dễ dàng gì, có lẽ nó sẽ trở thành kỷ niệm suốt đời. Nào, đến trà lưng cho anh, trên lưng không có ai trà tay thì không được. Diệp Phàm nhẹ nhàng cười nói. Nghĩ hay lắm, muốn trà thì tìm quả phụ trong thôn đến mà trà. Hừ, Phương Nghê Muội vừa nghĩ đến Diệp Phàm điên cuồng trong xe lam, vành tai nhất thời đỏ bừng lên. Thân thể cũng không khỏi nóng ran. Ha ha ha. Tiếng cười của Sắc Lang vang vọng, Phương Nghê Muội định chạy đi nhưng bị Diệp Phàm tóm ngay vào nhà tắm. Bên trong truyền đến một trận thanh âm bì bọp, chỉ thấy tiếng Phương Nghê Muội thở hổn hển, có vẻ sợ hãi. Đừng! Làm vậy không tốt đâu, nếu như Thiết Hải trở lại thì sao? Sợ gì, bọn họ không thể về nhanh được. Thiết Hải đi rồi, viện trưởng Trần cũng thế, chắc trong vòng 2 giờ nữa sẽ không thể quay về. Nghê Muội, chúng ta chơi trò uyên ương nghịch nước đi, ha ha. Triệu Thiết Hải đang dẫn đám Ngọc Tiêu đi đánh mạt trược, viện trưởng Trần đang triển khai khám bệnh trong linh đường, chỉ có Diệp Phàm và Phương Nghê Muội ở trong thùng gỗ thoải mái chơi trò kiều diễm. Cả hai luồn lách như hai con cá. Có khi dính sát vào nhau, có khi lại xếp chồng như một cặp ếch hương, mơ hồ có thể thấy chiếc gậy của anh chưa lắc lư. Anh Diệp,
Không được, bên dưới còn đang chảy máu đấy. Phương Nghê Muội nhẹ giọng oán giận nói. À, anh thấy rồi. Diệp Phàm cười nói. Không được, không thể nhìn Phương Nghê Muội cả kinh vội vàng dùng hai cái tay khép chặt lấy bộ vị thần bí. Không nhìn đằng trước thì nhìn đằng sau vậy. Ha ha. Anh chưa cười phá lên, sờ soạng cặp mông tròn căng. Cũng không được. Phương Nghê Muội theo phản xạ chụp lấy sau mông. Ha ha ha. Tiếng sắc lang lại chu lên, Phương Nghê Muội mới biết mình bị trúng kế, lộ ra vùng xuân sắc vô hạn phía trước. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn chết anh luôn. Phương Nghê Muội thẹn đến muốn chui xuống đất, dứt khoát đứng yên cho anh Trư ngắm thoải mái. Ừ, cỏ rất tốt, xem ra anh chăm bón rất đều, nghỉ ngơi nào. Diệp Phàm cười ôm lấy Phương Nghê Muội trở lại gian phòng. Không được, người ta thấy thì làm sao bây giờ? Giọng nữ run rẩy. Sợ, có gì mà sợ, ắt sẽ có cách. Giọng nam liều lĩnh. Ừ, chán anh. Giọng nữ hừ một cái rồi im lặng. Một đêm xuân sắc tự nhiên lại diễn ra. Tuy nhiên vì thân xử nữ của Nghê Muội vừa phá nên Diệp Phàm cũng không đi thám hiểm thêm, đây là tín điều của hắn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm đến xem trường tiểu học Quy Lĩnh. Trường học đúng là rách nát. Cả tòa nhà hai tầng sắp sập đến nơi, vách tường siêu vẹo, sàn gác tầng hai dẫm lên kêu cót két, chắc chỉ cần có gió thổi mạnh là tan hoang. Chương 328, quả phụ xinh đẹp. Hiệu trưởng của trường tiểu học Quy Lĩnh, Vương Thập Căn cứ khuyên Diệp Phàm đừng lên tầng, nhưng bị Diệp Phàm gạt đi, cười nói. Mọi người có thể kiên trì đi học ở trên đó lâu như vậy, lẽ nào tôi không dám đi một chuyến sao? Tính mạng của mọi người và tính mạng của tôi không phải đều giống nhau sao? Trong văn phòng đơn giản trên tầng đã tập trung tất cả thầy cô giáo. Diệp Phàm đem ô tự động co duỗi và chăn bông mà Vương Nguyên Thành đặc biệt kêu Đỗ Bằng đưa tới phát cho mỗi thầy cô giáo một bộ. Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Diệp đối với trường tiểu học thôn Quy Lĩnh chúng tôi. Nói thật, trường tiểu học thôn Quy Lĩnh chúng tôi 5-6 năm nay không thấy một vị lãnh đạo thị xã nào đến thăm, ngài là lãnh đạo thị trấn đầu tiên chịu đến nơi này. Hiệu trưởng trường tiểu học Vương Thập Căn kích động không thôi, lời nói cũng có chút run rẩy. Các thầy cô giáo ôm chăn bông mà vô cùng cảm động, có một cô giáo còn len lén lau nước mắt. Trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy rất chua xót. Các vị thầy cô giáo, xin chào mọi người đã vất vả rồi. Là công tác của chúng tôi còn chưa làm chu đáo, khiến mọi người phải lo lắng hãi hùng công tác trong một ngôi nhà sắp sập như vậy. Tiền lương của mọi người đều không đủ sống. Mọi người muốn nói gì cứ nói. Không cần lo lắng gì cả, cũng không cần giữ lại thể diện gì cho thị trấn chúng ta, tôi muốn nghe mọi người nói những suy nghĩ trong lòng. Tháng này thật ra nhận được toàn bộ tiền lương, nhưng tiền lương 3 tháng trước vẫn còn một nửa chưa nhận được. Một thầy giác tóc bạc phơ nói có chút run rẩy, xem ra vẫn hơi lo lắng đắc tội với lãnh đạo thị trấn. Hiệu trưởng Trương, tình huống giống như vậy có nhiều không? Diệp Phàm quay đầu hỏi hiệu trưởng học khu Trương Gia Lâm đang ngồi bên cạnh. Ai, vì lý do sáp nhập thị trấn, các giáo viên của thị trấn Lâm Tuyền đã cầm về toàn bộ tiền lương bổ sung, còn phía bên Khanh Hương lại nợ tiền lương 3 tháng của gần 200 giáo viên. Mỗi tháng đều chỉ nhận được một nửa, tính ra là nợ mỗi đầu người 400 đồng, 200 giáo viên xã Khanh Hương hợp lại thì thiếu khoảng 8 vạn. Chuyện này cứ kéo dài ở đây. Tôi cũng nhiều lần đi hỏi Chủ tịch Thị trấn Thái và Chủ tịch Thị trấn Mâu sau này, bọn họ nói Khanh Hương vẫn chưa hoàn tất sáp nhập. Đương nhiên tiền lương là chuyện thuộc về xã Khanh Hương. Trương Gia Lâm có vẻ khó nói. Lúc ấy Chủ tịch thôn Khúc của Khanh Hương nói thế nào? Diệp Phàm có chút tức giận, giọng nói trở nên nặng nề. Còn nói thế nào, cô ta nói Khanh Hương chúng tôi sắp sửa sáp nhập vào thị trấn Lâm Tuyền, sau này chuyện tiền lương phát xuống thì Chủ tịch Thị trấn Lâm Tuyền mà hỏi. Cho nên cô ta cũng dây dưa, sau này chúng tôi lại tới Lâm Tuyền hỏi, Lâm Tuyền lại nói Khanh Hương vẫn chưa hoàn tất sáp nhập. Cứ như vậy người này đẩy cho người kia, đến bây giờ mọi người cũng không biết nên đi đòi như thế nào. Hiệu trưởng Vương Thổ Căn cũng không biết làm thế nào, bí thư chi bộ cũ chết rồi, trong lòng y vô cùng tức giận, cho nên cứ nói thẳng ra. Ngay cả chuyện trường học, tôi cũng nhiều lần đến phản ứng với chủ tịch xã Khúc của xã Khanh Hương lúc đó. Nhưng cô ta nói xã không có tiền. Nói là mới cao ốc mới xây, cả ngày còn bị chủ thầu tới làm loạn. Kêu chúng tôi phải kiên trì, sau này còn tới làm phiền nhiều lần nữa thì dứt khoát trốn đi, trốn không thoát thì nổi giận.
nói chúng tôi thuộc quản lý của cục giáo dục, kêu chúng tôi tới cục giáo dục mà đòi tiền. Lúc ấy bí thư chi bộ cũ tức đến mức đang nằm trên giường cũng tung chăn tới thôn làm loạn, nhưng chỉ đòi được mấy trăm đồng. Khi tới huyện gây ồn ào, đồng chí của cục giáo dục lại nói là kinh phí giáo dục năm nay cấp cho xã Khanh Hương toàn bộ đưa cho xã và học khu rồi, không có thu xếp tài chính, kêu chúng tôi về thôn đòi. Trong thôn lại kêu chúng tôi lên huyện đòi, toàn là tranh cãi, tiền đã không đòi được đồng nào mà tiền xe lại tốn không ít. Đến bây giờ vẫn còn một chồng giấy trắng hóa đơn, không có tiền. Chủ tịch thị trấn Diệp, chuyện sáp nhập rút cuộc là như thế nào? Tôi thật sự cảm thấy mơ hồ. Trước kia trước khi sáp nhập thị trấn, chuyện của Khanh Hương, thôn Khanh Hương không đẩy đi được. Hiện tại sau khi sáp nhập thị trấn, Khanh Hương đẩy cho Lâm Tuyền lại đẩy cho Khanh Hương. Đến cuối cùng biến thành không có ai quản. Chúng ta lúc nào cũng phải ăn cơm đón năm mới, nếu không những ngày tháng qua làm sao mà sống. Chúng tôi đều hy vọng chủ tịch thị trấn Diệp có thể giải quyết vấn đề cuộc sống cho mọi người, còn cả trường học nữa. Bí thư chi bộ cũ đã chết rồi, không thể lại có thêm người chết, ai? Thầy giáo tóc trắng tức giận nói, nhắc đến cái chết của chủ tịch chi bộ cũ trong lòng ông ấy lại đau đớn, nước mắt rưng rưng, thở dài nói. Bí thư chi bộ cũ là người tốt, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp một cán bộ thôn nào tốt như vậy. Hàng năm trong thôn đều trợ cấp cho ông ấy 300 đồng, ông ấy lấy cho trường học hết. Nhìn thấy khu nhà lung lay muốn đổ trong gió, một ngày ông ấy cũng thở dài mười mấy lần. Lần này thật sự không được, cho nên mới phát động mọi người đào tường đất trước, hủy ngôi trường đi, đến lúc đó nếu ủy ban không quan tâm đến, thì mọi người tập thể đi kêu oan. Bí thư chi bộ cũ là cán bộ của đảng, là một người cán bộ tốt. Đối với sự ra đi của ông ấy, tôi cũng vô cùng đau lòng. Ngôi nhà này chúng ta rõ ràng phải bỏ đi, xây cho mọi người ngôi nhà hai tầng. Còn vấn đề bổ sung tiền lương mọi người cũng không cần lo lắng, dù cho tôi có phải đập nồi bán sắt, trước cuối năm sẽ bổ sung cho mọi người. Nếu đến 28 âm lịch mà vẫn không thể lĩnh được tiền, mọi người đến nhà tôi ăn cơm. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Diệp Phàm mạnh mẽ dứt khoát sắp xếp chuyện của trường học, quay đầu nói với Trương Gia Lâm. Lúc nào bọn trẻ mới nghỉ hè? Chương trình học đã kết thúc rồi, qua mấy ngày ôn tập, thi xong thì có thể nghỉ hè. Trương Gia Lâm nói. Không cần thi, dứt khoát hôm nay tập trung nghỉ học, sắp xếp công tác của học kỳ tới. Vừa vặn anh đang ở đây, nói với mọi người đi. Tất cả phải lấy an toàn làm trọng. Diệp Phàm nói rồi quay sang chủ tịch thôn Phượng. Chuyện xây trường anh cứ sắp xếp đi, anh cũng biết, trong thị trấn cũng có khó khăn. Mọi việc đều cần dùng tiền, hy vọng mọi người trong thôn theo đầu người có thể bỏ ra chút sức lao động, mọi người đồng tâm hiệp lực xây dựng trường học. Lại nói với Phương Nghê Muội, chuẩn bị 5 vạn khởi động cho chủ tịch thôn Phượng trước, những thứ khác như tiền công của thợ mộc, thợ gạch thì cứ thiếu trước. Hiệu trưởng Trương, hy vọng anh cũng có thể chạy lên huyện một chuyến, kiếm thêm chút tiền về. Chủ tịch thị trấn Diệp, ngày mai tôi sẽ lên huyện. Không kiếm được tiền, Trương Gia Lâm tôi không còn mặt mũi nào quay về. Trong lời nói của Trương Gia Lâm cũng có chút nghẹn ngào. Kỳ thực chú út của y Trương Tân Huy tối qua đã vào đảng, thăng lên làm chủ nhiệm phòng huyện ủy, kiếm 10 vạn có lẽ không có vấn đề. Nhưng Trương Tân Huy hiện tại vẫn chưa nói với y, mà đỗ bằng nửa đêm tối qua chạy đến cũng không biết tin tức này. Sáng hôm nay... Đường dây điện thoại từ Quy Lĩnh đến Khanh Hương bị chặt đứt, điện thoại di động của Diệp Phàm ở đây không có tín hiệu, cho nên đại biến động nhân sự trong huyện, tên ngốc Diệp Phàm vẫn không biết chút gì. Nếu không sớm đã bỏng đít rồi, làm gì còn nhàn rỗi ở đây nghiên cứu đưa ma cho bí thư chi bộ cũ. Sau khi sắp xếp chuyện của trường học, Diệp Phàm lại cầm tiền an ủi, chính là mỗi phong bì 100 đồng đến thăm hỏi từng gia đình mẹ góa con côi người già cả trong thôn. Còn cả những quả phụ độc nam có chồng hoặc vợ chết xe lật xe trên đường. Khi đến an ủi một cô gái có ngoại hiệu là góa phụ xinh đẹp, Diệp Phàm cảm thấy trước mắt như sáng ngời. Hắn nghe chủ tịch thôn Phượng giới thiệu. Quả phụ xinh đẹp, tên thật là Chu Xảo Đậu, năm nay mới 23 tuổi. Năm 20 tuổi được gả cho Dương Hồng Kim, nhưng nghe nói Dương Hồng Kim vì mấy năm trước bị thương không thể sinh đẻ, cho nên bế một bé gái 4 tuổi về nuôi. Dương Hồng Kim vốn là lái xe lam. Cuộc sống cũng tạm ổn, tháng 2 năm ngoái lái một xe sách miễn phí cho học sinh. Lúc ấy trên xe còn có một người của xã Khanh Hương, không cẩn thận lật xe hai người đều ngã chết. Trong nhà Dương Hồng Kim còn có hai người già, thường xuyên bệnh tật.
hiện tại gánh nặng trong nhà đều đổ lên vai con dâu, quả phụ xinh đẹp. Lại cộng thêm phải bồi thường cho người trên xe ngã xuống đó hơn 3 vạn đồng, cộng thêm hơn 1 vạn tiền nợ. Cho nên năm nay cuộc sống vô cùng khó khăn. Trời mưa thì phòng dột, tháng 6 năm nay quả phụ xinh đẹp lên núi đốn củi. Lúc ấy dùng đòn gánh xuyên qua bó củi, lúc đang gánh thì bị vặn lưng. Kỳ quái là từ sau đó thắt lưng không trị khỏi. Bác sĩ trong huyện cũng xem qua, chụp phim, nói là xương không có vấn đề gì. Phần eo lúc đó còn hơi sưng, sau này dùng thuốc vào cũng đỡ. Nhưng thắt lưng không có cách nào, hơi dùng lực một tí là đau thấu xương. Đi đường bình thường còn rất khó khăn, chỉ cần cường độ hơi mạnh một chút là đau lưng, nghe quả phụ xinh đẹp, nói lúc đau buồn bực muốn chết, giống như có cục sắt đè lên ngực vậy. Quả phụ xinh đẹp hiện tại đã mất đi năng lực lao động, lại phải nuôi dưỡng hai người già trong nhà họ Dương, phiền phức lắm. Nửa năm nay đều tới thôn xin chỗ này một ít, kiếm chỗ kia một ít để sống qua ngày. Chủ tịch Diệp, nếu trong thị trấn có tiền hy vọng có thể bớt ra một chút cứu tế cho cô ấy, mọi người đều không nỡ nhìn thấy nữa. Khi đi vào ngôi nhà hai tầng của quả phụ xinh đẹp, trong nhà quả thực dùng từ, thê thảm không chịu được, để hình dung cũng không quá, tầng một dưới lầu đắp một cái bếp lò, bốn cái ghế góp lại thành tấm ván gỗ lớn, bốn cái ghế băng, mấy cái vỏ, có lẽ dùng để đựng nước. Lúc này từ tầng trên có một cô gái từ từ đi xuống. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy hai mắt sáng ngời, nghĩ thầm, không ngờ ở Quy Lĩnh này còn có thể nhìn thấy một thôn phụ đặc sắc như vậy, quả phụ xinh đẹp quả nhiên là quả phụ xinh đẹp. Mái tóc của cô gái được búi lên sau đầu, dùng một cây châm làm bằng gỗ hoặc tre màu vàng nhạt xuyên qua. Lông mày cong như hàng liễu, trên mặt trắng trẻo giống như đánh phấn. Ở dưới mặc một chiếc quần vải thô màu xám trắng, nhìn qua giống như loại rất mỏng mềm mại, kỳ thực không hề mỏng, chỏ là cảm giác thấy mỏng. Phía trên là chiếc áo cổ mở, bộ quần áo dù cũ nhưng vẫn ôm trọn cơ thể, ôm chặt cái mông căng tròn của quả phụ mới cưới, còn có thể lờ mờ nhìn thấy đường viền bên trong quần. Quần áo có lẽ mua trước khi chồng chết, bó chặt tôn lên bộ ngực tròn trịa, rất đúng mực, nét vẽ sinh động. Khi nàng cúi xuống rót trà, rãnh sâu thăm thẳm lại lúc ẩn lúc hiện, rất là mê người. Diệp Phàm thi triển ưng nhãn thuật quan sát tỉ mỉ một hồi. Phát hiện khí sắc vẫn tốt, nếu quả thật lúc ngồi xuống phát sinh bệnh biến vậy thì khẳng định là khí huyết chật khỏi kinh mạch, dẫn tới khí huyết không thông cho nên dùng sức một chút lại cảm thấy đau đớn khó chịu. Loại bệnh cỡ nhỏ có liên quan đến kinh mạch này cho dù là chụp máy X-quang cũng không ra bệnh gì cả, cho nên bệnh viện mới nói là bình thường. Có lẽ chỉ cần mình dùng kiền nguyên kim châm thuật trong bản chép tay của biển thước châm cứu điều hòa kinh lạc cho cô, lại dùng nội kinh đả thông thì có thể bình thường, cũng không phải là chuyện khó khăn. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không hỏi chuyện này, vốn định bắt mạch cho cô nhưng lại sợ hiểu lầm trở thành bia miệng cho mọi người bàn tán. Miệng người đáng sợ, trước cửa quả phụ vốn nhiều chuyện mà. Làm quan thì sợ nhất là ảnh hưởng tiền đồ, dĩ nhiên làm quan cũng thích nhất là trong bóng tối làm những việc thần không biết quỷ không hay. Đến khi bại lộ chỉ có thể nói là số mình xui xẻo, hơn nữa Diệp Phàm cũng không muốn thuật châm cứu của mình lộ ra ngoài. Hơn nữa chữa bệnh là chuyện phiền toái, nếu lỡ như sơ suất làm quả phụ mất hết sức lao động dựa vào cứu tế thì không có khả năng, nhất định phải nghĩ cách gì đó để cứu giúp. Thoáng cái đã đến buổi trưa, ăn cơm xong Diệp Phàm đi lên núi một vòng, phát hiện nơi này thật đúng có thể gọi là thế ngoại đào nguyên. Nước suối róc rách trong suốt. Trong từng vũng nhỏ có hàng đàn cá sặc sỡ đủ màu bơi lội. Trên núi cây cối mọc tùm, cổ thụ mấy người ôm chỗ nào cũng có, đáng tiếc những thứ này không thể đem đi. Diệp Phàm cùng đi với chủ tịch thôn Phượng được một quãng thì mừng rỡ vì thấy nơi này cũng có thiên nhĩ linh. Loại cỏ này vốn nghĩ chỉ có ở thôn Đập Thiên Thủy, không ngờ ở thôn Quy Lĩnh cũng có, thôn dân có thể tăng thêm thu nhập rồi. Diệp Phàm chỉ vào bụi thiên nhĩ linh, thuận miệng hỏi. Chủ tịch thôn, loài cỏ này có thường gặp ở thôn không? Rất nhiều, khắp nơi đều có, đặc biệt là ở đầm Sừng Châu trên núi. Loại cỏ này hái rồi thêm chút mắm muối xào lên ăn rất ngon, để buổi tối tôi hái vài cân mời chủ tịch Diệp nếm thử. Thế lân cận thôn có không? Diệp Phàm hỏi tiếp. Không có, rất ít, tôi cũng không hiểu vì sao loài cỏ này chỉ mọc nhiều ở đầm Sừng Châu chúng tôi. Chủ tịch thôn lắc đầu vẻ khó hiểu. Chủ tịch thôn Phượng. Loại cỏ này ăn rất ngon, thật ra cũng có thể xem là loại đặc sản miền núi. Trong cung cũ của Đập Thiên Thủy cũng có người tên là Diệp Kim Liên chuyên thu thập loại cỏ này.
bà ấy là mẹ nuôi tôi, nghe nói thu thập làm món nhậu. Giá thu mua mỗi cân phải tới 20 đồng, tuy nhiên yêu cầu là toàn bộ phải bằng bàn tay trẻ con, nhỏ hơn nữa thì đừng hái, hơn nữa hái sẽ làm tổn thương đến bộ rễ, ảnh hưởng đến thu hoạch sang năm. Anh có thể phát động dân thôn đi hái, sau đó đến cung cũ của thôn đập thiên thủy bán cho mẹ nuôi của tôi, chú ý phải giữ nguyên trạng đừng dập nát. Chất lượng càng tốt thì giá tiền càng cao. Tôi nghĩ một người mỗi ngày có thể hái chừng 2 cân, vậy một gia đình chỉ cần hái mấy ngày cũng có thể kiếm 200 đồng rồi. Diệp Phàm chỉ điểm. Thật sao? Chủ tịch thôn ngẩn người nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ừ, anh lập tức trở về dán thông báo cho mọi người rõ, giải thích cặn kẽ. Nếu như có thể kiếm được vài trăm thì năm nay cũng tốt hơn, đối với người dân trong thôn cũng không phải là con số nhỏ. Cuối năm rồi, cũng không còn nhiều thời gian, mọi người mau tranh thủ cơ hội để kiếm tiền đi. Diệp Phàm nói hết sức nghiêm túc. Tốt, tốt, cảm ơn Chủ tịch Diệp, tôi không dẫn anh đi nữa, lập tức trở về thông báo cho mọi người đây. Chủ tịch thôn Phượng Nhân Quý đột nhiên như trẻ ra mười mấy tuổi, chạy lấp sấp trở về làm Diệp Phàm cũng tức cười, chỉ mỗi người mấy trăm đồng đã khiến cho chủ tịch thôn vui như vậy, không biết mấy ngàn đồng thì thế nào. Chương 329, cao nhân nơi sơn dã. Từ phương diện khác thì cũng có thể thấy đời sống trong thôn quá nghèo, phải nhanh chóng tìm ra con đường để mọi người làm giàu. Cỏ thiên nhĩ linh nhiều nhất cũng chỉ giúp mỗi gia đình kiếm thêm được vài trăm đồng trong một năm, hơn nữa năm nay hái thì sản lượng năm sau sẽ ít đi rất nhiều. Vì thế không thể dựa vào đây để dẫn dắt mọi người làm giàu, đây chỉ là biện pháp nhất thời, còn tính chuyện lâu dài là không thể nào. Đường ở phương nào, đường ở phương nào? Diệp Phàm một hơi thi triển thuật khinh công như một con vượn thoáng cái đã nhảy lên đỉnh núi chìm trong sương mù, dùng hóa âm mê thuật hét lớn, trong lòng rối bời. Lúc này hắn chợt có cảm giác hoang đường như lúc đứng ở ngã tư đường hồi mới tốt nghiệp. Ha ha ha, hảo khí phách. Một thanh âm già nua đột nhiên truyền tới rõ ràng từ một cây đại thụ chìm trong sương cách khoảng 30-40 mét. Thanh âm vô cùng hùng hồn, như tiếng chuông cổ chấn đau cả màng nhĩ Diệp Phàm. Nội kinh người này cực kỳ tinh thuần, cao thủ, phản ứng đầu tiên của Diệp Phàm là thầm kinh hãi, cảm giác nội kinh người này tuyệt đối cao hơn mình. Mình hiện giờ đã cao thủ thất đoạn rồi, nếu cao hơn mình chẳng phải là bát đoạn sau, loài cao thủ này ở Hoa Hạ như Nhàn Vân Giã Hạc, tuyệt đối thuộc về loại nhân vật ẩn sĩ, làm sao sẽ xuất hiện ở thôn Quy Lĩnh hẻo lánh này. Ngươi là ai? Diệp Phàm giả bộ bản thân không biết chút quốc thuật nào hỏi lại. Nếu để lộ ra mình cũng biết quốc thuật thì không thể hỏi vậy mà sẽ phải xưng lão tiền bối rồi. Ha ha ha, lão phu là ai không quan trọng, mới vừa rồi cậu nói chuyện với cái gì chủ tịch thôn Phượng đó tôi cũng nghe sơ qua. Tiểu tử nhà cậu không tệ, có thể vì dân mà day dứt như vậy thì cũng là một chủ tịch thị trấn tốt, nói rõ cậu một lòng vì dân. Xin hỏi đường phương nào? Ha ha ha, mọi con đường đều dẫn đến La Mã, chỉ cần có tâm, kiên trì bền bỉ. Đường thật ra thì ở dưới chân. Có cả ngàn vạn đường làm giàu, chỉ cần xem cậu có dụng tâm hay không. Ông lão cũng không tránh né, nhảy thẳng từ trên cành cây cao 5-6 mét xuống một cách nhẹ nhàng, khi chạm đất cũng không có nhiều tiếng động, chỉ với thuật khinh thân cao minh như vậy thì Diệp Phàm đã tự thấy không bằng rồi. Hắn nhìn lại thì thấy ông lão này cũng mặc một chiếc áo màu xanh giống như màu yêu thích của sư phụ Phí, tuy nhiên bên hông lại thắt một sợi dây bện từ cỏ làm thắt lưng. Ông lão có gương mặt tròn, sắc da hơi đen, người có khuynh hương mập nhưng cũng không mập lắm, mái tóc búi tròn sau gáy rồi thắt lại bằng một que gỗ, bộ dạng giống như một đạo sĩ nghèo túng. Diệp Phàm nhìn xuống dưới chân thì kinh ngạc, mắng thầm, lại có kiểu kết hợp quái gở giữa Trung Quốc và phương Tây này sao? Dưới chân ông lão là một đôi giày thể thao nhập khẩu chính hãng của Nike, hơn nữa còn là hàng cao cấp nhất, tuyệt đối không rẻ. Trên người mặc áo bào xanh. Dưới chân đi giày hiệu Nike, nếu như nói toàn thân toát ra phong phạm ẩn sĩ sơn dã đời xưa thì nhìn vào đôi giày lại hoàn toàn phá hủy hình tượng. Diệp Phàm thậm chí tưởng tượng, nếu như lão đầu này đem giày Nike đổi thành giày cỏ của Hồng Quân thì đúng là hình tượng ẩn sĩ rồi, mẹ kiếp, đúng là phong thái dị nhân. Mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng Diệp Phàm vẫn không dám chậm trễ, tự nhủ thầm đừng để bị vẻ ngoài mê hoặc, ông ta chính là một cao thủ bát đoạn trở lên, cúi người chào rồi bắt chuyện. Xin mời cao nhân chỉ điểm. Ha ha ha, cao nhân gì chứ, Bắc Sơn nhất tiểu tử. Ông lão tuét miệng cười giống hệt một nông dân chất phác,
nếu thêm một cái đòn gánh quẩy một bó củi thì đúng là vậy. Bắc Sơn Nhất tiểu tử, ha ha ha, danh hào cao nhân rất nhã. Diệp Phàm cười phụ họa. Danh hào, ách, làm sao cậu đoán được, không đơn giản. Ông lão dường như cảm giác thấy gì đó, đôi mắt chợt lóe lên một ánh lạnh lẽo chiếu vào người Diệp Phàm rồi thoáng cái đã thu liễm. Diệp Phàm cảm giác thật giống như có một luồng khí tức sắc bén lướt qua trên người mình, hắn biết ông lão đang quan sát mình. Dĩ nhiên loại ánh mắt vô hình này chỉ có thể nói là một loại cảm giác của cao thủ, cũng có thể nói là một loại khí thế. Diệp Phàm giả bộ không có cảm giác, không hề có phản ứng, nếu như là một võ giả quốc thuật cấp thấp hơn nhất định sẽ hoảng sợ, bởi đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Chẳng qua thuật ưng nhãn của Diệp Phàm rất bén nhạy nên đã cảm giác được trước đó nên giả bộ thành công. Trong lòng hắn lạnh toát, thầm nghĩ, lợi hại, chỉ là ánh mắt cũng có thể bức chết người. Nghe nói người làm quan có quan thế, quan khí, người luyện quốc thuật đến một đẳng cấp nào đó cũng có thể tạo thành khí thế đặc thù. Loại khí thế này đối với người luyện quốc thuật mà nói đặc biệt bén nhạy, có người bị khí thế như vậy dọa cho vỡ mật, chắc là tình huống như lúc này. Thật ra muốn khai mở cũng không phải là không thể, chỉ là trong lòng không giải khai mà thôi, mọi người trong cuộc sống ai chẳng ở trong một vòng luẩn quẩn nào đó, rất khó để vượt ra khỏi nó. Nếu muốn để cho bản thân không bị ảnh hưởng bị ngoại vật trừ khi thực lực của ngươi mạnh hơn so với đối phương, chế trụ được khí thế của đối phương thì không để bị đối phương ảnh hưởng, ngược lại thì bị người áp chế rồi. Kiểu lý luận này vào lúc giao chiến thời xưa đã đúc kết rõ ràng, trong chiến tranh nhiều lúc chỉ 3.000 người vẫn có thể áp chế 3 vạn thậm chí là 10 vạn người của đối phương, điều này thật ra cũng là so sánh khí thế, trên chiến trường là so sánh khí thế không màng sống chết. Có lẽ có người sẽ nói, khí thế có thể tôi luyện, dĩ nhiên là vậy, khí thế không phải ngày một ngày hai là có, nó là kết quả của việc tôi luyện nhiều năm gian khổ để mài ra. Vào lúc sinh tử có thể thắng, thật ra là các tướng sĩ đã bị bức đến tuyệt lộ, chỉ có liều mạng may ra mới sống, vì thế mới bức ra khí thế kinh nhân. Cho nên khí thế là thứ không nhìn thấy hay sợ thấy được, nó là một thanh kiếm sắc vô hình, đạo lý trong đó rất nhiều, hiểu được đã là thế ngoại cao nhân. Ha ha ha, mơ hồ rồi. Chẳng phải trong TV vẫn thường xuyên nói vậy sao? Diệp Phàm cười ha ha định đánh lừa đối phương. Tiểu tử, đừng có vờ vịt để qua mắt lão phu, cân lượng của cậu thì lão phu sớm đã hiểu rồi, hừ. Ông lão ra vẻ giận dữ. Lão nhân gia, người nói gì tôi không rõ. Diệp Phàm cố ý giả bộ ngu. Không rõ, lão phu cắt đứt chân của cậu thì cậu hiểu ngay. Ông lão hình như là thực sự giận dữ. Cảm thấy một tên trẻ danh lại dám giễu cợt mình. Thân thể của lão nhoáng lên, giẫm chân vọt lên chừng 2 mét rồi như một con ưng phi xuống ngoan độc đá vào Diệp Phàm. Hỏng bét, làm ông lão giận rồi, chắc hôm nay sẽ có phiền toái lớn. Diệp Phàm lạnh toát, thấy ông lão tuyệt đối không có vẻ đùa giỡn, cước đá tới ma sát trong không khí nghe cả tiếng gió phần phật. Một cước này nếu quả thật đá đến chân của mình thì chắc chắn là gãy lìa. Những ông lão sống đến từng tuổi này đều có chút cổ quái, thích gì làm nấy. Nếu quả thật bị lão đánh tàn phế thì dù có tiền cũng dùng vào đâu, hơn nữa chỉ e lão già này lòng dạ độc ác đánh mình đến chết thì phiền toái rồi. Loại cao thủ này đá chết người rồi sau đó dùng thủ pháp đặc thù biến người thành bụi phấn thì cho dù là thần tiên cũng khó mà điều tra. Diệp Phàm nghĩ rất nhanh, trong nháy mắt nghiêng người tránh khỏi, hốt hoảng. Lão tiền bối, cần gì tức giận vậy? Chuyện gì cũng từ từ nói. Không có gì để nói hết, hôm nay không đánh gãy chân chó cậu thì lão phu thề không dừng lại. Ông lão trợn mắt quát, thấy một cước kia đá hụt thì lại tiếp tục vọt tới. Diệp Phàm hết cách đành thi triển thuật khinh công vọt lên gần 2 mét, khó khăn lắm mới tránh thoát đòn kế tiếp của ông lão. Tuy nhiên ông lão là một cao thủ, kinh nghiệm dày dạn, Diệp Phàm nhìn thấy rõ ràng đã tránh thoát thì lại chợt cảm thấy một luồng lực mạnh vụt đến dưới chân. Hắn vừa thầm nghĩ không ổn thì đã nghe bình một cái rồi té văng ra 5 mét lăn 3 vòng chạm phải một gốc cây mới dừng lại được. Lợi hại, quả nhiên là đại cao thủ, ông đây là cao thủ thất đoạn mà tròn mắt người ta như là bùn đất, tuy nhiên vừa rồi mình cũng chỉ sử ra 5 thành công lực, chỉ khoảng ở ngũ đoạn, không biết có thể đánh lừa hay không. Diệp Phàm đang nghĩ thầm có thể chơi đòn âm hay không thì đã nghe ông lão cười ha hả. Tiểu tử, mau dậy đi, chơi với lão phu vài hiệp nữa. Ai, đã lâu không giãn gân cốt, cứ như vậy thì xương cốt cứng hết cả. Không, không được, lão tiền bối,
tiểu bối tự lượng không là đối thủ của ngài. Diệp Phàm dựa lưng vào cái cây lắc đầu. Ha ha ha, đừng giả bộ, lão phu đã sớm nhìn thấu tiểu tử cậu, không cần phải vờ vịt. Cậu đúng là chủ tịch thị trấn, nhưng chủ tịch thị trấn thì không thể là võ giả được sao, lão phu đã từng thấy qua một chủ tịch thành phố có thân thủ lục đoạn rồi đấy. Cho nên một thằng nhóc như cậu đã là gì, muốn lừa gạt lão phu thì không có cửa đâu. Nếu theo tính tình lão phu ngày xưa thì tuyệt đối là sẽ đánh gãy đùi cậu. Ông lão vểnh râu nói vẻ khinh thường, tuy nhiên Diệp Phàm cũng không dám mạnh miệng, người ta có bản lĩnh thì đành chịu thôi. Lão tiền bối, hậu bối có chuyện không rõ, tôi cảm giác là đã che giấu rất tốt, tại sao rốt cuộc lại lộ ra là người tu luyện quốc thuật nhỉ? Diệp Phàm quyết định hỏi, dù sao với bậc tiền bối phong phú kinh nghiệm này có rất nhiều thứ để học, sau này cần cải trang sẽ rất có ích. Cậu che giấu rất tốt, chẳng qua có một sơ hở lớn, ha ha ha. Ông lão đắc ý. Chỗ nào? Diệp Phàm tò mò. Rất đơn giản, mới vừa rồi lão phu từ cây cao gần 6, 7 thước nhảy xuống mà vẫn không việc gì, theo lẽ thì người bình thường sẽ phản ứng ra sao? Ông lão liếc nhìn Diệp Phàm. Chương 330, Bắc Sơn nhất tiểu tử. Người bình thường nhìn thấy lão phu già như vậy mà rơi xuống đất không việc gì. Hơn nữa còn vô cùng ổn định thì nhất định sẽ cả kinh líu lưỡi mà hô võ lâm đại hiệp gì đó. Còn cậu thì vẫn trấn định như không, trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì kinh hãi. Điều này nói rõ cậu cho chuyện đó là hiển nhiên, nếu vậy thì cậu dĩ nhiên phải có bản lĩnh. Cho nên, ha ha ha. Ông lão giảng giải một phen làm Diệp Phàm hối hận thắt ruột, mắng thầm, mẹ kiếp, đúng là mình tự hại mình, giả bộ cũng không giống. Người ta đã sớm khám phá ra mình còn cố đấm ăn xôi, đúng là để người chê cười. Khó trách ông lão muốn thử bản lĩnh của mình, nguyên lai là vậy, làm mình còn tưởng ông lão ra tay tàn ác chứ. Thật xin lỗi lão tiền bối, xã hội bây giờ thay đổi, thời đại bất đồng. Đối với những người tu luyện quốc thuật như chúng ta mà nói thì đã lui về hậu đài, nếu như để người bình thường biết được thì cả ngày dòm ngó, lão tiền bối nói có phải không, huống chi tôi còn là một chủ tịch thị trấn nho nhỏ. Cứ như vậy thì sao mà làm việc? Diệp Phàm cười nhạt, lấy lại phong độ. Ừ, người thanh niên nói không sai. Ai, quốc thuật Hoa Hạ xuống dốc rồi, nhớ hồi ta còn nhỏ người tập luyện quốc thuật nhiều như mây, cao thủ ngũ đoạn, lục đoạn không có một vạn cũng 3.000. Hiện giờ thì đâu rồi, cao thủ như thế tìm khắp Hoa Hạ được 200 người thì đã thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, đã mấy năm rồi mà những cao thủ ngũ, lục đoạn ta gặp chưa đủ một bàn rượu, có vào bộ đội nấu cơm cũng chưa đủ. Ông lão cũng lắc đầu thở dài thườn thượt, có chút tang thương. Những cao thủ này đều đi chỗ nào cả rồi, chẳng lẽ là đi hết? Diệp Phàm khó hiểu, ông lão này nhìn qua nhiều nhất chỉ mới 60 tuổi, năm nay là năm 1996, vậy lúc lão còn nhỏ chắc cũng là năm 1936 vào thời kỳ kháng Nhật, chẳng phải là bị lũ quỷ lùn đó giết hại sao? Ai, không sai, thời kỳ kháng Nhật, vào lúc đó quốc gia hỗn loạn. Còn trước đó là thời kỳ dân quốc quân phiệt xưng bá. Nghe sư phụ ta nói là đám đại quân phiệt đều có một vài cao thủ quốc thuật bên mình, lúc ấy đều vì chủ mình mà tự tàn sát lẫn nhau nên chết đi một ít. Vào lúc chiến tranh thế giới vì chống ngoại xâm lại càng chết đi rất nhiều. Bọn họ đều là người có chí khí, đối mặt với bọn Nhật Bản có súng ống hiện đại, thân thủ ngũ, lục đoạn làm sao mà đối kháng. Rất nhiều cao thủ vì đi ám sát mà bỏ mình. Bây giờ lớp hậu sinh không kế thừa được, các môn phái tuy vẫn còn đó nhưng trên căn bản là hoàn toàn xuống dốc rồi. Ông lão nói đến đây thì chua xót, những chuyện xưa cũng hiện lên trong mắt. Tên họ lão tiền bối là gì, vãn bối có thể biết được không? Diệp Phàm hai tay ôm quyền. Tên chỉ là danh hiệu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, tiểu tử, cần gì phải cố chấp thế chứ? Ông lão cười ha ha mấy tiếng. Xem ra không muốn tiết lộ tên họ. Ừ, tiền bối nói rất có lý. Chẳng qua vãn bối đối với lời của tiền bối về vị chủ tịch thành phố nào có thân thủ lục đoạn cảm thấy rất thản nhiên, có thể nói cho vãn bối hay không? Diệp Phàm rất có cảm giác đồng đạo với người chủ tịch thành phố có thân thủ lục đoạn này, người ta cũng đang ở trên quan trường, có cùng lý tưởng với mình. Đoạn Hải Thiên của thành phố Ngư Đồng, thân thủ lục đoạn Khai Nguyên, là truyền nhân quốc thuật Hoa Hạ, gia cảnh giàu có. Tiểu tử có chủ ý gì vậy, có phải mong người ta nhìn vào đồng đạo để đề điểm cho cậu? Ha ha, không tồi. Lão phu dạo chơi thế giới này nhiều năm,
đến nay cũng chỉ gặp được hai người các ngươi công tác trong chính quyền mà có thân thủ không thấp, còn người như vậy phần lớn đầu nhàn nhã rong chơi. Chẳng qua người trẻ tuổi, chuyện này ta và cậu hiểu là được, không cần chú ý đến người ngoài, Đoạn Hải Thiên nguyện ý lăn lộn quan trường, chắc cũng muốn làm người bình thường. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, người trẻ tuổi, có thể nói cho lão phu đẳng cấp thật không? Ông lão này cũng muốn hiểu rõ lai lịch của Diệp Phàm. Ha ha, cảm ơn lão tiền bối nói cho tiểu tử biết vị chủ tịch kia, lúc nào rảnh rỗi sẽ tới bái kiến cao nhân một phen. Đương nhiên, tôi biết lão tiền bối lại càng là cao nhân trong cao nhân, chắc là cường giả đỉnh phong của Hoa Hạ. Về điểm này tiểu tử khó mà lọt vào mắt của tiền bối được, có lẽ không cần đề cập. Diệp Phàm cười ha ha, thầm nghĩ, ông lão, ngay cả tên họ ông cũng không cho tôi biết thì tôi đâu cần phải nói cho ông biết làm cái gì. À, bỏ đi, cậu không nói thì lão phu cũng không cần biết. Người trẻ tuổi, đã lựa chọn quan trường thì đừng làm mất thể diện của người tu luyện quốc thuật, người tu luyện quốc thuật đều là yêu nước, ha ha. Chậm đã tiền bối, ông vừa rồi nói mọi con đường đều dẫn tới La Mã, chắc là đã phát hiện ra con đường làm giàu cho thôn Quy Lĩnh. Lão tiền bối có thể đề điểm cho vãn bối một chút hay không? Diệp Phàm khẩn trương, vừa rồi mơ hồ từ miệng ông lão đoán được chắc thôn Quy Lĩnh có cái gì đó bí mật mà ông lão phát hiện ra, chắc là có thể trợ giúp được bọn họ thoát nghèo. Vì thế ông ta lúc thấy mình day dứt mới lên tiếng đề điểm, ông lão này lại không vừa nói đã vỗ mông rời đi, chắc muốn thăm dò mình rồi hãy nói. Hơn nữa hắn cũng muốn hàn huyên với bậc cao nhân ẩn sĩ như vậy, tăng thêm một chút kiến thức. Ừ, lão phu ta phát hiện ra một điểm hữu dụng, chỉ cần chủ tịch thị trấn cậu chịu bỏ thời gian là có thể làm cuộc sống dân thôn tốt lên. Ông lão cũng không phủ nhận, tuy nhiên liếc qua Diệp Phàm, nghĩ vừa rồi hỏi cảnh giới quốc thuật của hắn lại vòng vo, trong lòng cảm thấy tức giận nên lạnh nhạt. Được rồi, muốn biết cũng phải lấy ra thứ gì để lão phu cao hứng mới được, ta cũng không bắt buộc gì cậu. Lão phu đứng trung bình tấn ở đây để cho cậu thẳng tay đánh ra ba chưởng. Nếu có thể cho lão phu di động thân thể thì cậu thắng thì lão phu nói ra, nếu không thì cậu tự mình đi tìm đi, ha ha ha. Ông lão nói đến phương diện quốc thuật thì lại cười lên ha ha, xem ra rất tự tin Diệp Phàm tuyệt đối không có hy vọng di chuyển thân thể của mình. Ông lão thầm đánh giá tiểu tử này tuổi chưa quá 20, cho dù luyện công từ trong bụng mẹ thì cũng chưa thể vượt qua tứ đoạn khai nguyên, đó đã là thiên tài tuyệt thế rồi. Nếu như nói bản lĩnh đạt tới ngũ đoạn khai nguyên thì ông lão tuyệt đối không tin, dù bắn chết cũng không tin. Lúc ông lão vào năm 20 tuổi đột phá được ngũ đoạn đã chấn động toàn giới quốc thuật. Theo như lẽ thường mà nói, ông lão đoán thực lực của Diệp Phàm cùng lắm chỉ mới nhị đoạn, vì thế mới tự tin như vậy. Tuy nhiên lần này ông lão lại lật thuyền trong rãnh vì gặp phải loại biến thái như Diệp Phàm. Được. Diệp Phàm cười nhạt, thấy ông lão đúng là đứng đó không hề phòng bị. Hắn thầm nghĩ ông lão cũng quá coi thường hậu sinh rồi, chẳng phải thanh xuất nhất lam nhi thắng vu nhất lam sao. Hắn nhìn đi nhìn lại trên người ông lão một hồi thì đột nhiên phát hiện thấy bên sợi thắt lưng ở hông có đeo một cái ngọc bội tinh xảo màu đỏ tươi như lửa, rộng chừng ba ngón tay, thầm giật mình đoán chắc ngọc bội kia là đồ cổ quý giá, ông lão vừa rồi cuồng vọng như thế phải chỉnh một chút mới được, đã đánh cuộc thì sao không đánh lớn luôn. Miếng ngọc bội màu đỏ này chắc là vật yêu mến của ông lão. Nếu không vì sao lại dắt bên hông? Chiếc thắt lưng bện bằng cỏ của ông lão cũng không biết là loại cỏ gì mà toát ra mùi thơm nhàn nhạt. Hắn đã quyết định chủ ý liền cười nói. Tiền bối, tiểu tử rất thích miếng ngọc bội màu đỏ bên hông ngài. Ha ha, nếu như tiểu tử may mắn thì tính luôn cả miếng ngọc bội này có được không? Dĩ nhiên nếu là vật ngài yêu thích thì coi như vãn bối chưa nói. Diệp Phàm ra vẻ hờ hững. Ngươi, hừ. Ông lão giận đến biến sắc, ngay cả tròm râu cũng suýt phỉnh ngược. Xem ra mình đã đoán đúng, mảnh ngọc bội này là vật ông lão ưa thích, vì thế lại càng phải thu vào tay cho lão đau lòng mới được. Diệp Phàm nghĩ vậy nên vờ ngơ ngác. Làm sao, tiền bối không dám đánh cuộc à? Chẳng lẽ là sợ? Diệp Phàm không phun ra chữ thua nhưng thằng ngu cũng đoán ra được. Tiểu tử được đấy, coi thường lão phu phải không? Một tên nhãi danh dám có chủ ý với hồng huyết ngọc bội của lão phu. Người có mấy phân lượng, cho dù là chủ tịch thành phố thân thủ lục đoạn cũng chưa dám cản rỡ như vậy trước mặt lão phu. Đánh cuộc thì đánh cuộc, để xem nếu không di chuyển được lão phu thì lão phu sẽ cho ngươi mấy cái vào mông, hừ. Ông lão nổi giận, thân thể nhoáng lên rồi thoáng cái đã quay lại,
trong tay nắm một khúc cây to bằng cổ tay, hừ nói. Ta sẽ dùng cây gậy này để quất vào mông ngươi. Xem ra không giáo huấn một chút thì thanh niên ngày nay làm phản hết rồi. Đến đây đi. Ông lão nói xong đem cây gậy ném đi, cắm phập một cái trên mặt đất, thân cây còn rung bần bật. Ừ. Diệp Phàm lạnh toát, đoán chắc lần này đá trúng thiết bản rồi, nhìn vừa rồi chiêu thức lão đầu bẽ gãy khúc cây kia cực nhanh, thậm chí còn không nghe tiếng gãy, không nhịn được hỏi. Tiền bối, ông vừa rồi vừa sử ra chiêu gì mà có thể đánh gãy khúc cây không phát ra tiếng động vậy? Chương 331, lật thuyền trong mương. Ha ha ha, cần gì thanh âm, chỉ là chặt đứt mà thôi. Để sau khi quất vào mông ngươi lão phu sẽ nói cũng chưa muộn, nhanh lên. Đừng nghĩ kéo dài thời gian, lão phu không nhẫn nại được đâu. Ông lão vừa thúc giục, tiện tay vận khí một vòng, thân hình sừng sững như một ngọn núi, đứng ra trung bình tấn, cười nói. Ra tay mạnh đi, người thanh niên, cậu chỉ có ba trưởng thôi, hướng lòng bàn tay ta chào hỏi đi, xuất ra toàn bộ khí lực nếu không bị quất vào mông cũng đừng trách lão phu lòng dạ ác độc. Khí định thần nhàn, đích xác là cao nhân, Diệp Phàm thầm nói. Cảm giác ông lão tuy nói không động nhưng khí thế trên người toát ra giống như thực chất bao quanh. Chẳng lẽ ông lão này lại đạt tới cường giả cửu đoạn tiên thiên rồi sao, có thể xuất nội kình thành khí thế, Diệp Phàm cũng hơi hối hận vừa rồi quá phóng túng. Tuy nhiên giờ tên đã lắp vào cung rồi đành phải bắn ra. Hắn điều khí một vòng vận chuyển kình khí khắp toàn thân rồi gầm lên một tiếng vang động, nhảy lên chừng một mét đấm thẳng một quyền vào tay phải ông lão. Chẳng qua Diệp Phàm rất quỷ quái. Đầu tiên hắn chỉ sử ra ba thành công lực để cho ông lão lầm tưởng hắn chỉ là một tiểu tử có thân thủ nhị đoạn. Nhìn qua thanh thế tuy lớn nhưng bên trong cũng không quá mạnh mẽ, ông lão lắc đầu, trống rỗng mà không thực, hoa hòe mà không thực. Ai, đáng tiếc cho một hạt giống tốt, công phu cơ bản quá tản mát. Quả nhiên, một quyền của ông lão đánh vào tay Diệp Phàm làm hắn bị nội kình phản ngược đến ba, bốn bước mới ổn định lại được. Diệp Phàm cảm giác khí huyết sôi trào trong phổi. Thầm kêu ông lão này quả nhiên lợi hại. Hắn liếc mắt, giả bộ thở mạnh rồi hét lớn một tiếng. Tiếp ta một quyền nữa. Nhìn vẻ ngoài hắn như dồn hết sức lực, một luồng quyền phong mạnh mẽ bắn tới. Ai, vẫn chưa được, xem ra tiểu tử này vẫn chưa tới thân thủ tam đoạn, bình thường. Vừa nhìn thấy quyền thế của Diệp Phàm, trong lòng ông lão cũng hơi thất vọng, nghĩ mình nhìn nhầm. Lần này Diệp Phàm tức thì bị chấn động đến lùi lại đến 7. Tám bước mới đứng vững, kinh hãi mở chừng hai mắt, lảo đảo như sắp té, thở hào hển. Dĩ nhiên tất cả là do Diệp Phàm đóng kịch, mục đích là để cho ông lão coi thường mất cảnh giác, quyền thứ ba mới là quyền chí mạng của hắn. Bỏ đi người trẻ tuổi, cậu không được đâu, quyền thứ ba cũng không cần nữa rồi, chỉ lãng phí sức lực. Mấy roi kia cũng coi như lão phu miễn đi. Ông lão có chút mất hứng đưa tay sờ chiếc ngọc bội bên hông. Một cao thủ bát đoạn trở lên tỉ thí với một võ giả nhị đoạn nhập môn, đúng là khó mà hứng thú, chẳng khác một người trưởng thành chơi game với trẻ con, có hứng mới là lạ. Không được, quân tử nhất ngôn, một quyền cuối cùng này vẫn phải đánh ra, vãn bối tuy cảnh giới thấp nhưng là người trọng chữ tín. Diệp Phàm ra vẻ, nhất định phải đánh cuộc xong. Ha ha ha, hảo tiểu tử, cho cậu mặt mũi còn không biết, muốn lão phu quất vào mông có phải không? Được, đến đây đi. Lão phu lâu như vậy còn chưa đánh người. Không cho cậu kêu khóc thì lão phu sẽ không mang họ Âm. Ông lão cũng bị Diệp Phàm chọc cho phì cười, thuận miệng nói ra cả họ mình. Diệp Phàm mừng thầm, hóa ra ông lão mang họ Âm, họ này ở Hoa Hạ cũng không phải là nhiều. Âm tiền bối, chuẩn bị xong chưa, tiểu tử sắp ra tay rồi. Diệp Phàm ra vẻ sẵn sàng. Hắc, chậm đã, cậu đã biết ta họ Âm, quái, tiểu tử ngươi có phép thuật sao? Âm lão đầu đột nhiên mở to hai mắt ngẩn người ra hỏi. Mới vừa rồi tiền bối chẳng nói cho tôi biết sao, còn nói cái gì mà họ Âm. Diệp Phàm nhắc nhở làm ông lão tỉnh ngộ, cười vẻ ngượng ngùng. Ừ, lão phu họ Âm, đến đây đi. Lão nói xong cũng không đứng trung bình tấn, tùy tiện đưa tay phải ra, một vũ giả nhị đoạn đúng là không đáng để lão phải đứng trung bình tấn. Diệp Phàm còn giả bộ dốc sức vào tới. Tuy nhiên khi quyền đầu còn cách âm lão đầu khoảng một mét thì nội kình đột nhiên tăng vọt, tăng lên sáu thành công lực, khí thế tương đương với cao thủ ngũ đoạn. Âm lão đầu tựa hồ cũng cảm thấy dù sao người ta cũng là cao thủ. Tuy nhiên vì khoảng cách quá gần nên âm lão đầu cũng không kịp tăng công lực,
trơ mắt nhìn quyền đầu của Diệp Phàm xuất ra một tia nội kình vô hành đánh vào tay mình. Bịch! Một tiếng động lớn vang lên, quyền đầu mang 6 thành công lực của Diệp Phàm va chạm với quyền đầu mang nội kình tinh thuần của Âm lão đầu. Không khí xung quanh như bị nứt ra, phát ra tiếng kêu xé tai, lực đạo và kình khí chạm nhau làm chấn nát mấy cành cây xung quanh. Ông lão gượng lui một bước nhỏ mới trụ vững lại thân hình, trước ngực mơ hồ đau tức, tuy nhiên lão cảm thấy rất mất thể diện bởi vì bị một tiểu tử chơi xỏ. Một luồng khí giận bốc lên từ dưới đan điền, tiếp đó lợi dụng lực phản chấn xuất ra 5 thành công lực đánh về Diệp Phàm. Thêm một tiếng động lớn vang lên, Diệp Phàm bị kình khí giận dữ của ông lão chấn lui đến 7, 8 mét, lăn lông lốc 3 vòng mới ngừng lại được, thở hào hền, đầu thấy choáng váng, khí huyết sôi trào, đầu tóc quần áo sộc sạch. Diệp Phàm biết ám chiêu của mình đã làm ông lão tức giận nên dứt khoát tựa vào một thân cây bên cạnh không dám lên tiếng đợi âm lão đầu hạ hỏa rồi hãy nói. Nếu không âm lão đầu bất chấp phong phạm cao thủ chơi lại đòn âm với mình thì thua thiệt lớn. Tầng thứ của ông lão rõ ràng cao hơn mình, lực phản chấn trong nháy mắt đã như chùy lớn đập vào người, suýt nữa đánh gãy xương. Cao thủ chính là cao thủ, không thể nói dựa vào tinh xảo mà vào thực lực. Nhìn lại mặt của âm lão đầu thấy cũng hết sức khó coi, chắc là trong thoáng chốc khó mà tiếp nhận được kết cục này. Có lẽ là hối hận bản thân mất cảnh giác mới bị như vậy, khuôn mặt đổi thành màu tím bầm, pha lẫn sắc xanh. Lão nghĩ thầm, mẹ ơi, đứa bé 8 tuổi đến băng bó lão nương, lật thuyền trong rãnh rồi, nếu để mấy lão quỷ kia biết được chắc cười rụng răng. Một lúc lâu sau lão bình tĩnh lại, lửa giận đã tan đi không ít. Thầm trách mình đã từng này tuổi lại còn đi tranh cường háo thắng với một tiểu tử, thở dài, nói. Hậu sinh khả úy, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, chắc là thân thủ ngũ đoạn khai nguyên. Thật xin lỗi tiền bối, tiểu tử có dùng thủ đoạn, nếu không chắc bị ngài đánh vào mông. Tiểu tử tên gọi Diệp Phàm, năm nay 19 tuổi, kính mong tiền bối bỏ qua. Chuyện vừa rồi chỉ là nói giỡn. Chỉ mong lão tiền bối nói ra bí mật của thôn Quy Lĩnh để cho cuộc sống dân thôn khá lên một chút là được. Diệp Phàm chân thành làm âm lão đầu cũng bớt đi rất nhiều lúng túng. Hừ, tiểu tử ngươi cho là lão phu có thể nuột lời sao, đã đồng ý là phải thực hiện. Chẳng qua là hồng huyết ngọc bội này không thể cho cậu, ai. Âm lão đầu thở dài, cầm cái ngọc bội màu đỏ xoa xoa, tựa hồ như trong đó có một hồi cố sự. Ai, thằng nhóc, nó là máu nhuộm đỏ. Ông lão thật lâu không nói, cứ yên lặng xoa xoa miếng ngọc bội. Diệp Phàm cũng yên lặng không nói, đối với miếng ngọc bội bị máu nhuộm đỏ lại càng tò mò, tuy nhiên hắn cố nén tò mò không nói gì, thầm nghĩ, mỗi người đều có bí mật trong lòng, có lẽ trong suy nghĩ của âm lão đầu đây chính là một bảo vật. Thằng nhóc, cậu là thiên tài, tuổi mới 19 mà đã đạt được ngũ đoạn, sau này tiền đồ vô lượng. Có lẽ cậu thích trà trộn quan trường. Có lẽ quan trường chính là nơi tôi luyện ý cảnh tốt nhất cho cậu. Cứ theo tâm nguyện của mình mà làm đi, người sống cả đời, cỏ cây chỉ một mùa, sống phải truy cầu tự tại tiêu diêu, tự vấn không thẹn với lòng là được. Lão Phu nói như vậy là để cậu không cần câu nệ, làm đại sự không cần câu nệ tiểu tiết, tùy tâm mà làm. Vì dân tạo phúc cũng là tích thiện được đức, tu dưỡng nhân tâm, đào luyện tính cách, đến khi thông suốt thì rộng lớn như đất trời. Ông lão nói khẽ một hồi rồi tháo một sợi dây màu xanh trên cổ xuống, trên sợi dây có buộc một cái thẻ gỗ bằng ngón tay cái. Lão trà sát một chút rồi ném cho Diệp Phàm, nói. Cái thẻ bài này tạc từ rễ của cây bồ đề ở Tây Thiên, có thể so sánh với miếng ngọc bội huyết hồng kia. Năm xưa lão phu đi Ấn Độ, ở bồ đề tự cung có thấy một cây cổ thụ nghe nói đã mấy ngàn năm. Sau đó lão phu rất yêu thích, muốn xin một cái rễ của nó để tạc một đồ vật. Tuy nhiên lão trụ trì không chịu, lão phu lấy 100 lượng hoàng kim quyên tặng cho chùa, cầu xin được lấy một cái rễ nhưng lão hòa thượng vẫn không đồng ý. Năm đó lão phu mới 46 tuổi, vừa đột phá lên cảnh giới thất đoạn, trong cơn tức giận liền đánh cuộc, vật đánh cuộc là tuyệt học vô đao thủ. Bởi vì ta biết lão hòa thượng trụ trì cũng là một cao thủ quốc thuật, chẳng qua ở Ấn Độ không gọi là như vậy, tên là gì thì ta cũng không nhớ, nhưng cũng không khác nhiều lắm. Chỉ bất đồng về danh tự mà thôi. Âm lão đầu nói tới đây thì Diệp Phàm không nhịn được xen vào. Tiền bối khẳng định thắng, cho nên được tặng cái rễ cây bồ đề ngàn năm. Cũng không phải, lão phu không có thua, chủ trì cũng không thắng. Âm lão đầu mỉm cười lắc đầu. Hòa, chủ trì gặp được chi kỷ, tặng rễ cây. Diệp Phàm suy đoán,
Ừ, cũng đúng cũng không đúng. Chẳng qua chùa đó rất nổi danh, còn có uyên nguyên sâu xa với Hoa Hạ chúng ta, ha ha ha. Âm lão đầu đột nhiên cười rất vui vẻ, xem ra nghĩ tới chuyện cao hứng. Sâu xa, Phật giáo có quan hệ cùng Hoa Hạ chúng ta. Chẳng lẽ là Thiền Tông Đạt Ma Tổ Sư, người khai sáng phái Thiếu Lâm? Diệp Phàm cả kinh. Ha ha ha, trẻ con dễ dạy. Âm lão đầu cười, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cảm thấy tiểu tử này chẳng những công lực cao tuyệt mà còn rất thông tuệ, cũng cảm thấy hơi thưởng thức. Thiền Tông Đạt Ma, tên đầy đủ là Bồ Đề Đạt Ma, người ở phương Nam, thuộc dòng Bà La Môn, tự xưng Phật truyền Thiền Tông đệ nhị thập bát tổ. Ông ấy chính là thủy tổ Thiền Tông Hoa Hạ, vì thế Thiền Tông Hoa Hạ còn gọi là Đạt Ma Tông. Nam triều Lương Vũ Đế lúc đi thuyền đến Quảng Châu, Lương Vũ Đế tin Phật, Đạt Ma tới đi về phương Nam có gặp Lương Vũ Đế, gặp mặt nói chuyện không hợp mà có chuyện một ngọn cỏ lao qua sông lên phương Bắc tới thành Lạc Dương, sau sáng lập ra Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, diện bích 9 năm, truyền y bát cho Tuệ Khả rồi tọa hóa. Lúc ấy chủ trì của Bồ Đề Tự là Đạt Chân Đại Sư, tự xưng là truyền nhân của Đạt Ma Tổ Sư, sau khi tỉ thí với ta thì như vừa gặp đã quen, lúc ấy ta cũng ở lại Ấn Độ một thời gian ngắn. Cho nên cũng học được một chút tiếng Ấn Độ, cộng với ngôn ngữ tay cũng có thể tạm nói chuyện với Đạt Chân Đại Sư. Sau đó ta cũng không nhắc lại chuyện xin rễ cây Bồ Đề, tuy nhiên Đạt Chân Đại Sư lại sai người đưa cho ta một cái hộp gỗ nhỏ. Sau khi trở về mở ra mới biết là một đoạn rễ của cây Bồ Đề, bên trong có nói là cái rễ này tự bóc ra được, là một cái rễ hết sức thuần khiết, sau khi tiến hành điêu khắc thì thấy đúng là nó có thể bóc ra từng lớp, hết sức kỳ lạ. Đến khi mở đến lớp cuối cùng thì thấy hiện ra một cái lõi rễ hình như quả ớt, nhất thời cao hứng mới điêu khắc thành tấm thẻ nhỏ như vậy, nó đã đi cùng với ta 30 năm phong sương, chưa từng rời khỏi người, hôm nay đưa cho cậu vì để cậu biết đại trượng phu như ưng giữa trời không. Không thể quanh quẩn trong xó xỉnh mà phải bay ra thế giới rộng lớn. Tiền bối, đây cũng là vật ngài yêu mến, vãn bối không thể thu. Những lời của tiền bối, vãn bối sẽ nhớ kỹ. Diệp Phàm lắc đầu không nhận. Nhận lấy, vật ta đưa ra sẽ không thu hồi, nếu như không ta tình nguyện hủy đi. Thái độ của âm lão đầu vô cùng kiên quyết, không giống như là đang nói láo. Vãn bối từ chối thì bất kính rồi, cảm ơn. Diệp Phàm cúi người hành lễ, trang trọng dứt khoát nhận. Nếu như phá hủy thì thật đáng tiếc, dù sao cũng là vật mà truyền nhân của Đạt Ma tặng, hơn nữa rễ cây này đã qua ngàn năm mà không giữa nát đúng là thần kỳ. Hắn dùng thuật ưng nhãn để quan sát thì thấy tấm thẻ bài này lại điêu khắc hình ông lão, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, có thể nói là cấp bậc đại sư. Cho dù là cấp bậc đại sư cũng khó mà làm được, chắc là ông lão phải thi triển ra nội kình mới hoàn thành, đích xác là tuyệt phẩm. Ở dưới còn có một hàng chữ nhỏ, phải nhìn thật kỹ mới thấy mấy chữ, Bắc Sơn Nhất Tiểu Tử Ẩn Vô Đao. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Phàm đang nhìn mình, âm vô đao cười nói. Rất tốt, cậu rất cẩn thận, ngay cả dòng chữ kia cũng đọc ra. Không sai, lão phu tên là âm vô đao, bởi vì đao thuật có chút thành tựu mà người trên giang hồ gọi là ẩn vô đao. Chương 332, tâm sự của ba vị lão đại thị ủy thành phố. Ẩn vô đao. Khó trách mới vừa rồi tiền bối chém đứt đoạn cây kia vãn bối cũng không nghe tiếng động, hơn nữa hình như còn không nhìn thấy ánh đao, đao công của tiền bối có thể nói là tuyệt đỉnh. Diệp Phàm vỗ mông ngựa làm âm vô đao cực kỳ đắc ý, phất tay cười nói. Thằng nhóc, lão phu vốn không có đao, vậy thì tìm đao ở đâu, cậu còn bảo ta xuất đao từ đâu? Vốn không có đao, chẳng lẽ vừa rồi tiền bối chém đứt đoạn cây đó là không dùng đao? Diệp Phàm khẽ giật mình tròn mắt. Ha ha ha, chúng ta coi như là hữu duyên, hôm nay ta sẽ cho cậu coi xem đao ở đâu. Âm vô đao cười đắc ý, chờ Diệp Phàm đến gần thì lật tay khẽ vận khí một cái, chỉ thấy một đạo hư ảnh từ tay lão thoát ra rồi phạt qua một cành cây. Một thanh âm rất nhỏ vang lên, cành cây tức thì bị cắt như một miếng đậu hũ rớt xuống, Diệp Phàm nhặt đoạn cây lên thì thấy nó bị cắt bằng phẳng, nhẵn mịn giống như bị tia laser cắt qua. Trong lòng hắn nhất thời lại càng thêm khiếp sợ lẫn khâm phục. Dương mắt nhìn âm vô đao, hỏi. Tiền bối, ánh mắt vãn bối không phải là bình thường nhưng vẫn không thể nhìn thấy đao của tiền bối ở đâu, tiền bối có thể chỉ cho vãn bối được không? Đao, cậu có nhìn thấy đao sao? Âm vô đao hỏi. Không có. Diệp Phàm thành thật trả lời. Đó chính là vô đao rồi, thằng nhóc, cậu còn chưa tới tầng thứ đó, rất khó tưởng tượng ra uy lực của chiêu số này.
dĩ nhiên cậu cũng không cần tưởng tượng ra lão phu đã đạt đến cái gì mà trong truyền thuyết gọi là cảnh giới tuyệt thế vô đao thắng có đao. Đây chỉ là một loại truyền thuyết, lão phu cũng chưa từng thấy qua, thật ra thì đao vẫn có, chỉ bất quá đao đã không phải là đao. Âm vô đao cười ha ha, giọng điệu cao thâm khiến Diệp Phàm lại càng hồ đồ, thầm nghĩ, đao đã không phải là đao, vậy là cái gì? Chẳng lẽ là thủ đao? Diệp Phàm thất thanh kêu lên. Ừ, cậu không ngốc, cuối cùng cũng đoán ra được, không sai. Cho cậu nhìn xem một lần nữa thủ thế của âm vô đao. Thủ ảnh của ông lão lại nhoáng lên chỉ vào cành cây bên cạnh, vào lúc thu tay thì cũng là lúc cành cây bị chặt đứt. Chính xác là lúc tay chỉ vào cành cây thì nội kình tuôn ra sắc như một cây đao nhỏ, Diệp Phàm sau khi nhìn rõ thì líu cả lưỡi, thì thào, lợi hại. Tuyệt kỹ của lão tiền bối có thể gọi là thiên đao thủ rồi. Thủ đao như thiên đao, thiên mã hành không, dễ dàng chém ra mà vật nào không gãy. Lão tiền bối, thủ pháp thiên đao như ngài thì tới tầng thứ nào có thể sử ra? Ha ha ha, đến lúc có thể sử ra thì có thể sử ra. Cậu chắc sau này sẽ có cơ hội. Âm vô đao cười khẽ rồi không nói thêm gì nữa. Diệp Phàm biết đây là bí mật của ông lão, cũng không nên hỏi quá sâu. Đi, đi theo ta. Âm vô đao khẽ mỉm cười rồi thi triển ra thuật khinh công đi trước, Diệp Phàm theo sát ở phía sau, thầm nghĩ chắc là ông ta sẽ nói cho mình biết bí mật làm giàu của thôn Quy Lĩnh. Thuật khinh công này cũng không phải như trên TV, có thể thân nhẹ như chim yến, tung mình một cái thì đã nhảy lên cao hơn 10 thước. Điều này là không có khả năng, thuật khinh công trong quốc thuật đúng là có, tuy nhiên chỉ nhảy cao khoảng 3, 4 mét đã là cực hạn, cao thủ đạt tới như vậy cũng phải bát đoạn trở lên. Xét ngay Diệp Phàm mà nói thì nhảy cao nhất cũng chỉ khoảng 2 mét, không kém nhiều lắm so với vô địch thế giới về nhảy cao. Dĩ nhiên độ cao 2 mét chỉ là độ cao tuyệt đối, nếu tính là người đang thi triển thuật khinh công phải là gần 4 mét. Vì thế khi thi triển ra chiêu thức đúng là cũng thấy dọa người, dĩ nhiên thuật khinh công trong quốc thuật là giúp cho người nhẹ bớt chứ không phải giảm cân, chân chính của nó là do nội kình chống đỡ hoặc mượn lực phản chấn của vật gì đó làm cho người nhẹ đi, chạy trên đường nhanh hơn. Có khi theo thế điểm trên một nhánh cây mà bay lên, làm cho người ta có một cảm giác thảo thượng phi. Thật ra các đại sư quốc thuật rất am hiểu thuật dựa thế mà đi, giống như chim ưng có thể giang cánh nhớ khí lưu mà bay lượn trên không trung. Đi được khoảng nửa tiếng thì nhìn thấy đằng xa một mảng cỏ tranh, nơi đây bốn bề là núi, thấp thoáng trong vùng cỏ tranh là một vũng nước. Đến rồi, chính là chỗ này. Âm lão đầu cười nói. Hình như là một đầm cỏ. Diệp Phàm cũng không xác định được, bởi vì cỏ quá dày nên cũng không biết đầm nước rộng bao nhiêu, nhìn qua không phân biệt được đâu là cỏ, đâu là nước. Tất cả là một đầm nước lớn, không đến gần thì không thể nhìn ra. Lão phu lúc ấy đi ngang qua bởi vì khát nước ngồi xuống uống một ngụm mới phát hiện ra nó. Sau đó cao hứng đi xem một vòng thì phát hiện ra nó rất rộng. Âm vô đao cười khẽ, phong phạm đại sư thể hiện rõ ràng. Rất lớn. Diệp Phàm thuận miệng đáp, nhìn xem bốn phía xung quanh, cảm thấy âm lão đầu đem mình tới đây chắc là có bí mật, chẳng qua là tạm thời mình chưa phát hiện. Hắn quan sát kỹ hơn thì thấy bốn phía trên núi xung quanh bờ đầm đều mọc đầy thiên nhĩ thảo, chợt nhớ lại lời của chủ tịch thôn thì đột nhiên bừng tỉnh, cười nói. Lão tiền bối, tôi biết nơi này tên gì rồi. Chủ tịch Phượng vừa rồi gọi đây là đầm Sừng Châu, có lẽ đầm này giống như một cái Sừng Châu. Ha ha ha. Quả nhiên là đầm Sừng Châu, đúng là giống nhau. Diệp tiểu tử, cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, nhất định là có phát hiện. Âm lão đầu đột nhiên phá lên cười, vuốt râu vẻ đắc ý. Khó trách, đúng vậy. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn ra xa, quả nhiên nhìn thấy vách núi giống như một con trâu đang nhìn lên không trung, cái Sừng Châu trông đặc biệt bắt mắt. Kim Ngưu ngắm xuân, địa điểm đầm tốt, từ phương diện thuật phong thủy mà nhìn thì bốn bề núi vây quanh. Ôm lấy một đầm cỏ thiên nhiên, lượng nước phong phú, chất nước như linh tuyền. Không gian thanh tú, đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ dĩ nhiên vượt ở nơi khác. Âm lão đầu cười, đi vòng rồi kéo từ trong bụi cỏ ra một cái bè trúc rộng chừng 2 mét. Đi! Âm lão đầu cười nhẹ rồi nhảy lên bè, Diệp Phàm cũng nhảy lên, nhẹ nhàng chống xào trúc đi về phía giữa đầm. Bởi vì có cỏ nước ngăn lại nên bè đi khá chậm, cũng may âm lão đầu là cao thủ. Nếu không một người bình thường cho dù là thanh niên cũng khó có thể chống bè. Tiền bối, nước hồ sâu không? Diệp Phàm hỏi. Sâu cạn không đồng nhất,
chỗ trong đầm ta đã từng để ngập hết một cây sào cũng chưa tới đáy, chắc sâu khoảng 10 mét hoặc 20 mét, còn chỗ này thì khoảng 7, 8 mét. Âm Vô Đao thuận miệng nói, không lâu sau thì đến giải đất giữa đầm. Ở giữa đầm ngoài cỏ còn có rất nhiều hao sen, vươn cao giữa đám cỏ trông rất nên thơ. Âm lão đầu thả xuống một tảng đá lớn làm neo, sau đó lấy ra từ cái bao lớn sau lưng ra một cái cần câu gập bằng trúc, mắc mồi đưa cho Diệp Phàm, bản thân mình cũng có một cây, tuy nhiên sợi dây câu không quá dài. Sau đó ông lão bắt đầu buông câu, khẽ xoay cái nón cỏ trên đầu, trông rất giống một ẩn sĩ câu cá. Diệp Phàm cũng buông cần ngồi câu, trong lòng âm thầm buồn bực, đầm cỏ này chỉ là một đầm cỏ hoang, có cá lớn đâu chứ. Âm lão đầu cũng không nói bí mật gì cho mình lại bảo ra đây câu cá. Mình đâu có rảnh rỗi vậy chứ. Sau một giờ, hai người cũng không động tĩnh, Diệp Phàm đã sớm không kiên nhẫn nổi, cá cũng không câu được một con, vừa định hỏi lại thấy bộ dạng nhàn nhã của âm lão đầu nên không thể làm khác hơn là nhẫn nại tiếp tục ngồi đó. Bên trong phòng làm việc của bí thư thị ủy thành phố Mạc Hương Chu Càn Dương, ba nhân vật đầu lĩnh của thành phố đang ngồi hút thuốc nói chuyện. Chu Càn Dương lên tiếng. Lão La, lần điều chỉnh này đối với Ngư Dương rất lớn, trên căn bản là thay đổi toàn diện, những vị trí chủ chốt đều đã đổi hết, lại tăng cường thêm dòng máu mới, đối với phương diện tăng trưởng kinh tế chắc là có tác dụng. Ừ, cũng coi là một lần thay bài, cũng không biết là họa là phúc. Ban bệ Ngư Dương cũng không thể không điều chỉnh. Năm ngoái tăng trưởng chỉ được con số lẻ, năm nay nếu không thay đổi chỉ e lại tái diễn như vậy. Ngư Dương vốn là huyện xa xôi nhất, chúng ta cũng biết đây là nguyên nhân chính mà làm nó luôn đứng cuối trong 8 huyện, 2 khu, 2 thành phố của Mạc Hương chúng ta. Điều này có nguyên nhân lịch sử, Ngư Dương không thể so với thành phố Phúc Xuân lân cận. Người ta ở ven biển, có cảng nhỏ, có ngư nghiệp, công nghiệp đóng thuyền. Ngư Dương khó khăn à? Chủ tịch thành phố La Hạo Thông cau mày, trên mặt tràn ngập lo lắng, cũng không vì chuyện thay đổi ban bệ của Ngư Dương mà thư thái được bao nhiêu. Ừ, Ngư Dương tất cả đều là vùng núi, độ cao trung bình so với mặt nước biển đạt đến 400 mét, chỗ cao nhất đến 2.000 mét, chỗ thấp nhất cũng phải đến 7, 80 mét. Lãnh thổ cả huyện theo một hình bậc thang không đều. Địa thế vốn cải răng lược, ở phía nam kinh tế có khá hơn, ví như thị trấn Lâm Tuyền, thị trấn Vũ Khê, thị trấn Nam Khê. Càng đi lên lại càng nghèo, chênh lệch rất lớn. Nói ngay như thị trấn Lâm Tuyền và xã Khanh Hương mà nói, thu nhập tài chính và thuế một năm của Lâm Tuyền là hơn 200 vạn, còn xã Khanh Hương mới bao nhiêu, chưa tới 50 vạn, chỉ bằng 1/4 người ta, khó trách xã Khanh Hương lại có người chết đói. Hiện tại xã Khanh Hương sáp nhập vào thị trấn Lâm Tuyền, dựa vào ưu thế của Lâm Tuyền mới có thể phát triển. Chương 333, có người diễn trò trước mặt chủ tịch huyện. Tôi đã nghe qua về chủ tịch thị trấn Diệp Phàm của Lâm Tuyền, người này còn trẻ tuổi. Nghe nói hắn làm bản quy hoạch giao thông của Lâm Tuyền, bản thân tự kiếm được 2.000 vạn tài chính, còn về chuyện cải cách nhà máy giấy Ngư Dương cũng kéo được 4.000 vạn đầu tư, có nhiệt tình, có năng lực công tác. Phó bí thư chuyên trách Tạ Quốc Trung nói ra vài câu, cũng là tán dương Diệp Phàm. Diệp Phàm, để tôi nghĩ xem. Chu Càn Dương hình như nhớ ra điều gì. Nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười nói. Ừ, một người rất thú vị, lúc trước hình như là bị thương vì cái gì mà huyết án ở thôn Đập Thiên Thủy, lúc ấy tôi được bí thư Dương ủy thác đại biểu thành phố đi thăm hắn. Các anh còn chưa biết, hắn lúc ấy đã băng kín như xác ướp nhưng vừa mở miệng đã đòi tiền tôi. Đòi tiền cái gì? La Hạo Thông lộ vẻ kinh ngạc. Không phải là đòi tiền viện phí chứ? Chẳng lẽ Ngư Dương nghèo đến mức không có tiền trả viện phí cho hắn? Ha ha ha, không phải là vậy. Hắn muốn tôi rót chút dầu đèn ra ngoài để hắn sửa đường thôn Đập Thiên Thủy. Lúc ấy tôi nói tôi đâu phải thùng dầu, không có dầu thừa. Các anh nói có buồn cười không? Lúc ấy tôi cũng vui vẻ. Da mặt tiểu tử này đúng là không phải dày bình thường. Chu Càn Dương cười sảng khoái. Ừ, chắc là một số lãnh đạo huyện Ngư Dương cũng như hắn thôi. Hàng năm đến thành phố thì đều đòi tiền quyên tặng, sắp biến thành đại sư hóa duyên cả rồi. Bọn họ chẳng lẽ không hiểu tiền tài mạnh mới là đạo lý à? La Hạo Thông nghĩ xa hơn. Lần này đề nghị cổ bảo toàn và vệ sơ tinh xuống đó, tôi cũng giao cho bọn họ nhất định phải phát triển kinh tế Ngư Dương, nếu sau nửa năm không có chuyển biến thì lấy lại mũ quan. Đây là lưỡi dao treo trên đầu họ, áp lực cũng rất lớn. Chu Càn Dương nghiêm mặt. Có áp lực mới có thể ra động lực,
có động lực mới có thể liều mạng đi làm, mới có thể ra thành tích. Tôi tin tưởng bí thư Cổ và chủ tịch huyện vệ có thể làm ra thành tích. Bí thư Chu đây là cho bọn họ câu phủ đâu cho họ quyết tâm. Ha ha ha. Phó bí thư Tạ khẽ mỉm cười, ý tứ mơ hồ không rõ, mơ hồ cũng nói không rõ. Chu Càn Dương nghe lại như thấy cảm giác vui mừng thấy người gặp họa, còn La Hạo Thông lại nghe ra mùi vị khác, mọi người đều có cảm nhận riêng. Lần này đề bạt chủ tịch và bí thư huyện, đầu tiên Tạ Quốc Trung cũng đề nghị nguyên phó chủ nhiệm trẻ tuổi Miêu Phong của Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố, đáng tiếc cuối cùng bị Chu Càn Dương và La Hạo Thông liên thủ bác bỏ. Lý do đưa ra là Miêu Phong quá trẻ tuổi, mới 30 tuổi, hơn nữa vừa đề bạt lên vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại mới được một năm, chưa nên thay đổi. Trong một năm thăng liền hai cấp cũng hơi khó khăn, chuyện này gác lại cũng là hợp lý, tuy nhiên Tạ Quốc Trung đã hỏi Miêu Phong, y có vẻ đồng ý đến cơ sở rèn luyện vài năm, ở mãi trong thành phố cũng khó làm ra thành tích. Cuối cùng Tạ Quốc Trung đề nghị cho Miêu Phong một vị trí phó bí thư chuyên trách huyện Ngư Dương nhưng vẫn không thành công, bị hai thường vụ là Ngọc Hoài Nhân và Phí Ngọc liên thủ chế trụ, lúc ấy Chu Càn Dương cũng có khuynh hướng lấy người của Ngư Dương. Cuối cùng quyết định nguyên trưởng ban tổ chức Ngư Dương Phí Mặc ngồi lên vị trí này, còn Miêu Phong thì được vị trí của Phí Mặc. Nhìn qua như vậy giống như bị xuống chức. Bởi vì Miêu Phong ở vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố thì oai phong hơn vị trí trưởng ban tổ chức Ngư Dương. Tuy nhiên Tạ Quốc Trung và Miêu Phong đều có ý định khác, chắc là muốn chờ thời ở Ngư Dương. Ủy ban Kinh tế Thương mại mặc dù tốt nhưng phó chức cũng có 4, 5. Miêu Phong mới lên xếp ở vị trí chót, muốn làm ra thành tích để đề bạt cũng tương đối khó khăn. Khi xuống Ngư Dương làm trưởng ban tổ chức, tuy nói cấp bậc không thay đổi, còn là phó phòng. Nhưng tay quản nhân sự một huyện, lúc phân chia cũng có thể kiếm được một chén canh. Hơn nữa không gian phát triển rất lớn, nếu như Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh không thể làm ra thành tích, đến lúc đó bị lấy mũ quan rồi thì Miêu Phong có thể thuận lợi thượng vị, vì thế gã mới tình nguyện đổi lấy vị trí này. Dĩ nhiên Tạ Quốc Trung ở lần thay bài ở Ngư Dương không lấy được vị trí phó bí thư chuyên trách cũng cảm thấy tức giận, tuy nhiên y vẫn ẩn nhẫn, tin tưởng sẽ có cơ hội. Ngư Dương nếu muốn làm ra thành tích còn khó hơn lên trời. Ban bệ thành phố sau khi trải qua lần điều chỉnh này cũng hết sức phức tạp, trước kia là bí thư thị ủy Dương Quốc Đống, chủ tịch thành phố La Hạo Thông, phó bí thư Chu Càn Dương tạo thành thế chân vạc. Bây giờ tình thế không rõ ràng, có vẻ La Hạo Thông khá hòa hợp với Chu Càn Dương, còn Tạ Quốc Trung cũng chưa có tính toán gì. Hơn nữa xuất hiện một nhóm mới. Đó là phó bí thư chuyên trách Ngọc Hoài Nhân và tổ trưởng tổ thư ký thị ủy Phí Ngọc lại có xu hướng kết minh. Bí thư Chu Càn Dương trước mắt ở hội nghị thường vụ có hai thủ hạ, một chính là thường vụ phó chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên, một chính là bí thư ủy ban chính pháp Tần Thiên Cương. Chủ tịch thành phố La Hạo Thông thì vốn có thể tiến hành quan hệ với Ngọc Hoài Nhân, nhưng hiện giờ Ngọc Hoài Nhân đã kết minh với Phí Ngọc, hợp tác tự lập một nhà, trở thành phái có khuynh hướng vì Ngư Dương. Cho nên chủ tịch thành phố La bây giờ còn là tư lệnh không quân, lần vừa rồi thay bài ở Ngư Dương chỉ có thể liên thủ cùng Chu Càn Dương lấy được vị trí chủ tịch huyện. Nguyên trưởng ban tuyên giáo thị ủy Trương Hân Nguyệt vốn là tâm phúc của nguyên bí thư thị ủy Dương Quốc Đống, hiện giờ Dương Quốc Đống đã điều, thái độ của Trương Hân Nguyệt cũng chưa xác định. Còn trưởng ban tổ chức chức Tiếu Chí Triển đã điều lên tỉnh thành Thủy Châu, vị trí này giờ vẫn treo lơ lửng. Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Tào Anh Bồi cũng là vừa điều từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh tới, tạm thời cũng chưa có khuynh hướng kết giao với ai. Tư lệnh quân phân khu Cố cho tới bây giờ cũng là một thường vụ không có khuynh hướng, trên cơ bản đều bỏ phiếu trắng, ảnh hưởng không lớn. Dĩ nhiên thỉnh thoảng y cũng bày tỏ ý kiến nên vẫn không thể bỏ qua. Tuy nhiên Cố Khải Minh thuộc bên quân đội nên hết sức cứng rắn, không hề đầu nhập về ai, muốn lấy được sự tín nhiệm và ủng hộ của y là hết sức khó khăn. Lần trước vì chuyện Diệp Phàm mà ra mặt khiến bí thư thị ủy Dương Quốc Đống lúc ấy phải tự mình gọi điện cho ban tổ chức tỉnh ủy. Vì thế người này khi không phát huy thì là một con mèo bệnh, lúc phát huy thì đầu rơi máu chảy, mấy người trong thường vụ đều có vẻ e ngại, luôn ra sức giữ quan hệ tốt. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, Diệp Phàm theo âm lão đầu câu cá đã được 2 tiếng mà không thu hoạch được gì. Thỉnh thoảng hắn còn có thể nhìn thấy từng con cá nhỏ nhảy ra từ đám cỏ dương oai. Kỳ quái là Âm Vô Đao vẫn chuyên tâm câu cá, không màng gì đến chuyện xung quanh. Tiền bối, trong đầm cỏ chắc là không có cá lớn, cứ câu như vậy đúng là lãng phí thời gian. Diệp Phàm cuối cùng không nhịn được. Tâm tính bồng bột,
tầm mắt hạn hẹp chỉ thấy chuyện trước mắt, khó thành việc lớn, hừ. Âm Vô Đao hừ một tiếng làm Diệp Phàm im thít, đành ngồi im chịu trận. Huyện Ngư Dương ngày hôm qua vừa mới tuyên bố điều chỉnh nhân sự. Vào 4 giờ sáng hôm nay, Bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn và Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh chia nhau ra xuống cơ sở tiến hành khảo sát tình hình. Vì đã có giao ước của Bí thư Chu trong năm đầu phải phát triển kinh tế Ngư Dương, bọn họ muốn nắm thật rõ tình hình cụ thể, đều không tin vào các bản báo cáo của Cục Thống kê, trong đó phần lớn đều là giả dối. Bằng vào mớ báo cáo đó mà muốn vực dậy và phát triển kinh tế Ngư Dương thì đúng là đầm rồng hang hổ, cho nên hai người hôm nay tự mình đi xuống. Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh còn là một nghiên cứu sinh, thuộc về phần tử trí thức cao cấp, lúc trước sống ở tỉnh đã thấy qua đường xá của Ngư Dương. Vệ Sơ Tinh ngồi trên xe, một đường sóc này, thiếu chút nữa làm hỏng luôn cặp mông mịn màng, đi vòng từ thị trấn Quy Hồ, thị trấn Giác Lâm, xã Khê Khanh, xã Xài Mộc rồi qua xã Khanh Hương đến thị trấn Lâm Tuyền rồi vòng về thị trấn Vũ Khê để về huyện thành, trên đường đi dừng chân ở Lâm Tuyền. Bí thư Mâu Dũng long trọng tiếp đãi chủ tịch huyện vệ, cũng muốn tạo chút tình cảm, nào ngờ lần này vỗ mông ngựa lại bị Vệ Sơ Tinh nghiêm mặt khiển trách. Cô ta lên giọng là hiện tại toàn Ngư Dương đang nỗ lực để thoát nghèo, không ai rảnh đi bày biện hoa hòe tiếp khách, còn không bằng dùng thời gian đi phát triển kinh tế. Ngay vào lúc này, trong phòng họp lớn của chính quyền thị trấn đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Một giọng thô lỗ hét lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao diện tích của tôi lại thành nhỏ vậy? Thiệt mất 2.000, phải đo lại đi, nếu không tôi sẽ không ký. Mẹ kiếp, mấy người làm quan đều vất lòng dạ cho chó ăn cả rồi. Tôi nhổ vào. Giám đốc Sở Tài Nguyên Chu Thành quý quát. Mã Nhị Cẩu, mày có đôi mắt chó phải không? Vừa rồi lúc đo mày cũng có mặt ở đó, đo xong còn ký nhận giờ lại lật lọng, mấy nhân viên của Sở Tài Nguyên cũng đâu rảnh chứ. Mới vừa rồi là mới vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Mới vừa rồi tao hoa mắt không thấy rõ. Nhà tao đã sớm đo từ trước rồi, phải giao đầy đủ tiền ra đây. Mã Nhị Cẩu đỏ mặt tía tai, vì 2.000 đồng mà gây náo loạn. Thanh âm càng lúc càng lớn, Đoàn Hải và Đỗ Bằng khuyên như thế nào cũng không được. Lúc này giám đốc Chu hô lớn. Mã Nhị Cẩu, mày có giỏi thì đi tìm chủ tịch thị trấn Diệp đi, mẹ kiếp, còn dám mạnh miệng. Đi thì đi, sợ cái gì, chủ tịch thị trấn Diệp chẳng lẽ là con cọp dám ăn thịt người. Mã Nhị Cẩu cũng không tin hắn có thể đem ta ra làm thế nào. Mã Nhị Cẩu cũng không biết từ nơi nào lấy ra gan dạ, dứt khoát nắm tay giám đốc Chu đi ra. Mậu Dũng đang nói chuyện với chủ tịch huyện vệ trong một phòng khác đã sớm nghe thấy, nhíu mày hỏi. Tại sao vậy, đường đường chính quyền thị trấn mà như họp chợ còn ra thể thống gì nữa? Ai, dân chúng trong thị trấn có tâm lý oán giận không phục. Hoàng Hải Bình ngồi bên thuận miệng xúc xiểm. Chương 334, chủ tịch huyện vệ biến thành hổ cái. Không phục, có oán giận gì chứ, chủ tịch thị trấn Hoàng, anh nói đi. Vệ Sơ Tinh vừa nghe nói đã biết bên trong có chuyện, vội vàng hỏi. Mậu Dũng liếc nhìn Hoàng Hải Bình không lên tiếng. Hoàng Hải Bình sau khi thấy ánh mắt sát nhân của Mậu Dũng nhìn chằm chằm cũng không dám lên tiếng. Vệ Sơ Tinh thấy hai người liếc mắt cũng hiểu rõ. Bí thư Mậu, gọi hai người đó đến đây, tôi muốn nghe. Một lát sau giám đốc Sở Chu kéo Mã Nhị Cẩu xuống phòng họp nhỏ. Cậu tên là Mã Nhị Cẩu phải không? Tại sao lại cãi nhau? Có gì bất bình nói nghe xem. Vệ Sơ Tinh ngẩng mặt lên nghiêm túc hỏi, dáng vẻ giống như cọp cái. Ồ, tại sao lại là phụ nữ, trước đó bọn họ cũng không nói với tôi là phụ nữ, không ngờ chủ tịch huyện lại là một mụ đàn bà. Mẹ kiếp, đàn bà thật là đáng sợ, chỉ cần ôm ấp bố mày một đêm, tiền lùi đường đưa hết cho cô ta cũng được. Mã Nhị Cẩu vội vàng lén lau nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Lúc này Mâu Dũng ở bên cạnh cũng hừ nói. Mã Nhị Cẩu, đây là chủ tịch huyện vệ mới điều tới của huyện chúng ta, có gì thì nói nhanh lên. Vệ, xin chào chủ tịch vệ, tôi tên là Mã Nhị Cẩu, nhà ở trên đường Đông Tỏa Dương. Năm ngoái con phố Đông Tỏa Dương bị người xấu phóng hỏa đốt sạch. Trên đường có 300-400 cửa hàng đều không còn nhà để ở. Sau này mọi người xây dựng lại, nhưng chủ tịch thị trấn Diệp yêu cầu mỗi gia đình đều phải lùi xuống khoảng 10 mét. Nói là muốn xây mới mặt đường của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta đẹp như thành phố Phúc Xuân. Chủ tịch huyện vệ, anh ta yêu cầu đường phải rộng 26 mét. Ngay cả đường phố của huyện thành chúng ta cũng không có rộng như vậy, thật quá lãng phí.
Tôi chỉ có một cửa hàng mặt tiền nhỏ, nếu lùi đường thì về căn bản chẳng khác nào không có. Nhưng trong thị trấn nói nếu không lùi đường thì không phát giấy phép xây dựng. Hơn nữa cũng không đưa số tiền phụ cấp trên phát xuống để bồi thường xây nhà. Chúng tôi đều là những người dân nghèo, làm sao có thể chống đỡ được chính quyền. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là phải lùi, chính quyền nói mỗi mét vuông bồi thường 300 đồng, nhưng khi chính quyền đo đất bồi thường cũng cố ý khấu trừ, tôi lùi đường rõ ràng có 46 mét vuông, nhưng chính quyền cứng rắn nói chỉ có 40 mét vuông, đây không phải là cướp tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi sao? Còn không phải tuyệt đường sống của dân chúng sao? Mới vừa rồi vốn là muốn tìm chủ tịch thị trấn Diệp, nhưng anh ta lại không ở đây, cũng không biết chạy đến chỗ nào chơi rồi. Hình như quanh năm suốt tháng cũng không có mấy khi nhìn thấy anh ta. Nghe nói cả ngày chạy lên huyện thành ăn nhậu chơi bời, đâu thèm quan tâm đến sống chết của dân chúng. Mã Nhị Cẩu càng nói càng kỳ cục, đã hơi biến vị rồi. Mã Nhị Cẩu, chớ nói lung tung. Lúc này Phó Chủ tịch Thị trấn Thiết Minh Hạ đứng bên cạnh hừ giọng nói. Tôi. Mã Nhị Cẩu bị người ta hừ cho một tiếng không dám cảm giảm nữa. Được rồi, anh đi trước đi. Kêu các đồng chí ở địa phương đo đạc lại một lần nữa, nhất định phải đưa phụ cấp cho người ta. Đừng làm sai, để cho dân chúng chịu tổn thất. Vẻ mặt chủ tịch huyện vệ rất hòa nhã nói với Mã Nhị Cẩu. Mã Nhị Cẩu vừa đi, vệ sơ tinh đã trầm mặt xuống, quay đầu nói với Mâu Dũng, bí thư Mâu, chủ tịch thị trấn Diệp đang ở đâu? Anh ta tới thôn Quy Lĩnh làm việc rồi, có lẽ ngày mai mới quay về. Trong lòng Mâu Dũng cả kinh, vội vàng che đậy. Chỉ sợ chuyện của lão bí thư chi bộ bị đè chết lộ ra ngoài. Có lẽ ngay cả bản thân bí thư đảng ủy thị trấn mình cũng sẽ bị mắng. Hơn nữa trước kia khi trường học có chuyện, mình là chủ tịch thị trấn mà không giải quyết, lúc ấy lão bí thư chi bộ phản ứng. Mình đã đẩy chuyện của trường học về cho xã Khanh Hương, không cấp tiền. Nghiêm khắc mà nói bản thân cũng phải chịu trách nhiệm nhất định. Nhưng thật ra cũng không thể trách Mâu Dũng, tài chính thị trấn trống trơn. Không có tiền kêu y lấy gì mà đi sửa trường. Nhưng chuyện xảy ra, lãnh đạo ở trên không quan tâm anh có tiền hay không, đầu tiên phải tìm được mấy người chịu tội rồi hãy nói, nếu không làm sao dẹp yên được giận dữ của dân chúng. Đây cũng là chuyện thường ngày trên chốn quan trường của Hoa Hạ, gọi là một loại quy tắc ngầm cũng được. Ai, làm việc thì được rồi. Trong lòng vệ sơ tinh tự đặt một dấu hỏi. Đưa ma cũng gọi là làm việc, hừ. Lúc này một thanh âm rất không đúng lúc vang lên, Phó Chủ tịch Thị trấn Khúc Anh Hà hừ nói, có cảm giác muốn châm dầu vào lửa. Đưa ma, sắp gần cuối năm rồi, chuyện trong thị trấn hàng trăm hàng nghìn việc, một chủ tịch thị trấn lớn quản lý 10 vạn nhân khẩu lại có thể tốn thời gian mấy ngày đi đưa ma, đưa ai? Không phải là người nhà anh ta chứ? Vệ sơ tinh hơi tức giận, chuyện lùi đường trước đó vốn đã chọc giận cô ta nhưng vẫn tận lực áp chế, dù sao mình cũng mới lên chức. Không phải, một lão bí thư chi bộ bị tường đất đè chết. Khúc Anh Hà tiếp tục lắm mồm nói. Lão bí thư chi bộ bị đè chết, chuyện này là thế nào? Anh giải thích cho tôi nghe xem. Sắc mặt vệ sơ tinh lại càng khó coi, hỏi thẳng Khúc Anh Hà. Là như vậy chủ tịch huyện, nghe nói trường học của thôn Quy Lĩnh đã lâu rồi không tu sửa, lão bí thư chi bộ Phượng Cửu Công sợ các học sinh bị tường đè, cho nên dẫn người tới đào tường. Kết quả tường đổ. Lão bí thư chi bộ cũng bị đè chết. Nghe nói chiều hôm trước lão bí thư chi bộ còn tới thị trấn, yêu cầu gặp chủ tịch thị trấn Diệp, muốn xây dựng lại trường học. Kết quả không tìm thấy chủ tịch thị trấn Diệp, lão bí thư chi bộ tức giận quay về tự mình đào tường trường học. Ai, nếu như lúc ấy chủ tịch thị trấn Diệp cũng ở đây có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Hoàng Hải Bình ngoài mặt là nói chuyện, nhưng trên thực tế là chĩa mũi nhọn vào người Diệp Phàm. Hoàng Hải Bình lần này cũng bất chấp mọi chuyện, lần này phối hợp với Khúc Anh Hà đưa Diệp Phàm vào chỗ chết. Hiện tại Diệp Phàm không có Lý Hồng Dương chống đỡ, trên căn bản chỉ là con chuột chết mà thôi. Tối qua từ khi biết được Phí Mặc Thăng lên làm bí thư khối đảng, tâm tư của hai người đã sớm bừng bừng, nếu Diệp Phàm ngã xuống, thì chiếc ghế chủ tịch thị trấn sẽ xem Phí Mặc ủng hộ người nào, thì có lẽ người đó có thể trèo lên được. Hiện tại bí thư, chủ tịch huyện vừa mới nhậm chức. Có lẽ vẫn chưa quen thuộc phương diện nhân sự, hẳn là phải trưng cầu ý kiến của bí thư quản lý khối đảng Phí Mặc. Tối hôm qua, Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà cùng với con trai thứ hai của Phí Mặc là Phí Vũ Vân ở quán rượu Tử Vân mưu đồ bí mật đến đêm khuya,
quyết định áp dụng mấy phương diện đồng thời với phương pháp xuống tay lật đổ Diệp Phàm. Lần này là cơ hội rất tốt, nếu chuyện lùi đường gây ồn ào lên, cái chết của lão bí thư chi bộ lại là trách nhiệm nặng nề, hơn nữa công trình nhà máy giấy Ngư Dương cũng tiến hành không thuận lợi lắm. Hừ. Sau khi Vệ Sơ Tinh hừ một tiếng thì không lên tiếng nữa, uống một chén trà lại tiếp tục chuyến hành trình kiểm tra của cô ta, sau khi đến thị trấn Nam Khê thì quay về huyện. Hoàng Hải Bình biết Diệp Phàm đã tạo ấn tượng xấu trong lòng cô ta, sắp sửa tiêu đời rồi. Ha ha ha, cuối cùng cũng câu được một con tạm tạm. Trong hồ Sừng Châu của thôn Quy Lĩnh truyền ra một tràng cười sảng khoái của Âm Vô Đao. Hơn 3 giờ, Âm Vô Đao thật sự đã câu được một con cá chấm cỏ cực lớn nặng gần 5 cân. Tiểu tử, tối nay sẽ để cậu nếm thử, khiếu hoa ngư, mà ta làm. Đảm bảo cậu ăn vào sẽ sảng khoái vô cùng, ha ha ha. Âm Vô Đao có vẻ rất khoe khoang, cười đến mức ria mép phỉnh lên. Vậy thật tốt quá, vãn bối có lộc ăn rồi. Diệp Phàm cười nói, có vẻ không tin, có lẽ Âm lão đầu này chỉ nói khoác mà thôi. 3 giờ. Ở gần hồ Sừng Châu tuôn ra mấy trăm nông dân, già trẻ lớn bé có cả. Tất cả đều cầm theo rổ hái trẻ bận rộn hái thiên nhĩ linh thảo trong bụi cỏ. Hơn 12 giờ trưa, chủ tịch thôn Phượng mang theo tin tốt quay về nói với người trong thôn. Nhưng sau đó mọi người đều giữ thái độ hoài nghi. Chỉ sợ sau khi hái xong thiên nhĩ linh thảo vận chuyển đến cung cũ của đập thiên thủy lại không có ai cần thì phí công. Hơn nữa loại cỏ này ở thôn Quy Lĩnh đâu đâu cũng có. Người dân thật sự không dám tin có thể bán được 20 đồng một cân. Phải biết rằng lúc đó thợ thủ công làm một ngày cũng không quá 10 đồng. Nhưng chủ tịch thôn Phượng thận trọng nói chủ tịch thị trấn Diệp Phàm đứng ra bảo đảm, mọi người mới tin, lập tức phát động cả thôn. Người nào có thể đi thì đều đi hết, người nằm trên giường không thể đi thì chỉ có thể sốt ruột. Lấy ví dụ như, quả phụ xinh đẹp, chu xảo đậu mà nói, lưng vừa động một chút đã đau đến hoa mắt, không thể dùng lực. Mắt thấy người khác động tay một chút là có thể hái được mấy trăm đồng ăn Tết, còn nhà mình chỉ có hai người già và một đứa trẻ mấy tuổi, thiếu chút nữa đã sốt ruột đến choáng váng. Cuối cùng hai người già dứt khoát dẫn theo đứa cháu lên núi, có thể hái được bao nhiêu thì hái. Dù gì đều là tiền, hiện tại thiên nhĩ linh thảo trong mắt mọi người đều biến thành lá vàng rồi. Nhưng mọi người nghiêm khắc làm theo chủ tịch thôn Phượng nói. Lá cây nhỏ cỡ bàn tay thì không hái, để dành cho sang năm. Khi mọi người nhìn thấy chủ tịch thị trấn Diệp và một ông lão quái dị trèo bè chúc câu cá trong hồ Sừng Châu, trong lòng đều cảm khái, nghĩ thầm, người thành phố vẫn là người thành phố. Chúng ta cơm ăn không đủ no, nhìn người ta kìa, thật là thảnh thơi. Lúc nào mới có thể nhàn nhã như vậy không lo chuyện nhân thế. Nhưng mọi người biết đó chỉ là giấc mơ, không thể so sánh với người ta được. Một người là chủ tịch thị trấn, lão đầu kia nhìn rất khí phách, thấy chủ tịch Diệp rất cung kính, có lẽ là quan lớn trong thành. Cho nên mọi đều im lặng hái thiên nhĩ linh thảo, khi nào có gì muốn nói lại khoa tay múa chân như kịch câm, chủ yếu là sợ làm ồn ào ảnh hưởng đến quan lớn. Đương nhiên. Trong lòng mọi người đều vô cùng cảm kích vì chủ tịch thị trấn Diệp đã mang tới cho mình mấy trăm đồng thu nhập, nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, Diệp Phàm cũng cảm thấy buồn cười, lớn tiếng hét. Chủ tịch thôn Phượng, tối nay tôi không về ăn cơm, mọi người cứ kệ tôi. Lúc mới đầu chủ tịch thôn Phượng cũng có chút lo lắng, sợ chủ tịch Diệp xảy ra chuyện gì trên núi, sau đó thấy Diệp Phàm thái độ kiên quyết nên cũng không để ý đến nữa. 5 giờ chiều, người trong thôn đều quay về nhà. Ngay trong đêm dùng xe lam chở toàn bộ số thiên nhĩ linh thảo hôm nay hái được vận chuyển đến đập thiên thủy. Tiền còn chưa đến tay thì cũng không biết chủ tịch Diệp nói thật hay giả, hơn nữa điện thoại lại hỏng, không liên lạc được. Cho nên ai cũng lo lắng, cả đêm ngủ không yên. Âm lão đầu đào một cái hố dưới đất, lại lôi ra rất nhiều chai lọ trong túi bắt đầu chế biến, giải thuốc bột khử mùi tanh, rửa sạch, dùng thuốc với nước ngâm cá. Quá trình chế biến phức tạp khiến đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn mà cũng hoa mắt, nghĩ thầm, khiếu hoa ngư, này phiền phức quá, trước kia, khiếu hoa kê, mà Hồng Thất Công biểu diễn trên TV cũng không phức tạp như vậy. Nhưng Diệp Phàm cũng vô cùng mong đợi, trải qua một bộ trình tự như vậy của Âm Vô Đao, mùi vị của khiếu hoa ngư có lẽ là rất tuyệt. Âm Vô Đao cũng thật sự biết ăn, trong túi hành lý cái gì cũng có. Dầu muối tương giấm hành tỏi, đầy đủ mùi vị. Có lẽ cũng là một người đã nếm món ăn khắp nơi, lúc này có mùi vị giống như bang chủ cái bang Hồng Thất Công. Đoạn Hải, chuyện hôm nay có lẽ là đến tai chủ tịch huyện vệ rồi,
có lẽ lần này chủ tịch thị trấn Diệp gặp phiền phức. Đỗ Bằng có chút lo lắng nói. Làm sao đây, không thể nào liên lạc được với chủ tịch thị trấn Diệp. Đoạn Hải cũng cuống quýt. Dứt khoát trong ba người chúng ta phải có một người đi tìm, nếu không đợi chủ tịch Diệp quay về, Hoàng Hải Bình cũng giải quyết hết rồi. Tôi nghe nói phó chủ tịch thị trấn Hoàng và phó chủ tịch thị trấn Khúc nói chuyện rất lâu trong phòng hội nghị, mọi người có biết bọn họ nói gì không? Trải qua một thời gian tôi luyện, Trịnh Lực Văn dần dần có phong độ của đại tướng. Không rõ lắm, lúc ấy trong phòng họp nhỏ đều là đảng ủy viên, ngay cả chủ nhiệm Vương của phòng đảng chính cũng không ở đấy. Ai, hạng tôm tép như chúng ta không có tư cách biết những chuyện này. Tôi thấy có lẽ tôi nên đi, đợi cơm nước xong sẽ kiếm một chiếc xe lam xuất phát. Đỗ Bằng nói, được, tôi và Đoạn Hải canh giữ trong thị trấn, chỉ sợ có người tới lùi đường, không bỏ đi được. Vất vả cho cậu phải chạy một chuyến rồi. Thôn Quy Lĩnh không dễ đi, mang theo ít đồ, phải chú ý an toàn đấy. Trịnh Lực Văn dặn dò nói, y là giám đốc sở tài chính, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tiền, cho nên nhất thời không đi được. Còn Đoạn Hải là người phụ trách lùi đường, khẳng định là không thể đi, chỉ còn có Đỗ Bằng là có thể. Đỗ Bằng, mang theo ít tiền đi, sợ đến đó chủ tịch Diệp có việc cần dùng. Trịnh Lực Văn vừa nói vừa móc ra 3 vạn tiền mặt đưa cho Đỗ Bằng. Không cần, tôi trực tiếp tới chỗ chủ nhiệm Vương để lấy, ông ta là chủ nhiệm phòng đảng chính, tiền phía bên ủy ban thị trấn đều do ông ta cầm. Yên tâm đi, tôi kêu lái xe lái chậm thôi, có lẽ không có việc gì. Đỗ Bằng gật đầu. 6 giờ. Khi Âm Vô Đao vẫn đang chế biến khiếu hoa ngư trong đất thì chủ tịch huyện vệ đã tắm rửa sạch sẽ, bước chân đến ủy ban nhân dân huyện. Lúc này đến cuối năm rồi, chuyện phải xử lý của chính quyền huyện thật sự rất nhiều. Bản thân mình lại vừa mới đến, hai mắt còn mơ hồ, chuyện gì cũng không rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy làm thế nào khai triển công việc ngày mai được. Cho nên cô ta đến ủy ban huyện làm thêm giờ. Vừa mới đến ủy ban huyện đã nhìn thấy một lão đầu tử đầu hói giống như có việc gấp, ngước mắt nhìn vệ sơ tinh lập tức chạy tới, thở hổn hển nói. Chủ tịch huyện, tôi là Ngưu Lập Phú của phòng thông tin. Trong huyện có quá nhiều thư tín không cách nào xử lý. Trước kia chủ tịch huyện Trương có dặn dò kêu các đồng chí của phòng thông tin chúng tôi phân loại, đưa các công việc trọng điểm tới phòng làm việc của chủ tịch huyện. Không biết chủ tịch huyện vệ có dặn dò gì mới, để chúng tôi tùy thời xử lý. Phòng thông tin là cửa sổ rất quan trọng gắn kết người dân với chính quyền, nhân dân có chuyện gì trọng đại lúc không có chỗ nào cầu cứu đều sẽ áp dụng phương thức viết thư. Đây cũng là con đường trọng yếu để chính quyền huyện hiểu rõ cuộc sống của dân chúng. Tôi hy vọng mọi người nhất định phải thận trọng đối với từng lá thư. Được rồi, tôi vừa vặn đang có thời gian rảnh, anh cầm mấy lá thư quan trọng mang đến phòng làm việc cho tôi. Tôi cũng muốn tìm hiểu một chút tình hình của Ngư Dương, tìm hiểu một số chuyện của dân chúng. Vệ sơ tinh suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu có thể từ trong một số lá thư quan trọng tìm hiểu được tình hình của Ngư Dương thì cách này cũng không tệ. Dân chúng là những người thật thà nhất, có lời nào muốn nói đều dám nói. Không giống như một số cán bộ thị xã, miệng đầy những lời giả dối khách sáo, nói chuyện thì hùng hồn đầy lý lẽ, uy phong lẫm liệt. Khi vệ sơ tinh vừa mới đặt mông xuống vẫn hơi nhíu mày, vì hôm nay ngồi xe cả ngày, đường đi lại toàn là đá vụn, suýt chút nữa khiến cô ta run rẩy ngã xuống. Chương 335, 10 tội trạng lớn của Diệp Phàm. Ai, giao thông là vấn đề huyết mạch. Nếu huyết mạch này không thông thì làm sao dễ dàng kinh tế phát triển được. Vệ sơ tinh nhìn lá thư chủ nhiệm Ngưu vừa mới đưa tới, trong lòng chua xót. Lần này từ Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh đưa xuống thành phố, sau đó lại được chuyển xuống làm chủ tịch huyện Ngư Dương, vệ sơ tinh cũng chuẩn bị chịu khổ. Trước đó cô ta cũng đã tìm hiểu không ít tình hình của Ngư Dương, biết rằng đây có lẽ là huyện nghèo khó số 1 của tỉnh Nam Phúc. Huyện này từng có người chết đói. Đương nhiên là chỉ xã Khanh Hương. Người không rõ nội tình đều cho rằng huyện Ngư Dương nghèo đến mức không có gì mà ăn. Có cả người chết đói mà còn không nghèo sao. Nhưng vệ sơ tinh tin rằng, dựa vào nhân mạch thâm hậu của mình, cũng công tác ở Ủy ban Kinh tế Thương mại 2 năm nhất định có thể đưa một huyện nghèo như Ngư Dương trở mình, thay đổi diện mạo. Gia thế của vệ sơ tinh cũng không tệ, từ nhỏ đã nhận được nền giáo dục rất tốt. Hiện tại mới 27 tuổi. Mà đã lấy được văn bằng thạc sĩ nghiên cứu sinh của Học viện Harvard, cũng xem như thuộc phái hải ngoại. Vệ sơ tinh có lý tưởng của mình, chính là dựa vào đầu óc kinh tế làm một số việc thiết thực cho dân chúng.
Đương nhiên đây cũng là nền tảng vững chắc để mình thăng quan sau này, cho nên 27 tuổi nhưng Vệ Sơ Tinh vẫn là một cô gái độc thân. Cô ta cũng không có ý định kết hôn, vì chịu ảnh hưởng bên ngoài của hải ngoại, cho rằng không kết hôn cũng không sao. Sau này có thể tìm một người yêu thương mình sống qua ngày là được rồi, cũng không phải nói tư tưởng của Vệ Sơ Tinh rất cởi mở. Chủ yếu là vì Vệ Sơ Tinh từng có bạn trai thời đại học, nhưng không lâu sau người bạn đó vì xuất ngoại mà vô tình dứt bỏ Vệ Sơ Tinh. Sau này Vệ Sơ Tinh trong cơn tức giận đã thi đậu Harvard, muốn chứng minh cho người bạn trai đó thấy. Nhưng thi đậu Harvard rồi cơn lửa giận trong đáy lòng Vệ Sơ Tinh vẫn không nguội tắt được bao nhiêu. Sự đau khổ lúc nào cũng gặm nhấm tâm linh của cô ta. Cho nên hiện tại có cảm giác coi đàn ông trong thiên hạ như cặn bã, đối với những người đàn ông theo đuổi mình đều tỏ ra lạnh lùng. Đặc biệt là với một số anh chàng anh tuấn tự cho mình là đẹp trai, Vệ Sơ Tinh càng không nể mặt chút nào. Khi công tác ở Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh, người theo đuổi cô ta có lẽ xếp thành một hàng dài, nhưng toàn bộ đều bị cô ta lạnh lùng cự tuyệt. Bởi vì trong lòng cô ta vẫn còn nỗi đau âm ỉ. Mặc dù nói tình cảm đó đã dần dần phai nhạt theo thời gian, nhưng rễ cây của nó vẫn chưa rút ra thì mầm tai họa không dễ dàng bị diệt. Nhưng hôm nay đi dạo qua mấy thị xã của Ngư Dương, nghe nói còn là mấy thị xã giàu có, những tình huống hiện ra trước mắt cũng khiến Vệ Sơ Tinh trợn tròn mắt. Mấy thị trấn nhỏ tương đối sung túc còn như vậy, vậy những thị xã xó xỉnh hẻo lánh của dải đất phía bắc huyện Ngư Dương không phải còn không có gạo mà ăn sao? Lúc này Vệ Sơ Tinh ngồi trên ghế bắt đầu cảm thấy có chút hối hận với ý nghĩ kích động ban đầu của mình, một huyện nghèo khó như vậy muốn trong vòng một năm thực hiện mục tiêu tăng GDP từ 0% đến 3% là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ tâm lý của bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn cũng không khác gì, có lẽ y còn suy sụp hơn nữa, vì mấy thị trấn nhỏ mà y dạo qua toàn là thị xã nghèo nàn, lạc hậu của Ngư Dương. Lúc này có đập vỡ chén hay không cũng không biết được. Cô ta ngồi trấn tĩnh lại, bắt đầu lật xem những lá thư quan trọng mà chủ nhiệm phòng thông tin Ngưu Lập Phú đưa tới, dần dần đôi lông mày của cô ta nhíu lại. Chuyện gì thế này, trong 50 lá thư thì có 20 lá đều tố cáo chủ tịch thị trấn Diệp Phàm của thị trấn Lâm Thuyền. Từ nông thôn đến thị xã đều có, Diệp Phàm. Không phải là chủ tịch thị trấn đang làm công trình thể diện sao, muốn xây dựng thị trấn Lâm Tuyền khí phách giống như thành phố Phúc Xuân. Hừ, làm vậy cũng không sợ xét đánh, một thị trấn thu nhập hàng năm mới hơn 200 vạn mà cũng muốn so sánh với thành phố cấp huyện có thu nhập một năm đạt đến 7-8 ngàn vạn, lẽ nào đầu óc người này có vấn đề rồi, không phải muốn tranh công đến mức phát điên chứ. Chủ tịch huyện Vệ lẩm bẩm nói, một luồng lửa giận lại bừng bừng ứa ra trong lòng. Lại tốn một phút. Tập trung toàn bộ những lá thư nhắc đến Diệp Phàm lại, lấy ra một quyển vở bắt đầu gạch gạch chép chép, cuối cùng Vệ Sơ Tinh tổng kết ra 10 tội trạng lớn của chủ tịch thị trấn Diệp như sau. Thứ nhất, không quan tâm đến tài chính thiếu hụt khổng lồ, tuyên bố cuối năm phát bao lì xì, ăn nói cuồng ngôn. Thứ hai, ý nghĩ kỳ lạ, không quan tâm đến tình hình thực tế của Lâm Tuyền Ngư Dương, làm ra bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, gì đó, còn vọng tưởng giải nhựa mặt đường, một việc cần có tài chính khoảng 3.000 vạn. Thứ ba, không để ý đến sống chết của nhân dân, cưỡng bức mở rộng đường, làm công trình thể diện. Nạn dân không phục thì không cấp giấy phép xây dựng, đưa nạn dân vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Thứ tư, vì chuyện lùi đường mà tài chính trong thị trấn thiếu hụt đến hơn 400 vạn. Thứ năm, lợi dụng thân phận tổ trưởng tổ công tác nhà máy giấy vừa đến nhà máy chưa điều tra bất cứ cái gì đã đánh nhau với cán bộ bảo vệ trong nhà máy, dựa vào sở thích cá nhân khai trừ công nhân lung tung. Thứ sáu, khi từ thôn đập Thiên Thủy điều tới, cưỡng bức người dân phải giao nộp lễ vật, trước khi đi còn cuốn mất 3 chiếc xe làm lễ vật của dân chúng. Ngay cả bình rượu cất giấu mấy chục năm của người ta cũng ép đào lên. Thứ bảy, cải cách nhà máy giấy lung tung, tùy ý làm bậy. Thứ tám, tác phong sinh hoạt thối nát, lái xe Mitsubishi, mặc đồ hiệu, hút thuốc lá hạng sang, đeo điện thoại di động, chơi gái. Thứ chín, lợi dụng cơ hội quản lý tài chính. Đem tiền của nhà nước chiếm làm của riêng, tùy ý tiêu xài. Thứ 10, làm chủ tịch thị trấn mà không cấp tiền sửa trường, khiến lão bí thư chi bộ của thôn Quy Lĩnh, lão đảng viên Phượng Cửu Công bị tường đè chết thảm. Khiến người nghe kinh sợ, khiến dân chúng phẫn nộ, toàn thể thôn dân thôn Quy Lĩnh đang chuẩn bị đến huyện khiếu oan hoặc tới thành phố gây chuyện. Vô pháp vô thiên. Phần tử trí thức hiểu lễ nghĩa Vệ Sơ Tinh hừ một tiếng tức giận đập bàn. Những chuyện khác còn chưa nói. Hôm nay ở thị trấn Lâm Tuyền tận mắt nhìn thấy,
tận tai nghe thấy những chuyện liên quan đến chủ tịch thị trấn Diệp. Trong lá thư này chỉ ít phải có 3-4 điểm phù hợp, tuyệt đối không có lửa thì làm sao có khói. Vệ Sơ Tinh cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng, thị trấn lớn như Lâm Tuyển có gần 12 vạn nhân khẩu, chiếm 1/6 cả huyện. Một thị trấn lớn siêu cấp như vậy, nếu có một chủ tịch thị trấn làm sằng làm bậy như thế thì còn làm gì được? Còn nói làm thế nào chấn hưng kinh tế Ngư Dương, làm thế nào để GDP toàn huyện tăng trưởng đạt đến 3-4%? Nhưng Vệ Sơ Tinh có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch huyện, đương nhiên cũng có năng lực biết rõ trong lá thư này có chỗ phóng đại sự thật. Phải hiểu rõ mới có quyền lên tiếng, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Đạo lý này, cô ta vẫn hiểu rõ. Vì vậy gọi điện thoại cho bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn. Không sai, lúc này anh ta cũng đang ở phòng làm việc làm thêm giờ. Vừa rồi cũng đập vỡ chén trà, lúc này thư ký còn đang quét mảnh sứ vỡ. Vừa nghe nói chủ tịch huyện vệ có chuyện quan trọng báo cáo, có lẽ là chuyện nghiêm trọng. Không lâu sau hai người đã tập trung lại một chỗ, nhìn 7 lá thư trên bàn và sau khi nghe tìm hiểu bước đầu về thị trấn Lâm Tuyền của Vệ Sơ Tinh, bí thư huyện ủy bắt đầu chìm vào trong suy tưởng. Tôi thấy vẫn nên gọi lão phí đến tìm hiểu một chút về tình hình chủ tịch thị trấn Diệp, ông ta là người cũ ở Ngư Dương, rất quen thuộc với tình hình trong huyện. Chúng ta không thể xử oan một người tốt, cũng không thể bỏ qua cho một con sâu mọt tùy ý làm hại đến quốc gia. Lời nói của bí thư Cổ tương đối nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại tương đối kiên quyết, vẻ nghiêm khắc lóe lên trong đôi mắt thâm thúy, xem ra cũng cảm thấy tức giận rồi, tuy nhiên vẫn bình tĩnh, nghĩ thầm. Mình mới lên chức đã có người kiện chủ tịch thị trấn Diệp. Lẽ nào tiểu tử này là người của Lý Hồng Dương cho nên người khác muốn kéo hắn xuống cũng không được. Có lẽ có khả năng này, cũng không loại bỏ khả năng người này làm dân chúng phẫn nộ. Từ tìm hiểu bước đầu của chủ tịch huyện vệ, xem ra tiểu tử này có lẽ là người có chút phát điên, thích lập đại công. Ý nghĩ khác thường, không thực tế, hành vi lung tung tương đối nghiêm trọng. Thị trấn như Lâm Tuyền thì có bao nhiêu tài lực? Không thể tiếp tục làm loạn như vậy được, nếu không sang năm Lâm Tuyển gánh trên vai khoản thiếu hụt tài chính mấy trăm vạn sẽ kéo chân toàn bộ huyện Ngư Dương. Sau khi Phí Mặc đến, nghe chủ tịch huyện vệ nói lại, cũng lật xem những lá thư dày cộm thì nhíu mày nghĩ thầm, hôm qua Vũ Vân đi tìm tên họ Diệp để nói chuyện công trình, có lẽ bị cự tuyệt rồi. Những lá thư này lẽ nào chính là Vũ Vân kêu người làm ra? Tiểu tử ngu ngốc này, vào lúc mấu chốt lại bày ra chuyện rất dễ bị người ta lợi dụng. Hơn nữa bí thư Cổ mới tới có lẽ cũng không phải loại đèn nhỏ thiếu dầu. Chủ tịch huyện vệ là phần tử trí thức hình như vẫn dễ đối phó hơn, còn Cổ Bảo Toàn hẳn là loại cấp bậc hồ ly. Nhưng tên họ Diệp đó cũng thật không biết điều, thuần túy là một kẻ làm việc không suy nghĩ. Trước kia có Lý Hồng Dương chống đỡ còn có thể ra vẻ một chút, hiện tại người chống đỡ sau lưng hắn đã không còn, mình thấy dứt khoát kéo hắn xuống được rồi. Phí Mặc nhanh chóng suy nghĩ. Nếu là chuyện con trai mình làm ra cũng phải giúp nó hoàn thành, nếu không cái mông này thật không dễ lau sạch sẽ. Đồng chí này tôi cũng có nghe nói đến, làm việc cũng không chăm chỉ lắm. Thích lập đại công, lấy hạng mục, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, ra mà nói là một ảo tưởng không thực tế. Một thị trấn làm sao có thể kiếm được 3.000 vạn để thực hiện bản kế hoạch này. Hơn nữa lúc này trong huyện chúng ta đang lấy xây dựng kinh tế làm phương hướng. Không có tiền làm sao có thể làm chuyện giải nhựa đường khoa trương đó. Có thể làm được đường quốc lộ đá vụn đã là tốt lắm rồi. Nếu có dư tiền vậy chi bằng xuống tỉnh mở thêm mấy nhà máy đi, như vậy cũng có thể tiến thêm một bước thúc đẩy tăng trưởng toàn huyện. Còn về chuyện mở rộng đường của Lâm Tuyền, tôi cho rằng nên mở rộng, nhưng không phải 26 mét, mà 10 mét là đủ rồi. Một thị trấn như vậy làm xa hoa làm gì, cũng không phải là đại lộ ánh sao. Còn về phương diện cải cách nhà máy giấy, người thanh niên này dễ kích động, về điểm này tôi cũng khó nói. Phí Mặc ra vẻ mơ hồ, ngoài mặt thì vẫn nói giúp mấy câu cho Diệp Phàm, kỳ thực toàn là đánh vào yếu huyệt của Diệp Phàm. Chà, xem ra phó bí thư Phí không có thiện cảm gì với chủ tịch thị trấn Diệp này, không phải những trò mờ ám này đều do y kêu người làm ra chứ. Nhưng y nói cũng có lý, nếu làm tốt chuyện giải nhựa đường cũng không thể thúc đẩy thu nhập GDP toàn huyệt. Hơn nữa cũng không thực tế, bí thư Cổ Bảo Toàn âm thầm suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn. Một thị trấn muốn xây dựng một mạng lưới giao thông đan xen. Mình không thể không nói suy nghĩ này quá to gan, nhưng cũng quá ngây thơ. Đương nhiên, nếu có tiền có thể xây dựng tốt hơn. Đường xá của Ngư Dương thật sự quá xấu,
nhưng suy nghĩ tốt đẹp lại biến thành, nói ngoa, thích lập đại công, đặc biệt là hành động lùi đường mở rộng đường, đã đạt đến mức độ người ta không cách nào chịu được. Chương 336, Chủ tịch huyện đích thân hạ lệnh. Đường thì nhất định phải mở rộng rồi, nhưng không thể làm khoa trương như vậy, nếu đem tài chính một năm của thị trấn đầu tư hết vào đấy thì sau này làm thế nào, thu không đủ chi. Bí thư Cổ thấy chuyện này như thế nào? Ấn tượng của Vệ Sơ Tinh đối với Diệp Phàm càng ngày càng tệ. Đúng, chuyện này vẫn phải tìm hiểu. Gọi cho nhân viên của Sở Tài chính Lâm Tuyền đi, chuyện liên quan đến bồi thường, nhân viên của Sở Tài chính hẳn có tham dự. Cổ Bảo Toàn bình tĩnh nói, cũng không vội vàng biểu thị ý kiến. Được, tôi sẽ lập tức gọi điện cho Phó Giám đốc Sở Chu Cổ Lâm của Sở Tài chính Lâm Tuyền, anh ta có lẽ sẽ biết rõ. Phí Mặc mừng thầm, nhãi danh, lần này thì mày có chạy đằng rời. Không lâu sau Phí Mặc buông điện thoại xuống, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Phó Giám đốc Sở Chu nói, hai ngày nay đã bồi thường gần 300 vạn rồi, hơn nữa còn lấy đất xây dựng của nhà máy cắt ra trợ giúp cho các chủ nhà. Lấy tiền ở đâu, thị trấn Lâm Tuyền không phải giàu đến chảy mỡ chứ? Cơn giận của Vệ Sơ Tinh đã bốc lên tận đầu, vội vàng hỏi. Nghe nói là sử dụng số tiền chuyển khoản của tập đoàn Nam Cung đặc biệt quyên tặng cho người dân thôn Đập Thiên Thủy sửa đường, một phần là tiền trợ cấp xây dựng lần hai cho những nhà bị cháy mà huyện cấp cho năm ngoái, vẫn để đến bây giờ. Mọi người có thể không biết, chuyển khoản là tập đoàn Nam Cung của Thủy Châu quyên tặng, lúc ấy khi quyên tặng có ký thỏa thuận. Nói là số tiền này nhất định phải tiền nào việc nấy, nếu tham ô thì sẽ truy cứu trách nhiệm của chính quyền. Tập đoàn Nam Cung có quyền thu hồi lại số tiền 200 vạn này. Ai, tập đoàn Nam Cung nghe nói là tập đoàn gia tộc Nam Cung Hồng Kông, có tài sản mười mấy tỷ. Vốn có ý đến Lâm Tuyền đầu tư, Chủ tịch Diệp cũng quá to gan. Nếu chuyện này khiến cho người ta bất mãn thì không những người ta thu lại 200 vạn mà hủy bỏ luôn việc đầu tư thì thật đáng tiếc. Phí Mặc thở dài, giống như rất lo lắng. Nghe nói vẫn tiếp tục bồi thường. Buổi tối tổ công tác và nhân viên sở đất đai đều phải ở lại làm thêm giờ. Phí Mặc chỉ đưa ra tiền nào việc nấy, cũng không chỉ ra số tiền này do Diệp Phàm toàn quyền xử lý và chịu trách nhiệm. Hồ đồ, bí thư Cổ, phải lập tức ngăn chuyện này lại, thu hồi lại tiền. Nếu tập đoàn Nam Cung biết được có lẽ sẽ gây phiền phức lớn, ảnh hưởng không tốt. Một công ty tập đoàn lớn như vậy, bọn họ coi trọng nhất là lời hứa. Nếu vì 200 vạn mà đánh mất cơ hội đầu tư cực tốt của bọn họ vào Ngư Dương chúng ta thì không thể nào bồi thường được. Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh lửa bốc đến khóe miệng rồi, suýt chút nữa thì bộc phát ra, nhưng cô ta vẫn tận lực khắc chế. Lão Phí, ông có suy nghĩ gì không? Cổ Bảo Toàn liếc nhìn Phí Mặc hỏi, mặt không chút thay đổi, không nhìn ra cảm xúc gì cả. Chuyện lùi đường khẳng định là phải ngăn cản. Nghe Phó Giám đốc Sở Chu nói hạng mục công trình này các chủ nhà phản ứng rất lớn. Nếu như có thể thành công có lẽ cũng tiêu tốn khoảng 450 vạn. Đối với một thị trấn như Lâm Tuyền mà nói tuyệt đối không thể nào gánh vác nổi. Nếu thật sự có tiền vậy chi bằng đầu tư vào xây dựng kinh tế. Hơn nữa hiểm họa lớn nhất là nghe nói có một bộ phận hộ dân cưỡng chế không muốn lùi đường. Lý do cũng rất chính đáng. Bọn họ nói nếu lùi đường để thuận tiện cho xe cứu hỏa ra vào thì chỉ cần 12 mét là đủ rồi, làm 26 mét không phải là hao tiền tốn của sao. Nếu chính quyền không quan tâm đến thì bộ phận hộ dân này có lẽ đã gây chuyện rồi. Dân phong thị trấn Lâm Tuyền mặc dù rất chất phát, nhưng cũng rất hung hãn. Nếu thật sự gây loạn thì chỉ sợ chọc ra chuyện gì đó. Hơn nữa Lâm Tuyền là một thị trấn cổ, những quan viên xuất thân từ nơi này không thiếu. Có rất nhiều lãnh đạo các cục sở trong thành phố chúng ta, trong các cán bộ cấp phụ của tỉnh đều có những người xuất thân từ thị trấn Lâm Tuyền. Nghe nói trong mấy gia đình phải lùi đường cũng có mấy cán bộ cấp phó ban, trưởng ban. Người nhà họ nói đó là nhà thờ tổ, người dân quê vốn tin vào phong thủy, nói là không thể động đến được, ai. Phí Mặc rút ra một cục gạch, đập đúng vào Diệp Phàm. Ám hiệu tương đối rõ ràng, nếu Diệp Phàm chọc vào những quan viên xuất thân từ thị trấn cổ Lâm Tuyền, khiến bọn họ bốc lửa thì phiền phức. Có lẽ ngọn lửa này còn lan lên huyện ủy. Đối với chuyện Diệp Phàm vì nhà máy giấy mà lôi kéo được hơn 4.000 vạn đầu tư thì không nhắc đến một chữ nào. Ngay cả chuyện Diệp Phàm lôi kéo được hơn 1.000 tiền đầu tư để sửa đường đại quy hoạch Lâm Tuyền cũng không thấy nhắc đến. Bí thư Cổ, tôi đề nghị lập tức dừng ngay hành động mở đường. Không thể chờ đợi được, nếu tiếp tục muốn giành lại số tiền đó thì càng phiền phức.
Vệ Sơ Tinh đề nghị. Chuyện này không thể kéo dài rồi, cô lập tức gọi điện cho Mâu Dũng của thị trấn Lâm Tuyền, kêu cậu ta lập tức hạ lệnh ngăn lại. Cổ Bảo Toàn suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói với Vệ Sơ Tinh. Vệ Sơ Tinh trực tiếp gọi điện thoại cho Mâu Dũng, Mâu Dũng lập tức gọi đến chủ nhiệm Vương của văn phòng đảng chính. Chủ nhiệm Vương, anh lập tức thông báo cho Trịnh Lực Văn và nhân viên sở đất đai lập tức dừng hành động lùi đường lại. Tiền đã bồi thường phải thu hồi về toàn bộ, đây là quyết định của huyện. Giọng điệu của Mâu Dũng vô cùng ngưng trọng, nghĩ thầm, may mà lúc ấy bố mày không tự mình tham gia, chỉ nói là trợ giúp, nếu không lại rước họa vào người rồi. Xem ra thật sự phải biết nắm bắt thời cơ tiến lui, nếu không sẽ gây ra phiền phức lớn. Được, được, tôi lập tức thông báo cho bọn họ. Vương Nguyên Thành sau khi cúp điện thoại, sắc mặt thoáng cái âm trầm. Suy nghĩ một lát rồi nói với cháu trai Đỗ Bằng đang chuẩn bị lấy tiền tới thôn Quy Lĩnh. Cháu đừng tới thôn Quy Lĩnh nữa. Tại sao, chủ tịch thị trấn Diệp vẫn chưa biết tin tức biến động nhân sự trong huyện? Đỗ Bằng cả kinh hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần phải quản những chuyện phiền phức như vậy làm gì. Vương Nguyên Thành nghiêm mặt quát. Thì ra bí thư huyện Lý Hồng Dương bị lật đổ, Vương Nguyên Thành cảm thấy lo lắng mấy ngày liền, rất sợ vị trí chủ nhiệm phòng đảng chính của mình bị mất. Vì hiện tại toàn dựa vào Diệp Phàm, nếu Lý Hồng Dương ngã xuống thì có lẽ những ngày tháng tới đây của Diệp Phàm cũng không yên ổn. Trước đó Vương Nguyên Thành còn có chút do dự, vẫn giữ thái độ quan sát. Vẫn còn mộng tưởng sau lưng Diệp Phàm còn có chỗ dựa vững chắc khác. Hơn nữa hết sức tiếp cận bí thư Mâu Dũng, cũng có ý kết giao với Hoàng Hải Bình. Phải biết rằng Phí Mặc hiện tại đã là ngôi sao mới của huyện Ngư Dương. Trong tay nắm quyền sắp xếp nhân sự một huyện, quyền hành cực lớn. Nghe nói em gái Phí Mặc là Phí Ngọc hiện tại đã trèo lên được vị trí quan trọng thư ký trưởng thị ủy, vào đảng. Thế lực của Phí gia sau này ở Ngư Dương sẽ càng lớn hơn. Còn Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà vốn là người được Phí Mặc đưa lên, nếu bản thân có thể tiếp cận Phí Mặc thì tuyệt đối có thể giữ được vị trí chủ nhiệm văn phòng đảng chính. Nhưng hiện tại cũng không biết người ta có muốn tiếp nhận mình hay không, trong lòng Vương Nguyên Thành cảm giác như không có đáy. Đối với bí thư Mâu Dũng, Vương Nguyên Thành áp dụng ra sức tới gần, nhưng cũng không đi nhờ vả. Mâu Dũng vốn là đồng bọn của bí thư khối đảng ủy Trung Minh Nghĩa. Hiện tại ngay cả Trung Minh Nghĩa cũng bị quẳng tới Hội đồng đại biểu nhân dân huyện dưỡng lão trước thời hạn, có gia nhập với y cũng vô dụng. Hơn nữa Mâu Dũng là thái tử đảng đến từ thành phố, người ta cũng sẽ không ở lâu, xuống đây chỉ là tìm vàng, qua 1-2 năm là vỗ mông thăng chức. Lần này sau khi nhận được điện thoại, trong lòng lại chấn động, xem ra trong huyện đã chuẩn bị động thủ với Diệp Phàm rồi. Chuyện ngăn cản lùi đường và thu hồi tiền chính là một tín hiệu. Vương Nguyên Thành suy nghĩ một lát cũng đoán ra được đại khái. Ngay từ lúc Phó Giám đốc Sở Đất Đai Phí Thành Quý cãi vã với người tên là Mã Nhị Cầu đó, Vương Nguyên Thành đã cảm thấy bên trong có lẽ có gì đó mờ ám. Nếu không tại sao không cãi vã sớm hay muộn hơn, lại đợi đến lúc Chủ tịch huyện vệ vào phòng họp thì bắt đầu cãi vã. Rõ ràng là muốn để cho một số người nào đấy nhìn thấy, Giám đốc Sở Phí lại mang họ Phí. Có lẽ cũng là bà con của con hổ đất Ngư Dương Phí ra. Chuyện này tám phần là Hoàng Hải Bình và Ngọc Diện Lang Quân Phí Vũ Vân không thoát khỏi liên quan. Vì hôm trước Vương Nguyên Thành cũng nghe nói Phí Vũ Vân xuống lôi kéo công trình. Nhìn dáng vẻ sắc mặt bực tức từ phòng làm việc của Chủ tịch Diệp đi ra có lẽ không đòi được gì cả, lần này xem như là tính sổ. Phí gia đã bắt đầu động thủ thì Chủ tịch thị trấn Diệp không có ai chống đỡ trong huyện có thể ra vẻ được mấy ngày, hiện tại trong huyện đã phát ra tín hiệu. Vị trí chủ tịch thị trấn của Diệp Phàm tám phần là không giữ được rồi. Đối với loại chủ tịch thị trấn làm việc không suy nghĩ này, Vương Nguyên Thành quyết định không ngu ngốc dính vào nữa. Cho nên nghe nói cháu trai muốn tới thôn Quy Lĩnh báo tin cho chủ tịch thị trấn Diệp, Vương Nguyên Thành vốn còn đang do dự, sau khi nhận được cú điện thoại đó xong thì lập tức quả quyết ngăn cản. Bọn người Đoạn Hải hỏi thì làm thế nào? Cháu phải nói qua với bọn họ chứ? Đỗ Bằng đương nhiên không có nhìn xa như Vương Nguyên Thành. Vẫn ngu ngơ hỏi. Cháu ngốc thế, bọn họ hỏi thì nói là sắp đi thì bị tiêu chảy đến tiệm thuốc truyền nước. Đỗ Bằng, bây giờ là thời khắc vô cùng quan trọng, cháu đừng nhảy linh tinh mà làm hỏng tiến trình. Để cho một số người có lòng dạ xấu nhìn thấy thì không tốt đâu, nghe lời dượng đi, tuyệt đối không nhầm đâu. Cháu yên tâm ở trong nhà nghỉ ngơi, chuyện lùi đường cũng đừng can dự vào, trong huyện đã truyền lệnh xuống ngăn cản.
Nghe nói còn là chủ tịch huyện vệ đích thân gọi điện, cháu nghĩ xem, có vấn đề bên trong không? Vương Nguyên thành thần mặt ra mắng. Vừa ra khỏi cửa lại đổi thành bộ mặt cười cười lao thẳng tới chỗ hiện trường lùi đường. Trong cung cũ của đập thiên thủy, thoáng cái đột nhiên tuôn vào 7-8 người. Diệp Kim Liên hỏi ra mới biết là tới từ thôn Quy Lĩnh của xã Khanh Hương. Mọi người đi suốt đêm, nói là nghe chủ tịch thị trấn Diệp giới thiệu nói ở đây có thu mua loại thiên nhĩ linh thảo này. Khi nhìn thấy mười mấy sọt bê vào trong cung cũ, Diệp Kim Liên cũng có chút hoa mắt, vừa hỏi mới biết tổng cộng có 2.000 cân thiên nhĩ linh. Một cân 20 đồng, tính ra khoảng 4 vạn đồng, trên tay Diệp Kim Liên hiện giờ chỉ có 5.000 đồng. Suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho Lý Tuyên Thạch, Lý Tuyên Thạch nghe nói Diệp Kim Liên cần tiền liền không do dự kêu ngươi đưa tới. Đến gần 8 giờ tối, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện thiên nhĩ linh, khi đám người thôn Quy Lĩnh đếm chồng tiền mặt dày cộm có thể khiến người ta choáng váng, thiếu chút nữa rớt nước mắt. Không đến một buổi chiều, cả thân xuất động lại có thể kiếm được 4 vạn. Nếu là trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ đến, vừa rồi khi tiền còn chưa đến tay, mấy người bọn họ vẫn có chút thấp thỏm, chỉ sợ chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là công dã tràng. Tính theo đầu người, thu hoạch của mỗi nhà cũng không ít. Thôn Quy Lĩnh tổng cộng có khoảng 220 hộ, tính ra mỗi hộ có thu nhập gần 200 đồng, đây mới là làm một buổi chiều. Phải biết rằng thôn Quy Lĩnh là một nơi cực kỳ nghèo khổ. Thu nhập bình quân một người cả năm mới được 300 đồng. Một nhà 8 nhân khẩu thu nhập một năm cũng không quá 3.000 đồng. Hôm nay chỉ trong một ngày đã thu nhập được 200 đồng thì đúng là một con số rất lớn. Không chậm trễ nhóm người của thôn Quy Lĩnh kích động ôm tiền chạy xe về thẳng nhà. 8 giờ tối. Ha ha ha, đến lúc rồi. Trên một đám cỏ trong đầm ngưu giác thôn Quy Lĩnh truyền ra một tràng cười mạnh mẽ, đương nhiên chính là tiếng cười của đại sư quốc thuật thần bí âm vô đao. Được rồi sao? Diệp Phàm cũng rất cao hứng, trơ mắt nhìn đợi 3 giờ mới đợi được, khiếu hoa ngư của âm lão đầu chín. Âm lão đầu khẽ gạt bùn đất, đưa khiếu hoa ngư đến chỗ Diệp Phàm. Chương 337, sở thích của đàn ông. Âm lão đầu nhẹ nhàng đặt cái khay sứ cực lớn xuống, vừa định mở lá sen, một mùi thơm nhẹ nhẹ xông thẳng lên mũi, mơ hồ như có một hương thảo dược vô cùng thanh khiết ẩn chứa bên trong, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thế nào hả Diệp tiểu tử, mùi vị rất thuần khiết chứ? Âm lão đầu đắc ý nói thẳng, xem ra ông lão này rất thích khoe khoang. Nào, nếm thử đi, bảo đảm cậu há hốc mồm. Được, cảm ơn, để tôi thử xem. Diệp Phàm cười cung kính, dùng đũa gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng, phảng phất như có một mùi vị nhàn nhạt ngấm vào bên trong, nhẹ nhàng nhấm nháp, vừa xốp vừa trơn không ngấy. Sau khi ăn mấy đũa, Diệp Phàm trầm trồ khen ngợi đồng thời đột nhiên thất thanh kêu lên. Tiền bối, con cá này, là thế nào? Sao hả, muốn tiết lộ bí mật sao? Âm lão đầu mỉm cười. Thật kỳ quái, hình như không thấy xương cá. Vừa rồi lúc tiền bối làm cá cũng không bỏ xương ra. Lẽ nào xương cá lại có thể mọc cánh bay đi? Diệp Phàm kinh ngạc không dứt, nhìn chằm chằm âm lão đầu. Ha ha ha, đây chính là chỗ lợi hại của khiếu hoa ngư. Vừa rồi không phải cậu nhìn thấy tôi phối thêm rất nhiều loại thảo dược bên trong sao, hơn nữa vừa rồi còn dùng tay trà sát một hồi. Thật ra con cá này còn có thể nấu thành khiếu hoa thang, xương cá được ngấm vào thuốc bột đã trở nên mềm nhũn. Hơn nữa nội kình của võ giả quốc thuật chúng ta phối hợp với dược liệu tan rã, cho nên đương nhiên không còn xương cá nữa. Thật ra xương cá vẫn còn, chỉ là đã mềm nhũn hết cả, có thể nuốt được vào bụng. Âm lão đầu giải thích. Đúng là mở rộng tầm mắt, cách nấu này còn có thể sử dụng nội kình, thật là chuyện lạ thiên hạ. Diệp Phàm không kìm được thở dài, tâng bốc âm lão đầu, khiến ông lão này vô cùng đắc ý. Tiền bối, có thể dạy cho vãn bối cách làm, khiếu hoa ngư, này không, con cá này thật sự rất ngon. Diệp Phàm ngại ngùng hỏi. Dạy cho cậu, không được. Âm lão đầu liên tục lắc đầu. Tại sao? Diệp Phàm hỏi xong lại có chút thất vọng lắc lắc đầu. Có lẽ, khiếu hoa ngư, này là bí thuật của tiền bối, vãn bối có chút quá mức rồi. Ha ha, thật ra không phải, khiếu hoa ngư, này là ta vô tình có được phương thức phối chế. Thiên hạ chỉ có một nhà, không có phân nhánh, nói là món ăn độc môn cũng không quá đáng. Nhưng lão phu ta cảm thấy rất có duyên với cậu, không phải không muốn truyền cho cậu, chủ yếu là truyền cho cậu cũng không được. Cậu có thể cho rằng lão phu tôi nói khoác.
Nhưng cậu nghĩ xem, vừa rồi lúc nướng con cá này tôi không phải nói phải thi triển nội kình phối hợp dược liệu mới có thể làm tiêu tan xương cá bên trong. Con cá này cao siêu là ở chỗ đấy, nếu xương cá không thể tan rã thì mùi vị cũng thay đổi. Khiếu Hoa Ngư, nhãn hiệu giả sẽ làm tổn thất danh tiếng của lão phu âm lão đầu nghiêm mặt nói. Vậy phải có cảnh giới mấy đoạn mới có thể làm được, Khiếu Hoa Ngư, này. Diệp Phàm hỏi. Chí ít phải đạt được thất đoạn mới được, vì khí nội kính của võ giả thất đoạn đã có thể thông qua lỗ chân lông mơ hồ tràn ra một chút. Đương nhiên không nhiều, giống như không cẩn thận dò dỉ ra vậy. Không có nội kính tràn ra làm sao tan rã được xương cá. Cho nên thằng nhóc này, cậu còn phải cố gắng nhiều, ha ha ha. Vừa nói về quốc thuật, âm lão đầu vẫn rất tự tin, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, thể hiện thái độ cao ngạo. Ha ha ha. Diệp Phàm cười theo, trong lòng chấn động, thầm mắng, tôi còn không phải là đại sư thất đoạn chính tông sao. Nhưng vừa rồi mới lừa gạt âm lão đầu, nếu thoáng cái nói ra sự thật thì có lẽ lão đầu này sẽ thẹn quá hóa giận, nếu không nói thì thôn Quy Lĩnh có khả năng bị mất bí mật làm giàu một cách đáng tiếc. Tiền bối, mặc dù trình độ công lực của tiểu tử hiện tại còn thấp, nhưng tiểu tử tin rằng mười mấy năm sau nhất định có thể đạt được loại trình độ thất đoạn. Tiền bối có thể đem cách làm, Khiếu Hoa Ngư, này dạy cho ta, sau này cảnh giới của tiểu tử đến lúc đó cũng có thể hưởng thụ loại mỹ vị đặc biệt này. Nhưng xin tiền bối yên tâm, tiểu tử tuyệt đối sẽ không loan truyền bí kíp này tùy tiện. Diệp Phàm nói chuyện rất thành khẩn, quyết định không lộ ra nội tình của mình, để tránh cho âm lão đầu tức giận. Ha ha ha, đến lúc đó rồi nói. Âm lão đầu cười khan mấy tiếng nhất định không chịu truyền. Hừ, đến lúc đó loại cao thủ như ông thường xuyên lai vô ảnh khứ vô tung, qua mấy chục năm nữa biết đi đâu mà tìm. Hơn nữa có thể sống lâu được như thế không? Nếu sang năm chết mất thì không phải tôi đợi vô ích sao? Diệp Phàm âm thầm oán hận âm lão đầu, vẫn tiếc nuối các làm, Khiếu Hoa Ngư, dùng cách gì để đổi lấy cách làm đặc biệt này mới được, đột nhiên nghĩ ra, cười nói. Tiền bối, thật ra vãn bối cũng có món ăn sở trường chưa ra tay, mùi vị cũng có phong cách đặc sắc, tuyệt diệu như Khiếu Hoa Ngư của ngài. Nếu không vãn bối cũng lấy ra cho ngài nếm thử. Cậu cũng có, tên là gì, nói nghe xem. Khẩu khí của âm vô đạo rất bình thản, hiển nhiên là có vẻ xem thường Diệp Phàm, có thể còn cho rằng hắn đang nói khoác. Những nguyên liệu khác đều mang theo, chỉ thiếu sản vật núi rừng, như thỏ hoang, chồn, gà núi cũng được. Diệp Phàm lắc đầu, ở chỗ đen thùi lùi như chỗ này thì đi đâu kiếm mấy thứ đó chứ? Xem ra tiểu tử cậu thật sự cũng có chút bản lĩnh, kiếm sản vật thì dễ, trong 15 phút tôi sẽ kiếm cho cậu một con, lão phu thật sự muốn nhận thức tay nghề của cậu. Đừng có bốc phát, hừ, cậu đợi đi. Âm vô đào tỏ ra hứng thú, ông lão vốn rất thích nghiên cứu các món ăn. Thân thể nhoáng lên, hành khí khinh thân tung người lên như quỷ ảnh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhanh thật, tốc độ này nhanh hơn mình rất nhiều. Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, biết rõ trình độ của lão đầu này cao hơn mình không ít, trong đáy lòng chỉ còn lại cảm giác hâm mộ không thôi. Không biết lão đầu này có đạt đến trình độ phóng xuất nội kình không, đó là năng lực cao thủ cửu đoạn mới có được. 15 phút sau, âm lão đầu cười ha ha quăng một con thú rừng trước mặt Diệp Phàm, một con chồn đang còn giãy giụa rơi xuống trước mặt Diệp Phàm, có lẽ nặng gần 10 cân. Đi. Quay về thôn. Diệp Phàm cười nói, không nói nhiều, xách con chồn đi thẳng về hướng thôn Quy Lĩnh. Về đến thôn đã hơn 9 giờ tối. Phương Nghê Muội đang cầm đèn pin đi lòng vòng trong doanh trại, có lẽ có chút lo lắng cho Diệp Phàm. Anh Diệp, anh quay về rồi. Vừa kêu lên đã phát hiện phía sau còn có một lão đầu, Phương Nghê Muội không khỏi đỏ mặt, không dám kêu nữa. Cô ta là người yêu cậu à? Âm lão đầu thuận miệng nói. Vì vừa rồi Phương Nghê Muội gọi, anh Diệp, rất là thân thiết. Âm lão đầu mặc dù nói là một người cổ hủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được gì đó. Ha ha, không phải, chúng tôi chỉ là nhân viên công tác của thị trấn. Diệp Phàm vội vàng nói, cũng không muốn tạo ra tin tức linh tinh gì. Hừ, âm lão đầu hừ một tiếng cũng không nói gì, biết tên tiểu tử này không nói thật nhưng cũng không có hứng thú với chuyện của mấy người trẻ tuổi. Trái lại trong lòng Phương Nghê Muội lại cảm giác chua xót, khuôn mặt ửng đỏ có chút tái xanh, mặc dù biết Diệp Phàm đã có bạn gái rồi, anh ta nhất định sẽ không cưới mình. Nhưng tối hôm qua tấm thân xử nữ của mình đã dâng hiến cho Diệp Phàm trên chiếc xe lam, trong lòng vẫn có chút chờ mong gì đó.
Hiện tại nghe thấy Diệp Phàm phủ nhận như vậy, tận đáy lòng thật sự có chút chua xót. Cho dù lúc này Diệp Phàm nói dối, thừa nhận mình là bạn gái của hắn, trong lòng Phương Nghê Muội cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng Phương Nghê Muội cũng biết chuyện này không thể truyền lung tung, nếu để cho người trong thị trấn biết được thì phiền phức. Đối với quan viên chính quyền mà nói, sợ nhất là loại tin tức bên lề này. Nhoáng một cái là có thể hủy hoại tiền đồ của hắn. Chủ nhiệm Phương, trong bếp có loại nồi hầm thịt không? Diệp Phàm hỏi. Có, nơi này có phòng bếp khá đầy đủ, nghe nói còn có người ở. Phương Nghê Muội khôi phục lại thái độ bình thường, cười nhàn nhạt trả lời. Nụ cười ngọt ngào của cô gái này thật sự hút hồn, trong lòng Diệp Phàm lại nhớ tới chuyện điên khùng trên chiếc xe lam tối qua. Cảm giác dưới người như dạo dực, nhưng bây giờ không phải lúc, nếu không có âm lão đầu thì có lẽ hành động ngay lập tức, đành phải mạnh mẽ lầm rầm đọc, thanh tâm quyết, chấn định sự kích động trong người. Sau khi làm thịt sạch sẽ, con trồn cuối cùng cũng được bỏ vào nồi. Được, công phu cầm dao của cậu cũng khá lắm, có luyện qua rồi sao? Âm lão đầu phát hiện Diệp Phàm dùng dao đặc biệt thuần thục. Ha ha ha, khi còn bé tôi cũng có luyện qua một chút. Tôi cũng thích dùng dao, nhưng không thể nào so sánh với vô đao thủ của tiền bối được. Diệp Phàm cười ha ha, hắn không muốn để lộ tuyệt kỹ phi đao của mình ra ngoài. 10 giờ tối, nồi súp thịt trồn của Diệp Phàm cũng được nấu xong. Một mùi hương ngào ngạt khiến lão đầu tử âm vô đao chảy nước miếng ròng ròng, chép chép miệng. Không tệ, mùi thơm rất đặc biệt. Hắc hắc, không dám so với tiền bối. Nhưng tôi cảm giác cũng được, lúc ăn cũng ngon. Diệp Phàm cũng hơi để lộ ra vẻ đắc ý hăng hái đáp lễ âm lão đầu. Lần trước tới Thủy Châu làm món lẩu sói chuột lông xanh, sau lần chế biến cải tạo ở quán lẩu Lão Vương, mùi vị càng hấp dẫn. Sau này Diệp Phàm có lòng muốn có phương thức chế biến của quán lẩu Lão Vương, nhưng phương thuốc của người ta là tổ truyền, là phương thức tuyệt môn để kiếm cơm, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Lúc ấy Diệp Phàm bỏ ra 5 vạn muốn kiếm được phương thuốc dung hợp súp trồn lông xanh, nhưng cuối cùng vẫn bị ông chủ Vương cự tuyệt. Lúc ấy ông chủ Vương gầy cong queo cười nói. Đừng nói là 5 vạn, cho dù là 100 vạn, Vương gia cũng sẽ không để lại phương thuốc này. Đây là thứ tổ tiên Vương gia truyền lại cả ngàn năm trước. Bí mật kinh doanh, cả nhà Vương gia đều dựa vào phương thức này mà kiếm ăn. Có lẽ ông chủ Vương cũng biết một số nội tình của Tề Thiên, nhưng sau này Tề Thiên ra mặt lão Vương ký vẫn không bán cho. Rất có tư thế nếu anh muốn cứng rắn lấy quyền thế Tề gia áp bức thì dứt khoát sẽ chuyển cửa hàng đi, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ nhún nhún vai biểu thị lực bất tòng tâm với Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm tự có chiêu của mình, cúi đầu ghé sát thì thầm mấy câu vào tai ông chủ Vương, kỳ quái là bắp thịt bên cạnh quai hàm của ông chủ Vương rung lên bần bật, cảm xúc rung chuyển gay gắt. Đêm hôm đó, ông chủ Vương đích thân đưa phương thức tới Sở Thiên Các Diệp phủ. Đương nhiên, cũng chỉ là phương thuốc bí truyền dung hợp súp sói chuột lông xanh. Lúc đi ông chủ Vương có cầm theo một bình ngọc giống như cầm bảo bối mang tới. Bên trong bình ngọc đó hiển nhiên có bí mật, chuyện này cũng chỉ có Diệp Phàm biết được. Sau đó Tề Thiên gọi điện thoại đến nói là có cần dạy dỗ Vương lão đầu một trận không, y cũng thật không biết nể mặt. Tề Thiên cười nham hiểm có lẽ muốn chơi chiêu gì đó hạ đẳng, cảm thấy không giúp được đại ca gì cả thật là mất mặt. Đương nhiên, đối với Tề Thiên mà nói, muốn dạy dỗ quán lẩu lão Vương, hắn tự có cách, muốn đóng cửa hàng của y cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Ai ngờ Diệp Phàm thản nhiên nói. Được rồi, người ta làm ăn cũng khó khăn, hơn nữa quán lẩu lão Vương nhà người ta cũng là cửa hàng lâu đời. Nghe nói trong tỉnh cũng có mấy quan lớn cấp phó tỉnh cũng thường xuyên ghé thăm nơi này. Nếu thật sự gây ra chuyện gì đó, người ta bất chấp tất cả làm loạn lên, cũng không tốt với danh dự của Tề gia. Chúng ta không thể ức hiếp người lương thiện. Nhưng Tề Thiên lại mơ hồ cảm nhận được gì đó trong lời nói của Diệp Phàm, gượng cười hỏi. Đại ca, có phải hàng phục được Vương lão đầu rồi không? Đúng. Diệp Phàm chỉ hừ một tiếng rồi không lên tiếng. Điều này khiến Tề Thiên cực kỳ vui mừng, nghĩ thầm, quái lạ, mình tốn bao nhiêu nước bọt, sử dụng quyền thế tiền tài đủ cả, mà lão đầu đó bướng bỉnh như trâu bò, nhất định không chịu, sẵn sàng liều mạng. Đại ca nhất định là đã sử dụng chiêu gì mở ám. Gã vội vàng hỏi. Đại ca, nói cho tiểu đệ nghe làm sao anh lấy được, dạy lão đệ một chiêu, để em học chút bản lĩnh đi. Ha ha ha, sơn nhân ắt có diệu chiêu, cái này không tiện truyền ra.
Một câu nói của Diệp Phàm thiếu chút nữa khiến Tề Thiên tức chết, trong lòng giống như mèo cào nhưng lại không còn cách nào. Chuyện này đành phải bỏ qua, dù sao đáp án vẫn nằm trong lòng Tề Thiên. Nhưng trải qua mấy ngày, Tề Thiên thật sự không nhịn nổi, đêm hôm khuya khoác gọi điện thoại quấy rầy Diệp Phàm. Diệp Phàm bị y làm phiền, đành nói mấy từ. Đông Cung Bí Phương. Đông Cung Bí Phương, mẹ nó, bây giờ thật sự còn món đồ chơi đó sao? Con mắt Tề Thiên có dụng hay không, Diệp Phàm cũng không rõ lắm, vì đang gọi điện thoại, không nhìn thấy, nhưng có lẽ cũng không khác biệt gì. Không có tác dụng phụ chứ? Tề Thiên cười nói, tất cả đều dùng thảo dược làm ra, không có tác dụng phụ, nhưng cũng không tiện sử dụng quá độ, phàm là chuyện gì cũng phải có chừng mực có phải không? Chỉ cần nắm bắt được chừng mực, khóm hoa nào cũng có thể tiêu dao, ha ha ha. Diệp Phàm cười sảng khoái không dứt. Đại ca, canh thuốc làm từ đơn thuốc đó có thể duy trì được bao lâu, không phải uống một bát thì một đêm có thể cùng bốn em chứ? Ha ha ha. Tề Thiên giật mình, trong lòng càng thiêu đốt, nếu không nắm được phương thuốc này trong tay thì đúng là ngủ không yên giấc, đây là thứ thú vị nhất của đàn ông. Tề Thiên phảng phất như nhìn thấy mình đang uống bát canh này. Bốn cô thì khẳng định là không được rồi, chỉ có thể nói là hơi lợi hại một chút, hai cô thì có lẽ có thể giải quyết. Diệp Phàm cũng cười dâm đãng, đột nhiên thay đổi ngữ điệu hỏi. Thế nào ha, tiểu tử cậu muốn tập hợp tiểu thư Triệu Tứ và Mai Diệp Thu lại cùng chơi sao? Lão đại, em nào dám, một cô cũng có thể đè bẹp em rồi, nếu hai người bọn họ cùng lên thì em chỉ mất mạng. Tề Thiên hét lớn, xương cốt không khỏi chấn động, xem dáng vẻ thật sự có chút sợ hãi con cọp cái này. Chương 338, tạm thời cách chức trước. Ha ha ha, người anh em, muốn phong lưu thì cũng phải có chút bản lĩnh mới được. Cậu xem, mới nghe nói đến đàn bà đã bị hù dọa thành như vậy thì còn muốn làm trò gì nữa, đây không phải là hạ thấp mình sao? Diệp Phàm cười phá lên. Đại ca, phương thuốc bí truyền đó có thể truyền lại cho em không, thỉnh thoảng sử dụng cũng không tệ. Đàn ông là thứ gì chứ, ai mà không thích thứ này? Tề Thiên cuối cùng cũng lộ ra dấu đầu lòi đuôi, cái mà gã muốn chính là Đông Cung Bí Phương. Cậu muốn có cũng được nhưng đưa cho cậu cũng vô dụng. Nghe lão tiền bối nói ít nhất phải có khí nội kính của cao thủ thất đoạn mới thực hiện thành công, nếu đại ca tôi lấy ra cũng là phương thuốc vô bổ, ngắm nhìn còn được. Thực sự không có tác dụng, cũng không biết làm thế nào. Diệp Phàm thật ra không có giấu giếm. À, thất đoạn. Tề Thiên thất thanh kêu lên, trong lòng lạnh lẽo như rơi xuống hố sâu vạn dặm. Gã trầm mặc một lát lại hỏi. Vậy đi đại ca, có thể làm cho em mười mấy viên dược hoàn đó không? Phương thuốc đó coi như xong rồi, lấy ra cũng không dùng được, sẵn có dược hoàn có thể sử dụng là được rồi. Mười mấy viên, hừ, tiểu tử cậu muốn làm kỷ phi có phải không? Cậu nghĩ giống như làm đường đậu ăn sao sao? Dược hoàn đó không có dược liệu rất khó làm. Được rồi, cho cậu một viên, thử một chút là được rồi. Diệp Phàm mắng nói, nghĩ thầm tên nhãi này thật là thâm độc, vừa mở miệng đã đòi mười mấy viên, thật sự xem mình là nhà máy chế thuốc sao? Một viên, vậy thì ít quá, ba viên đi. Tề Thiên vẫn đang tranh thủ, cuối cùng Diệp Phàm phiền não đành phải đáp ứng hai viên. Ngon, ngon, không tệ, mùi vị của món canh này thật sự rất ngon, không hề thua kém, khiếu hoa ngư của ta. Âm lão đầu làm mấy việc cùng lúc, tay phải cầm muôi lớn uống canh, tay trái bưng bát to, lấy hồng mễ tửu chôn dưới đất 5 năm, uống đến mức khí thế ngất trời. Diệp Phàm cũng cảm thấy hứng thú, hai người ta một chén người một chén uống vô cùng sảng khoái. Chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân người huyên náo. Một lát sau chủ tịch thôn Phượng xông thẳng vào, kích động nói với Diệp Phàm. Chủ tịch thị trấn Diệp, thành công rồi. Mọi người đều có tiền ăn Tết rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Diệp Phàm khó hiểu. Cái gì thành công? Chính là thiên nhĩ linh thảo, tối nay bán được 4 vạn, mọi nhà trong thôn chúng tôi đều có tiền chia. Chủ tịch thôn Phượng cười nói. Được, sau này phải chăm sóc thiên nhĩ linh thảo thật tốt, mỗi năm đều có thể hái một chút mang đi bán, chia cho mỗi nhà mấy trăm đồng có lẽ không khó. Diệp Phàm cười nói, trong đáy lòng cũng rất cao hứng. Phía sau lại xông vào một đám người, già trẻ gái trai đều có, một ông lão 80 tuổi cứ liên tục hô cảm ơn, khiến cho trong đáy lòng Diệp Phàm vô cùng thỏa mãn. Sau khi người dân ra về, Diệp Phàm lại cùng âm lão đầu tiếp tục uống rượu.
Không lâu sau, Phương Nghê Muội tới báo lại, phát hiện cảnh tượng đuốc cháy khắp núi, có phải người dân thôn Quy Lĩnh đang chuẩn bị nhóm lửa trại liên hoan gì không? Không phải liên hoan đâu, mọi người đang hái thiên nhĩ linh đấy. Diệp Phàm đứng trên hành lang nhìn thoáng qua cũng hiểu được, trong lòng khẽ thở dài. Người dân quê muốn kiếm ít tiền thật là vất vả, có lẽ người dân có chút nóng lòng, sợ ngày mai dậy muộn, cỏ thiên nhĩ linh đã bị người khác hái mất, cho nên nửa đêm mới đốt đuốc lên núi hái. Còn những người muốn sang ngày mai hái lại bị bọn họ gây ồn ào, cũng không yên tâm, thoáng cái cũng tràn lên núi, tất cả người trong thôn đều trèo lên núi rồi. Trên núi đuốc cháy đầy trời, thật sự là một cảnh tượng kỳ lạ. Người thôn Quy Lĩnh hái thiên nhĩ linh cả đêm, Diệp Phàm và Âm lão đầu uống rượu thâu đêm. Trước linh vị Phượng Cửu Công cũng sắp xếp hơn 100 người già thức đêm. Trong phòng làm việc của bí thư cổ huyện Ngư Dương cũng đang có 3 người thức đêm bàn bạc làm thế nào phát triển kinh tế Ngư Dương, thúc đẩy tăng trưởng GDP. Lúc này đã 10 giờ đêm. Điện thoại của bí thư cổ đột nhiên vang lên, trong lòng có chút buồn bực không biết muộn như vậy còn có ai tìm mình. Vừa mới nhận điện đã biết là phó bí thư chuyên trách thứ hai của thị ủy Ngọc Hoài Nhân gọi đến. Khẩu khí của bí thư Ngọc Hoài Nhân vô cùng nghiêm khắc. Xã Khanh Hương trước kia rút cuộc có chuyện gì vậy? Trước đó chưa sáp nhập thị trấn thì nghèo nhất, có người chết đói. Bây giờ sáp nhập vào thị trấn rồi, kinh tế thị trấn Lâm Tuyền các cậu xếp thứ ba toàn huyện, cần phải gánh vác trách nhiệm của người đi trước. Làm gì vậy? Lão bí thư chi bộ của thôn Quy Lĩnh gì đó tới huyện đòi tiền sửa trường học mà không đòi được đồng nào. Lãnh đạo của Lâm Tuyền đang làm gì vậy? Cái chết của lão bí thư chi bộ, lãnh đạo Lâm Tuyền các cậu phải chịu trách nhiệm. Hiện tại ai đang chịu trách nhiệm Lâm Tuyền, nghe nói là một người thanh niên họ Diệp mới 19 tuổi. Làm ăn bát nháo, một thằng nhãi mới 19 tuổi mà có thể đảm đương chức vụ chủ tịch thị trấn của một thị trấn cấp lớn có mười mấy vạn nhân khẩu sao. Sau khi Lâm Tuyền sáp nhập thì cũng có dân số xếp top 3 trong mấy trăm thị xã thành phố Mặc Hương chúng ta. Lập tức điều tra rõ ràng chuyện này, người nào chịu trách nhiệm thì phải gánh vác, cho người dân thôn Quy Lĩnh một câu trả lời thỏa đáng. Thật quá vô lý. Ngọc Hoài Nhân vô cùng tức giận, vì có người đem chuyện này báo cáo lên thành phố, đối với xã Khanh Hương, y có trí nhớ rất sâu. Vì chuyện người chết đói năm ngoái, bí thư thị ủy Dương lúc đó còn đặc biệt ra chỉ thị. Không ngờ năm nay mới đầu năm lại gây ra chuyện lão bí thư chi bộ đòi tiền sửa trường không được, quay về tổ chức mọi người tự tiến hành đào tường để bị chết thảm. Chủ tịch thị trấn Diệp này, rút cuộc muốn làm cái gì? Chuyện chính thì không làm. Khó khăn của nhân dân thì không đi giải quyết. Chuyện bọn trẻ đi học thì không xử lý, nếu ngôi trường đó bị sập thì trách nhiệm còn đâm lên trên trời. Cổ Bảo Toàn ban đầu dự định là xem xét rồi mới nói, mặc dù nói chuyện lùi đường, chuyện nhà máy giấy đều chĩa mũi nhọn vào chủ tịch thị trấn Diệp Phàm, nhưng Cổ Bảo Toàn cũng phải xem xét toàn diện tư chất của Diệp Phàm. Cho rằng anh chàng đó mặc dù trẻ tuổi, nhưng vẫn có chút tài hoa và tinh thần thực tế. Đối với loại người trẻ tuổi có năng lực này không thể nào một gậy đánh chết, mà phải xem xét kỹ lưỡng. Nhưng lần trước khác lần này khác, vừa nhận được cuộc điện thoại này, cơn lửa giận thật sự đã bốc lên ngùn ngụt, cũng không kìm được nữa rồi. Mình vừa mới nhậm chức đã chọc ra chuyện lớn như vậy. Còn khiến phó bí thư thị ủy chỉ đích danh phê bình. Bí thư Cổ, tôi đề nghị lập tức dừng tất cả nhiệm vụ của Diệp Phàm lại, không thể để hắn tiếp tục gây loạn được. Chủ tịch huyện vệ ở bên cạnh hình như có ấn tượng cực xấu với Diệp Phàm. Há miệng là đề nghị tạm thời cách chức. Lão Phí, theo anh thì sao? Cổ Bảo Toàn hỏi. Đúng, mấy ngày qua những chuyện mà chủ tịch thị trấn Diệp đã làm thật sự có chút không thỏa đáng. Thân là chủ tịch thị trấn chủ quyền một phương, cũng phải có phong cách chủ quyền một phương. Tôi đồng ý với đề nghị của chủ tịch huyện vệ, có phải nên điều chỉnh một chút, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phá hủy Lâm Tuyền. GDP của huyện chúng ta còn trông mong gì nữa? Hải biết rằng sau khi sáp nhập thị trấn, chỉ tiêu kinh tế của Lâm Tuyền chiếm 1/6 cả huyện. Trong lòng Phí Mặc âm thầm vui mừng, hay lắm. Ban đầu mình còn tưởng khó mà nhe răng, tránh có người âm thầm phán đoán mình như thế nào. Chuyện này là do vệ sơ tinh đề xuất ra trước, mình chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi, dứt khoát khỏi lột cái mũ quan khỏi đầu tên tiểu tử này mới được. Tiểu tử này thật quá ghê gớm. Trước kia khi Lý Hồng Dương còn ở đây, hội nghị đảng ủy đã mấy lần quăng mà đều bị hắn làm cho thất bại. Hơn nữa nghe nói sau lưng thằng nhãi này cũng không có chỗ dựa nào vững chắc, lột mũ của hắn xuống cũng không ai dám nói gì, cơ
công ty Vũ Thần của Phí Vũ Vân có hắn nhất định sẽ rất khó nắm được công trình, hiện tại làm quan đều cần dùng tiền. Những chuyện cần xử lý đều cần rất nhiều tiền mặt, làm quan muốn có tiền trừ phi là chia tay ra, nếu chia tay ra thì có thể chọc vào phiền phức. Không xảy ra chuyện gì thì may, nếu xảy ra chuyện thì phải vào nhà lao. Đối với chuyện chia tay này, Phí Mặc vô cùng khinh thường. Vì gốc rễ của Phí gia ở Ngư Dương rất giàu có, bản thân có sản nghiệp gia tộc của mình. Phí Vũ Vân hiện tại đang quản lý công ty Vũ Thần, chính là một bộ phận nguồn gốc kinh tế rất lớn của Phí gia. Cho nên tuyệt đối phải mò được công trình Lâm Tuyền vào tay mới được. Được, sáng sớm ngày mai triển khai hội nghị đảng ủy, thảo luận chuyện của thị trấn Lâm Tuyền. Cổ Bảo Toàn quyết định, có lẽ Diệp Phàm khó chạy thoát tai kiếp này. Trung Minh Nghĩa và em họ Diệp Mậu Tài ngồi trong nhà buồn bực uống rượu, lần điều chỉnh nhân sự trong huyện lần này, phía bên Trung Minh Nghĩa xem như là toàn quân thất bại. Bản thân vì con cờ trong tay La Hạo Thông mà bị vứt bỏ một cách đáng thương, vì đẩy Vệ Sơ Tinh lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn. La Hạo Thông cần phải nhường lại vị trí phó bí thư khối đảng của Trung Minh Nghĩa. Cho nên cuối cùng Trung Minh Nghĩa vô tình bị vứt bỏ, điều đến Hội đồng Nhân dân huyện làm một phó chủ nhiệm, chuẩn bị dưỡng lão trước thời hạn. Nhưng Trung Minh Nghĩa có dã tâm, bản thân mới hơn 40 tuổi, không cam tâm tình nguyện dừng lại ở đây. Chí ít cũng phải trèo lên được phó ban rồi mới về hưu. Vì vậy gần đây luôn suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị thi triển ra ám chiêu gì đó làm đảo lộn cục diện trong huyện, chỉ cần vừa loạn, mình có thể đông sơn tái khởi rồi. Đối với tác phong vô tình vứt bỏ mình của La Hạo Thông, trong đáy lòng Trung Minh Nghĩa hận thấu xương, nghĩ thầm, mẹ kiếp. Hai năm nay bố mày vì mày mà vất vả xây dựng thành viên nòng cốt ở Ngư Dương, kết quả không những không đề bạt mình, còn đuổi bố mày ra khỏi đảng ủy. Quá sức tàn ác. Trung Minh Nghĩa suy đi nghĩ lại, cuối cùng phải dựa vào một bên nào đấy mới có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng hiện tại bố cục trong thành phố rất không rõ ràng. Phía bên bí thư thị ủy Chu Càn Dương thì không cần nghĩ nữa. Con đường phía bên La Hạo Thông lại đứt rồi. Chỉ còn lại hai người là Phó Bí Thư Ngọc Hoài Nhân và Phó Bí Thư Tạ Quốc Trung. Nhưng Trung Minh Nghĩa không có ý định dính vào ai quá sớm. La Hạo Thông đã dạy cho y một bài học sâu sắc. Bị người khác chơi đều một lần rồi, bị chơi thêm một lần nữa Trung Minh Nghĩa tin có lẽ mình nhảy lầu mất. Cho nên lần này nhất định phải nhận thức đúng tình thế rồi mới nói. Anh họ, Phí Mặc thật không ra gì, không những chiếm vị trí của anh, hiện tại còn rất tung bay. Hình như Ngư Dương trở thành thiên hạ của Phí gia y rồi. Chúng ta có phải nên làm chút gì đó, nghe nói Phí Mặc có ý điều chỉnh vị trí của em, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Trong lòng chủ tịch thị trấn Nam Khê Diệp Mậu Tài hiện giờ tràn đầy lo lắng, anh họ mình không những mất quyền, chiếc ghế của mình lại có chút lảo đảo muốn ngã. Cậu có nghe thấy tin tức gì không? Trung Minh Nghĩa khẽ liếc mắt nhìn em họ, thầm nghĩ em họ hiện tại đã là chủ tịch một thị trấn rồi. Mà vẫn có vẻ có chút nóng nảy, chưa chín chắn. Không nhẫn nhịn được, chẳng trách Phí Mặc thò tay đến tận thị trấn Nam Khê, có lẽ những ngày qua tên tiểu tử họ Diệp ở thị trấn Lâm Tuyền cũng khó sống. Đúng, hôm qua con trai thứ hai của Phí Mặc là Phí Vũ Vân hình như uống rượu say ở Dã Vĩ Lâu, tuyên bố phải khiến Diệp Phàm ở thị trấn Lâm Tuyền sáng mắt. Sau đó còn mạnh mồm nói là phải để tất cả các chủ tịch thị trấn của Ngư Dương biến thành người của Phí gia. Bước kế tiếp chính là Nam Khê, em hiện tại đang ở thị trấn Nam Khê. Chương 339, bắn chết chim đầu đàn. Sao lại như vậy, chẳng phải buổi trưa đầu giáo chĩa vào em, sao giờ lại là Diệp Phàm xong đời, chắc là công trình ở Lâm Tuyền không cho công ty Vũ Thần làm nên Phí gia muốn động hắn. Diệp Mậu Tài có vẻ hơi tức giận, y dĩ nhiên không phải bất bình thay cho Diệp Phàm, chỉ là có một loại cảm giác thọ tử hồ bi mà thôi. Hừ. Cuồng vọng, Ngư Dương bây giờ còn có bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ ở, lấy đâu ra thành thiên hạ của Phí gia, cậu nghe tin tức ở đâu ra, có thể tin không? Trung Minh Nghĩa bĩu môi, một tia cười lạnh đọng ở khóe miệng. Tuyệt đối có thể tin, là một người anh của em lúc ăn ở nhà hàng đi toilet nghe có người nói là đem chuyện lão bí thư chi thôn Quy Lĩnh bị đè chết báo lên trên, Diệp Phàm chạy trời không khỏi nắng rồi. Diệp Mậu Tài trong đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thọ tử hồ bi. Có lẽ kết quả của Diệp Phàm ngày nay sẽ là của mình ngày sau. Cảnh ngộ hiện giờ của hai người cũng gần như nhau. Em đó, Diệp Phàm thảm hại hơn. Hắn vì trước kia phong mang quá lộ nên Lý Hồng Dương vừa đi thì đã bị người ta đánh rồi.
bắn chết chim đầu đàn, trong lòng Diệp Mậu Tài chợt thốt lên một câu như vậy, đời là thế, cứ muốn kéo người khác xuống bùn mới hả lòng. Ừ, sóng ngầm bắt đầu khởi động a. Phí gia hiện tại thế lực như mặt trời ban trưa, chẳng qua Ngọc gia cũng bắt đầu nổi lên, lần điều chỉnh này, Ngọc Nhã Chi của Ngọc gia cũng vào thường vụ. Nguyên trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Khổng Lệ Châu điều đến thành phố rồi, Ngọc Nhã Chi vừa lên thì thế lực sau này của Ngọc gia lại càng lớn. Hơn nữa Ngọc gia kháo Sơn Hổ, Ngọc Thế Hùng có quan hệ với cả hai giới hắc, bạch, tài lực nhân lực của Ngọc gia cũng chưa chắc đã thua Phí gia. Một núi há có thể cho phép hai hổ, trừ phi một con là bệnh hổ mới không ai để ý, ha ha ha, Ngọc gia quật khởi có lẽ có thể làm ra vài chuyện. Để cho kháo Sơn Hổ đấu với thổ lão hổ hảo hảo đấu với nhau, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, không tồi. Trung Minh Nghĩa nói nhỏ. Anh họ, nếu không chúng ta thêm một chút dầu đi. Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà một khi ra tay với Diệp Phàm thì hắn chắc sẽ khắc sâu mối hận với Phí gia. Loại người như vậy rất dễ manh động, đến lúc đó sẽ cắn lung tung như chó điên. Có nên để cho người của chúng ta tại nhà máy giấy làm thêm vài động tác không? Diệp Mậu Tài cũng nhếch miệng cười lạnh. Ừ, tùy thời mà động, để cho con nghé con Diệp Phàm đối đầu với thổ lão hổ Phí gia, ai chết vào tay ai có lẽ vẫn tồn tại biến số. Trung Minh Nghĩa nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy, một lúc lâu sau mới thở dài. Ai, trò hay sắp mở màn rồi. Điện thoại vang lên, Trung Minh Nghĩa bắt máy thì nghe Phó Chủ tịch thứ hai, Thường vụ huyện ủy Trần Quang Húc thần bí hạ giọng nói. Bí thư Trung, vừa nhận được điện thoại, sáng sớm ngày mai mở hội nghị thường vụ thảo luận nhân sự Lâm Tuyền, chắc sẽ ra tay đối với người nào đó. Trần Quang Húc là do Trung Minh Nghĩa một tay đề bạt, tuy giờ Trung Minh Nghĩa rất xui xẻo bị ném vào hội đồng đại biểu nhân dân huyện làm một phó chủ nhiệm. Nhưng Trần Quang Húc cũng không tệ lắm, người đi trà cũng không lạnh. Chẳng qua Trần Quang vẫn mơ hồ Trung Minh Nghĩa có thể đông sơn tái khởi nên hễ nghe được tin tức gì trọng đại là lập tức tiết lộ cho Trung Minh Nghĩa. Ha ha ha, Quang Húc, tôi giờ đã là một ngư ông rồi, chỉ có thể buông cần ngồi câu thôi, đã rời chiều sao còn để ý gì nữa. Chẳng qua nếu như có thảo luận chuyện bên Nam Khê thì nhất định phải báo cho tôi, cảm ơn cậu nhé. Trung Minh Nghĩa hờ hững giống như không hề quan tâm đến chuyện của Lâm Tuyền, chỉ quan tâm chuyện bên Nam Khê của em họ y. Hừ, giả bộ, anh có mà câu cá gì, có mà câu mũ quan ấy, Trần Quang Húc đồng ý nhưng trong bụng rủa thầm. Sau khi cúp điện thoại, Trung Minh Nghĩa nghĩ một hồi rồi đột nhiên nói. Mậu Tài, cậu nghĩ cách báo cho thủ hạ của Diệp Phàm chuyện điều chỉnh hắn lần này. Có quan hệ tốt với Diệp Phàm có lẽ là Trịnh Lực Văn, gã là do Diệp Phàm một tay nhấc lên, cũng giống như Đoàn Hải, để em lập tức báo tin, hắc hắc. Diệp Mậu Tài nói xong rồi hỏi vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ sẽ thật sự ra tay với Diệp Phàm, còn em thì sao? Yên tâm, Phí gia tạm thời sẽ không động tới cậu đâu. Cơm phải ăn từng miếng, chuyện cũng phải làm từng bước, chúng ta cứ theo dõi chặt là được, gặp chiêu chiết chiêu. Nếu như Phí gia muốn đấu thì chúng ta cá chết lưới rách, đem hết chuyện xấu của Phí gia nói ra, cùng lắm là hai bên cùng chết. Trung Minh Nghĩa nói zin zít. Cùng xui xẻo như Trung Minh Nghĩa còn có chủ tịch huyện Trương Tào Trung. Hiện giờ thì đã không còn gọi là chủ tịch huyện mà phải gọi là chủ nhiệm Trương vì đã sang làm chủ nhiệm hội đồng đại biểu nhân dân huyện rồi. Lần này vì để có được sự nhất trí của La Hạo Thông bí thư thị ủy Chu Càn Dương cũng đành đẩy y vào lãnh cung nghỉ ngơi. Tuy nhiên trong lòng Trương Tào Trung không cho là vậy, bản thân mình dù gì cũng là một chủ tịch huyện lại phải đi hội đồng đại biểu nhân dân huyện làm chủ nhiệm. Hội đồng đại biểu nhân dân trên danh nghĩa là nơi biểu quyết các quyết sách lớn. Muốn có quyền cũng đúng là có chút quyền. Cái gì bảo đảm hiến pháp, luật pháp, hành chính pháp quy đều do Đại hội đại biểu nhân dân ra nghị quyết và thường vụ huyện ủy chấp hành. Nhiệm vụ của nó còn là lãnh đạo hoặc chủ trì bầu cử vào Đại hội đại biểu nhân dân, thảo luận toàn bộ những vấn đề về chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, vệ sinh, môi trường và tài nguyên, công tác dân tộc trong huyện. Căn cứ vào đề nghị của chính quyền mà quyết định nhân sự, các kế hoạch phát triển kinh tế của huyện. Nói ra thì nghe rất oai phong, hơn nữa về cấp bậc cũng là cán bộ cấp phòng, đồng cấp với chủ tịch, bí thư huyện, còn nếu bàn về thực quyền thì chỉ là hư danh. Chủ tịch hay bí thư huyện làm việc có ai cần chủ nhiệm hội đồng đại biểu nhân dân giơ tay múa chân đề điểm này nọ, kiến nghị thì cứ việc đưa, người ta tiếp thu hay không lại là việc khác. Hơn nữa chỉ có quyền đề nghị chứ không có quyền cưỡng chế thi hành, mọi chuyện đều là do lãnh đạo cấp trên chỉ định.
Ngay như công tác bầu cử, muốn chọn ai thì người ta đã sớm chọn trước rồi. Thường vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân chỉ có thể thi hành cho có hình thức. Nếu như xảy ra vấn đề gì về phiếu bầu, chủ nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân còn phải gánh trách nhiệm, nói là làm không đúng chỉ đạo cấp trên. Vì thế Trương Tào Trung vô cùng buồn khổ, cảm giác khó có thể gặp người, trái lại còn hâm mộ Lý Hồng Dương lên thành phố làm cục trưởng cục máy móc nông nghiệp, tuy nói là đi đày nhưng dù sao vẫn có chút thực quyền, chứ không như mình phơi mặt ở Ngư Dương cho người ta cười vào mặt. Hiện giờ ngay cả đi trên đường, Trương Tào Trung cũng cảm thấy ngại, cứ có cảm giác người ta xì xầm bàn tán sau lưng mình. Thật ra thì đây chỉ là tâm bệnh của Trương Tào Trung mà thôi, đường đường chủ nhiệm Hội đồng đại biểu Nhân dân huyện tuy nói thực quyền không có nhiều, nhưng cấp bậc vẫn lớn, không ai dám nói gì y. Hơn nữa chọc giận y nếu y bực lên có thể làm ra mấy đề nghị thì lãnh đạo huyện càng phiền phức, lấy đâu ra thời gian bàn tán. Chẳng qua dã tâm của Trương Tào Trung không chỉ như vậy mà còn cho rằng Cổ Bảo Toàn đoạt cái ghế bí thư huyện ủy của y. Cho nên gần đây ngay cả Cổ Bảo Toàn cũng bị y hận, theo lý mà nói, Trương Tào Trung cũng là nguyên là phe cánh của phó bí thư thị ủy Chu Càn Dương. Cổ Bảo Toàn cũng do Chu Càn Dương nâng lên, đáng ra Trương Tào Trung và Cổ Bảo Toàn là cũng một phe, chẳng qua chỉ là đồng minh tạm thời. Còn như Phí Mặc thì trước kia cũng là một nhóm của Trương Tào Trung. Hiện giờ Trương Tào Trung quá tức giận Phí Mặc có khuynh hướng tự lập làm vua. Hơn nữa em gái Phí Mặc là Phí Ngọc vừa mới nhận chức tổ trưởng tổ thư ký thành phố Mặc Hương, Phí Mặc lại càng đắc thế, dĩ nhiên không muốn dựa vào người nào. Lần điều chỉnh nhân sự này đã khơi dậy dã tâm của Phí Mặc, chiếc ghế bí thư huyện ủy giờ mới là lý tưởng của y. Đừng bảo là y, cho dù là bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà gần đây cũng có dã tâm, có khuynh hướng tự lập làm vua. Tuy nhiên lực lượng của y quá mức đơn bạc nên khó thành khí. Hiện giờ trong huyện đã rõ Phí Mặc đang có xu hướng phát triển, thế lực Phí gia đang như mặt trời ban trưa. Còn Ngọc Nhã Ký cũng là thân thích với phó bí thư chuyên trách Ngọc Hoài Nhân nên thế lực Ngọc gia cũng mạnh hơn. Trước kia ở Ngư Dương, quan hệ của Ngọc gia và Phí gia có thể tiến hành, Ngọc gia thường lép vế hơn. Hiện giờ Ngọc gia cũng có người ở thường vụ huyện nên cũng có quyền lên tiếng. Vì thế quan hệ kế minh của hai đại gia tộc này cũng rất khó nói về lâu dài. Đối với bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn và chủ tịch huyện Vệ Sơ Hôn mới nhậm chức mà nói là rất khó khăn, trong thường vụ ba bè bảy mối, công tác không biết bắt đầu từ đâu, kết quả hội nghị thường vụ thế nào thì hai người cũng không dám chắc. Hai người đành tạm thời kết minh, nếu không sẽ bị bốn đại gia tộc bản địa là Phí gia, Ngọc gia, Tạ gia và Tiếu gia nuốt cả xương. Cổ Bảo Toàn không hề nguyện ý triệu tập hội nghị thường vụ lần này, chẳng qua Phí Mặc cứ luôn bước tới, hơn nữa lãnh đạo thành phố lại vừa điện thoại phê bình. Cổ Bảo Toàn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ra tay với Diệp Phàm, trong lòng cũng hiểu Diệp Phàm chính là vật hy sinh đầu tiên dưới cây gậy của Phí gia hoặc Ngọc gia. Chẳng qua trước mắt mình còn chưa vững chân nên không thể chính diện giao phong với bọn họ, trước hết cứ tạm thời ẩn nhẫn. Cho nên bí thư Cổ Bảo Toàn quyết định chủ ý là cứ quan sát xem Ngọc gia và Phí gia diễn trò rồi hãy nói, dĩ nhiên nếu chuyện liên quan quá lớn thì y cũng không thể nhượng bộ quá mức. Đêm khuya, bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn còn chưa ngủ, suy nghĩ chuyện sau khi đánh đổ chủ tịch thị trấn Diệp Phàm thì ai sẽ là người thay thế. Chương 340, xem bệnh cho quả phụ xinh đẹp. Hội nghị thường ủy ngày mai có lẽ Phí gia và Ngọc gia cũng sẽ khó khăn. Sắp xếp người của mình thay thế vị trí của Diệp Phàm. Nhưng Lâm Tuyền là thị trấn lớn, vị trí chủ tịch thị trấn quá quan trọng, tuyệt đối không thể để nó lại rơi vào tay Phí gia, Ngọc gia được. Nghe nói 1/4 thị trấn thôn xã của Ngư Dương đều có người đứng đầu là người của Phí gia, nếu Lâm Tuyền lại để cho Phí gia nắm giữ được thì tình hình sẽ không thể khống chế được. Bản thân mình là bí thư sau này có nói gì có lẽ không có ai nghe, nhưng Phí Mặc nói thì lại có người nghe. Loại cục diện tồi tệ này bí thư Cổ không muốn nhìn thấy, y thật ra có ý để Diệp Phàm giữ chức một thời gian, đợi khi tìm được người thích hợp rồi mới đánh đổ hắn. Nhưng thời khắc không đợi mình, không do mình quyết định, tình thế ép người. Diệp Phàm cũng không chịu thua kém, chuyện lùi đường đã khiến chủ tịch huyện vệ vừa mới tức nổi giận. Cái chết của lão bí thư chi bộ lại chọc đến phó bí thư Ngọc Hoài Nhân của thành phố. Không xử lý cũng không được. Nếu tiếp tục bao dung thì bí thư huyện ủy mình lại mang tiếng là dung túng. Cổ Bảo Toàn là một lão hồ ly dày dặn kinh nghiệm quan trường. Đương nhiên không thể để mình rơi vào cục diện bị động. Không thể để Phí gia, Ngọc gia nắm được nhược điểm gì của mình.
Diệp Phàm nghe nói là do nguyên bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương một tay cất nhắc, cũng không có quan hệ gì với mình, chứ đừng nói là giao tình, không cần vì hắn mà đi đắc tội với loại gia tộc đáng sợ Phí gia, Ngọc gia. Còn nói về bản lĩnh, bí thư cổ vẫn có chút hâm mộ Diệp Phàm, chỉ là bản lĩnh và thế lực, lòng trung thành, mối quan hệ, hậu đài của người này vẫn còn xếp thứ yếu. Nhân tài trong huyện rất nhiều, Ngư Dương là huyện nhiều nhân khẩu, có hơn 1 vạn người làm công ăn lương. Muốn chọn nhân tài còn sợ không có sao, đây cũng là vì sự cần thiết của đại cục, kỳ thực nói thẳng ra cũng là hành động bất đắc dĩ dưới tình huống trước mắt của bí thư huyện ủy cổ Bảo Toàn. Đêm khuya, Diệp Phàm và Âm Vô Đao đều đã ngà ngà hơi men. Âm tiền bối, tối nay ở lại đây đi. Diệp Phàm thuận miệng nói. Không được, ta tự có chỗ. Ở bên kia đỉnh núi có một cái lều. Con người ta quen tự do rồi. Có lẽ còn phải ở lại thôn Quy Lĩnh này thêm một thời gian. Cậu rảnh rỗi thì cứ đến lều đó tìm tôi, nơi này cũng không tệ. Ở lại vài ngày chơi, ha ha ha, lão đệ. Tối nay thật là sảng khoái, tôi đi đây. Âm Vô Đao quả nhiên là cao nhân lánh đời. Cười thoải mái, cầm đơn thuốc chế biến xúc trồn Diệp Phàm đưa cho. Đương nhiên, cách chế biến, khiếu hoa ngư của y cũng đã đưa cho Diệp Phàm, hai người trao đổi ngang hàng. Đợi đã, Âm tiền bối, ông còn chưa nói cho ta biết con đường làm giàu cho thôn dân. Diệp Phàm hướng về bóng lưng đang đi xa của Âm Vô Đao kêu lên. Không sao, mấy ngày nữa ta sẽ nói cho cậu biết, dù sao tiểu tử cậu cũng không biết chạy đến chỗ nào đâu. Ha ha ha, Âm Vô Đao cười sảng khoái bước đi. Ai, lão tiểu tử đó, còn ra vẻ thần bí, lẽ nào thôn Quy Lĩnh thật sự có bí mật gì sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, cùng với Phương Nghê Muội tới trước linh đường của lão bí thư chi bộ Phong Cửu Công thức đêm. Bác sĩ, y tá của Viện Vệ sinh Trung tâm Thị trấn Lâm Tuyền đều đã đi trước, chỉ còn lại Triệu Thiết Hải. Y chính là một con cú mèo, ban ngày thì ngủ, ban đêm mới hoạt động. Làm ra vẻ là gác đêm, trên thực tế là cùng với người ta chơi mạt chược, đánh bài không nghỉ. Ở trước linh đường người chết, cùng với một số chủ tịch, bí thư thôn tới từ xã Khanh Hương Quang Hai Đồng đánh mạt chược rất là thoải mái, cũng không có ai nói chuyện phiếm. Các chủ tịch, bí thư thôn của Lâm Tuyền nghe nói chủ tịch thị trấn Diệp thức đêm ở thôn Quy Lĩnh, cho nên như ong vỡ tổ lao đến khoảng 10 người. Tất cả đều là cú mèo. Buổi tối trước linh đường của lão bí thư chi bộ rất là náo nhiệt. Đêm đông lạnh giá, dưới đáy bàn dùng một cái nồi sắt chứa than củi, nhóm lên nóng hừng hực. Ở trên bàn trà sát mạt chược, đánh 50k, vứt ra ít tiền, thỉnh thoảng còn làm mấy ván bài. Mười mấy người trên bàn tranh cãi rất là náo nhiệt. Đương nhiên, những chủ tịch, bí thư thôn này đều nể mặt Diệp Phàm. Nếu không có chủ tịch thị trấn Diệp ở đây, có lẽ trong linh đường chỉ còn lại một nhóm thôn dân nghèo khó của thôn Quy Lĩnh mà thôi. 3 giờ sáng, Diệp Phàm cùng với Phương Nghê Muội quay lại nghỉ ngơi, thật ra ở phòng hiện tại chỉ có 2 người bọn họ, những chủ tịch, bí thư thôn khác thắng được ít tiền ở trước linh đường, chơi không biết mệt. Mà Diệp Phàm đương nhiên lại càng cao hứng, các ngươi không quay lại, bố mày càng thoải mái, có cơ hội ôn lại cảnh hoang đường trên xe tối qua. Hơn nữa dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của Phương Nghê Muội càng làm cho Diệp Phàm có chút xôn xao. Nhưng tối hôm nay Diệp Phàm thật xui xẻo, vừa trở về đã không kìm được, dùng đôi mắt chim ưng quét một vòng, phát hiện xung quanh không có ai. Thầm nghĩ dùng ưng nhãn thuật điều tra tình hình, làm chuyện này là rất thích hợp, nhất thời cười hắc hắc dâm đãng ôm lấy Phương Nghê Muội. Không được, Phương Nghê Muội khẽ giãy giụa muốn thoát thân, nhưng dê con làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt của sói già. Diệp Phàm sớm đã không chịu được, ôm xốc lấy Phương Nghê Muội đặt lên giường. Hai người nhanh chóng triền miên, thân thể dính sát vào nhau. Cái gì mà sờ, nắm, gõ, đều được thử qua, cảnh tượng vô cùng bốc lửa. Da thịt Phương Nghê Muội hồng rực, gương mặt xinh đẹp tựa hồ có thể vắt thành nước làm Diệp Phàm nuốt nước miếng ửng ực, cảm thấy công tác khởi động chắc đã xong, có thể tiến hành bước tiếp theo. Đang lúc chuẩn bị giơ móng vuốt ra để hành sự thì Phương Nghê Muội đột nhiên kêu. Không được, tới rồi. Cái gì tới rồi? Diệp Phàm ngây người ngạc nhiên, mấy giây sau mới hiểu được sự tình, ấm ức mắng, mẹ kiếp. Số mình làm sao vậy, tại sao lại chọn thời khắc quan trọng này mà tới chứ? Cái này kêu người ta làm sao mà sống? Bố mày lại đang vô cùng hứng thú. Ngoài miệng vẫn lẩm bẩm nói. Kiểm tra. Tiểu tử này cho rằng Phương Nghê Muội vì sợ đau nên nói dối ức hiếp lãnh đạo,
tìm cách tránh né, đương nhiên tâm lý tò mò vẫn nổi lên. Hứ, đáng ghét. Phương Nghê muội xấu hổ kéo chăn lên che mặt, không dám nhìn anh chứ, nghĩ thầm, một thị trấn lớn như vậy tại sao lại có một người như thế chứ? Ai, được rồi, anh đi ngủ vậy, thật xui xẻo, đúng là đúng dịp. Đến sớm không đến, đến muộn không đến lại đến vào đúng lúc này, thời khắc quan trọng thì lại tuột xích, trong công tác là chuyện ngàn vạn lần không được, ai. Anh chàng thở dài mấy hơi rồi ấm ức bỏ đi, nằm trên giường một lát, cảm thấy ấm ức khó mà ngủ, miệng khẽ hát bài đêm nay thật khó ngủ, ngọn lửa tà ác vẫn chưa giải tỏa, làm sao mà ngủ được. Đột nhiên thân thể chấn động, nhớ đến quả phụ xinh đẹp Chu Sảo Đậu đi thăm hỏi lúc ban ngày, thân hình của cô gái đó thật sự tuyệt vời. Khuôn ngực tinh khiết, cao vút, cái mông cong cong, thật xứng với hình tượng quả phụ xinh đẹp nông thôn chính tông. Đặc biệt là vẻ quyến rũ khiến tâm can Diệp Phàm càng bị thiêu đốt. Chu Sảo Đậu được người ta gọi là quả phụ xinh đẹp, đích thị là có một luồng mị lực đặc biệt hơn những người khác. Súc sinh, Diệp Phàm thầm mắng bản thân, biết lại là quả thái tuế đáng chết của Hỏa Long Tường Thiên gây họa rồi. Hắn vội vàng sử dụng thanh tâm quyết, đọc mấy lần cuối cùng cũng hàng phục được tà hỏa. Lúc này mới nhớ ra chuyện chữa bệnh cho quả phụ xinh đẹp đáng thương đó. Nếu không ngủ được thì dứt khoát tranh thủ lúc đêm tới đi do thám, có lẽ có thể tìm ra nguồn gốc căn bệnh. Diệp Phàm lúc này có thể chỉ lên trời hét rằng, ta tuyệt đối không có suy nghĩ khác, thuần túy là vì muốn giúp cô ấy chữa bệnh. Các vị huynh đệ ngàn vạn lần đừng nghĩ sai lệch. Nghe nói buổi tối lúc chia tiền, cả thôn thì chỉ có nhà quả phụ xinh đẹp được chia ít nhất. Vì trong nhà nàng chỉ có một người già đi hái thiên nhĩ linh, nên chỉ được chia 50 đồng. Lúc ấy quả phụ xinh đẹp cũng muốn chống người dậy đi hái thiên nhĩ linh, nhưng cái eo của nàng vừa động lại đau, thực sự không cách nào hành động. Cô đành trơ mắt nhìn những người khác trong thôn kiếm tiền ăn Tết, bản thân lại chỉ có thể nhìn người ta kiếm tiền mà không có cách nào lên núi, sốt ruột đến mức nghe nói ở trong nhà cứ rơi lệ liều mạng đập vào eo mình. Sau đó chủ tịch thôn Phượng đặc biệt chia thêm 20 đồng cho nhà nàng, ai. Nếu đã làm chuyện tốt Diệp Phàm cũng chuẩn bị đầy đủ kim khâu và một số dược liệu chạy thẳng tới nhà quả phụ xinh đẹp, đương nhiên giống như ăn trộm. Chuyện này nói không dám quang minh chính đại, chỉ sợ khiến sẽ có lời đàm tiếu. May mà hắn có công phu trên người, cao thủ quốc thuật thất đoạn đương nhiên không phải chỉ nói suông, trong đêm tối như mực, còn không dám bật đèn pin, giống như một con cú linh hoạt tiến về phía trước. Nghe thấy một chút động tĩnh liền lập tức tránh né ẩn giấu, cười khổ, ai. Làm chuyện tốt, giúp người khác xem bệnh mà làm như ăn trộm, cũng không có khẩn trương như vậy. Cõi đời này thật biết làm khó người, còn cách gì nữa chứ, nếu để người khác nhìn thấy thì mình có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được tiếng như này. Hơn nữa mình cũng không muốn để lộ chuyện y đạo cho người khác biết. Nếu chuyện này truyền ra, sau này ngày nào cũng có người đến khám bệnh thì phiền chết mất. Không lâu sau đã nhìn thấy ngôi nhà hai tầng bên trong rách nát của quả phụ xinh đẹp. Ngôi nhà này là của quả phụ xinh đẹp và chồng nàng ở, nhưng hiện tại chồng nàng lái xe ngã chết, chỉ còn lại quả phụ xinh đẹp và đứa con nuôi 4 tuổi ở cùng. Đương nhiên, đồng chí Diệp Phàm vẫn kêu to trong lòng. Trời cũng giúp ta. Chuyện này càng thuận tiện cho Diệp Phàm khám bệnh, nếu có người già ở nhà thì không tiện lắm, muốn kêu nhiều người như vậy giữ bí mật cũng tương đối khó. Diệp Phàm vẫn giống như quân trinh sát trước đó quan sát một vòng quanh căn phòng của quả phụ xinh đẹp, hiện tại bốn phía im ắng, căn bản không có tiếng động nào cả. Những hoạt động trinh sát kề tai xuống đất do thám âm thanh, trèo cao nhìn xa đều sử dụng qua. Đương nhiên, những chuyện này đều do Diệp Phàm được huấn luyện đặc biệt trong bộ đội liệp báo của Lam Nguyệt Vịnh Thủy Châu. Lúc ấy đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng đã tự mình rèn luyện hắn 3-4 ngày, không dám nói là cao cường. Nhưng đối với người dân của thôn Quy Lĩnh thì vẫn dư sức sử dụng. Trải qua một hồi quan sát mới đột nhiên nhớ ra, có lẽ thanh niên trong thôn đã lên núi hái thiên nhĩ linh thảo cả đêm rồi, còn người ra thì gác đêm ở linh đường lão bí thư chi bộ. Một số trẻ nhỏ cũng được dẫn tới linh đường, thôn Quy Lĩnh hiện tại về cơ bản chỉ là một thôn làng trống không, trong ngôi nhà hàng xóm có lẽ cũng không có mấy người đang ngủ. Nhìn những cây đuốc sáng rực xa xa khắp núi, trong lòng Diệp Phàm thầm kêu lên một tiếng. May mắn, đúng là giảm bớt cho mình được bao nhiêu phiền toái. Hắn giống như con báo xông vào trong nhà quả phụ xinh đẹp. Sợ đánh thức con gái của nàng dậy, Diệp Phàm tận lực cẩn thận đi lên lầu, sử dụng cả thuật khinh thân tung người, rơi xuống đất không có một tiếng động rất nhẹ nhàng tự nhiên,
nhiều nhất chỉ có tiếng gặm sàn nhà kèn kẹt của mấy con chuột, cho dù người nhà quả phụ xinh đẹp cảnh giác cũng sẽ cho rằng là bọn chuột đang thừa hơi chơi đùa. Không lâu sau áp vào trước cửa phòng quả phụ xinh đẹp, thì triển thuật bức nhĩ thông, dán tai vào vách tường gỗ mỏng manh thám thính, kỳ quái là hình như trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều của một người. Cũng không cảm nhận được thanh âm hơi thở khác của con gái nàng. Kỳ quái, sao mình lại có một loại kích thích vụng trộm thế này, bố mày đến đây để chữa bệnh. Cũng không chơi chuyện vụng trộm lén lút. Diệp Phàm cảm thấy trong lòng có một luồng kích động không yên, trái tim đập thình thịch khó lòng bình tĩnh được. Ai, có lẽ do thân hình của quả phụ xinh đẹp quá tuyệt vời. Thằng đàn ông nào có thể chịu được, thiên hạ này có mèo nào lại chê mỡ. Cho dù là thái giám cũng thèm được làm chồng. Theo truyền thuyết, các thái giám trong hoàng cung sau khi bị thiến cứ luôn mơ chỗ đó có thể dài ra, có thái giám quyền thế như Cửu Công Công, Bát Công Công còn chơi trò giả cưới, dĩ nhiên là phải nịnh nọt đám quý phi trong cung ban cho mình một cung nữ. Thật ra bọn họ đều hiểu cái thứ kia của thái giám đã mất thì còn làm ăn gì nữa, kết hôn chỉ là một mánh lưới, nhìn mà không thể ăn. Bản thân mình là một đại sư quốc thuật, không thể có ý nghĩ xấu xa như vậy. Mình tới đây để xem bệnh. Xem bệnh. Diệp Phàm tự mắng một câu, lấy hết can đảm rút ra một con dao mỏng, khẽ hất khe cửa rồi tiến vào. Đối với loại kỹ xảo mở cửa này, đối với đội viên Liệp Báo mà nói chỉ là chuyện vặt, Diệp Phàm dưới sự hun đúc của Tề Thiên thật sự không có gì phí công, về công cụ chuyên dùng thì Liệp Báo là nơi đầy đủ nhất. Chỉ có chuyện ngươi không ngờ, chứ không có chuyện bọn họ không làm được. Diệp Phàm bật chiếc đèn pin nạp điện, soi thấy quả phụ xinh đẹp đang nằm nghiêng người trên giường. Công nhi, con về rồi à? Quả phụ xinh đẹp có lẽ cũng đang thao thức, vì người trong thôn đều đã lên núi hái thiên nhĩ linh kiếm tiền đón năm mới, chỉ có mình ở nhà ngủ, cái này xác thực cũng ngủ không được, còn tưởng là con gái đã quay về, xoay người lại hỏi. Cô vừa thấy Diệp Phàm thì há miệng định hét lên, tuy nhiên Diệp Phàm với thân thủ thất đoạn nhanh như cắt nhảy tới bịt chặt miệng lại. Đôi môi của quả phụ xinh đẹp không lớn cũng không nhỏ, chỉ dày hơn người bình thường một chút. Diệp Phàm cảm thấy đặc biệt mềm mại. Chương 341, khảo nghiệm phụ nữ trong thôn còn lợi hại hơn ban tổ chức. Cô đừng sợ, tôi là chủ tịch thị trấn Diệp ban ngày có đến thăm hỏi mọi người, thấy chỗ eo của cô bị thương, khi còn họ tôi có học qua một chút y thuật với một lang trung thảo dược, muốn đến xem. Nếu có thể chữa trị đương nhiên càng tốt, không thể chữa được thì tôi cũng bó tay. Nếu cô đồng ý muốn thử thì gật đầu, đừng kêu lớn, ảnh hưởng không tốt. Diệp Phàm cố nặn ra một nụ cười nhỏ giọng nói. Được. Quả phụ xinh đẹp nhìn Diệp Phàm hồi lâu rồi mới gật đầu nhưng thân hình thoáng cái đã co rút vào trong chăn, quấn chặt mình lại. Trong lòng vẫn có chút lo lắng gặp phải tên chủ tịch thị trấn háo sắc nửa đêm đánh lén quả phụ thì làm thế nào. Diệp Phàm bật điện lên, dưới ánh đèn, quả phụ càng lộ ra vẻ đẹp mê người. Vì vừa mới bị đánh thức, cho nên trong đôi mắt quả hạnh vẫn mơ hồ lóe lên màu sắc sáng bóng trong suốt như thủy tinh. Bộ ngực cao vút cũng vì lo lắng, khiếp sợ, cho nên phập phồng kịch liệt, thật sự như chiều dâng sóng giật, mê hoặc lòng người. Nhưng may mắn có chiếc chăn che phủ một chút, chỉ là đường nét nổi lên dưới cái chăn cũng đủ khiến đồng chí Diệp Phàm âm thầm nuốt nước miếng mấy lần, nghĩ thầm, quả nhiên là báu vật, đúng là báu vật trời sinh, quả phụ nông thôn này có lẽ còn mê hoặc lòng người hơn những cô gái thành phố chết đầy phấn lên mặt. Cô chìa tay ra đây, tốt nhất là tay phải. Diệp Phàm cười nói. Trên mặt tận lực để lộ ra vẻ chân thành mà thân mật, lúc này phải giảm bớt tâm lý sợ hãi lớn nhất của quả phụ này mới được, bằng không, tinh thần khẩn trương cao độ, muốn chữa bệnh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Quả phụ xinh đẹp đưa tay trái ra, Diệp Phàm nhẹ nhàng cầm lấy. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng không khỏi khẽ run rẩy, vẫn có vẻ không tự nhiên khi để một người đàn ông xa lạ sờ tay mình. Dù sao cũng là buổi tối, nếu ở bệnh viện chính quy thì cũng xem như không có gì. Diệp Phàm nhắm mắt hành khí, từng tia khí nội kính từ trên kinh lạc cánh tay quả phụ xinh đẹp từ từ đi vào. Chỉ có thể nói là tràn, vì hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh có thể phun nội kình ra lỗ huyệt. Không lâu sau theo kinh lạc chạy đến phần eo, cảm giác ở chỗ này nội tức vẫn không có trở ngại. Có chút kỳ lạ, quả phụ xinh đẹp rõ ràng là đau eo. Nhưng hình như ở đây không có dị vật gì quái lạ, tật bệnh rút cuộc là ở đâu. Diệp Phàm cảm thấy có chút khó làm, căn bệnh này nếu không tìm được kim châm của mình thì cũng không cách nào xuống tay. Giống như một con nhím khắp người đầy gai nhọn, không có chỗ nào xuống tay.
Cô đứng lên ngồi xuống một lát thử xem, đứng trên giường vận động người một lát, cảm thấy chỗ nào đau thì chỉ cho tôi xem. Diệp Phàm nói. Thấy chủ tịch thị trấn Diệp Phàm đêm khuya lẻn vào phòng mình có vẻ vẫn đàng hoàng, cũng không có hành động lộn xộn bất quy tắc gì, quả phụ xinh đẹp cũng hơi buông lỏng. Cô ngượng ngùng đứng ở trên giường, nhưng vẫn quấn lấy chăn không muốn lấy ra, dù sao cô nam quả nữ cũng quá nguy hiểm. Không lấy chăn ra thì làm sao thử, nếu cô thật sự không muốn chữa khỏi bệnh thì tôi cũng không làm kiêu, tôi đi vậy. Diệp Phàm hơi có vẻ tức giận, mặt trầm xuống đứng lên định bỏ đi. Đi giúp người chữa bệnh mà dùng cái mặt nhiệt tình đi dính vào cái mông lạnh lùng của cô ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, chuyện quả phụ xinh đẹp cô vì không có đủ sức lao động, cuộc sống khó khăn thì liên quan gì đến tôi. Đừng đi, tôi bỏ ra. Quả phụ xinh đẹp thật sự có chút sợ hãi Diệp Phàm bỏ đi, nói không chừng chủ tịch thị trấn Diệp thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Người ta đường đường là một chủ tịch thị trấn, nếu thật sự muốn tìm cô gái nào đó chơi bời thì các cô gái trong thôn còn không đứng chật cửa cho anh ta chọn. Mình chỉ là một quả phụ thì có gì hấp dẫn người ta chứ, còn sợ này sợ nọ, thật sự tưởng mình là miếng bánh thơm ngon sao. Cho nên quả phụ xinh đẹp cũng chơi trò may rủi, nhanh chóng mở tấm chăn ra, lộ ra bộ quần áo lót bằng vải bông mỏng mặc bên trong. Nhưng vì quả phụ xinh đẹp mở ra gấp quá, nhất thời quên mất trên áo còn có hai khuy áo chưa cài, có lẽ là vừa rồi buộc chăn cho nên mới tuột ra. Hơn phân nửa khuôn ngực đầy đặn, trắng trẻo lộ ra bên ngoài, khẽ rùng mình, khi nàng đang hoảng sợ định thò tay ra cài áo thì Diệp Phàm hừ nói. Ngồi xổm xuống thử xem, làm lại mấy lần, cố chịu một chút. Quả phụ xinh đẹp không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống theo mệnh lệnh của Diệp Phàm. Diệp Phàm từ trên cao nhìn xuống thấy hết cả khuôn ngực. Được rồi, đứng lên, có cảm giác gì? Diệp Phàm khô khốc nuốt nước bọt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào chỗ đó của người ta. Hình như đau ở ngực, ở đấy rất đau. Khuôn mặt của quả phụ xinh đẹp thoáng chốc đỏ hồng như nước quả đào, vì lại đau ở khuôn ngực, làm sao có thể dễ dàng nói ra. Rốt cuộc là ở đâu? Giọng nói của Diệp Phàm trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Có chút không nhẫn nại được, cũng có chút hối hận vì đã đến đây khám bệnh. Sớm biết phiền toái như vậy thì đã không tới rồi, hơn nữa mùi hương cơ thể của quả phụ xinh đẹp cứ xông lên trên mũi, mặc dù nói trên người không có sức nước hoa. Nhưng mùi cơ thể tự nhiên thuần khiết càng khiến người ta say đắm. Hơn nữa vừa rồi ở ủy ban thôn bị Phương Nghê muội dụ dỗ một lát, ngọn lửa đó còn chưa phát tiết ra, trong người đang rất ấm ức. Chỗ này... Quả phụ xinh đẹp bị ép buộc không còn cách nào, nếu như tức giận bỏ đi thì chủ tịch thị trấn Diệp có chút thua thiệt rồi. Được rồi. Diệp Phàm giả vờ hừ nói, ánh mắt không khỏi liếc nhìn về ngọn núi trước ngực quả phụ xinh đẹp, thấy bên dưới hơi vọng động liền hoảng sợ vội vàng đặt mông ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ cạnh giường, chân kẹp chặt, nếu để quả phụ xinh đẹp nhìn thấy thì còn gì hình tượng của chủ tịch thị trấn mình nữa. Kỳ thực quả phụ xinh đẹp vì đứng trên giường, từ trên cao nhìn xuống sớm đã thấy rõ rồi. Lúc này chỗ bụng cũng có phản ứng, nghĩ đến tình cảnh với người chồng đã chết trước kia. Cũng mơ hồ cảm thấy có một luồng cảm giác nóng ran truyền ra. Từ sau khi chồng chết đã rất lâu rồi không có ai đụng đến cơ thể này, thoáng cái giống như đột nhiên bị người ta điểm huyệt, hai chân cũng cảm thấy mềm nhũn, không làm sao đứng vững. Ngồi xuống, tôi thử lại lần nữa. Diệp Phàm nói, lần này hành khí tiến vào chỗ kinh lạc của quả phụ xinh đẹp. Cứ xông thẳng về phía ngực. Vừa đến chỗ ngực cảm giác khí tức nội kính đột nhiên cứng lại, giống như gặp phải vật cản. Đột nhiên cơ thể quả phụ xinh đẹp run rẩy mãnh liệt, ngay cả đôi môi gợi cảm cũng mấp máy, nhưng không phát ra tiếng. Có đau không? Trong lòng Diệp Phàm vui mừng hỏi. Có, quả phụ xinh đẹp hừ nói. Xem ra tật bệnh ở chỗ này rồi. Diệp Phàm hừ một tiếng, cau mày lại giống như vỏ cây già. Lần này lại gặp phiền phức rồi. Trải qua mấy vòng khảo nghiệm, Diệp Phàm cơ bản đã có thể kết luận. Quả phụ xinh đẹp vì hôm đó đang gánh củi, khi đứng dậy một luồng khí tức mạnh mẽ xông đến chỗ ngực, bị ngăn cản dẫn đến phát bệnh. Kinh lạc không thông dẫn đến mỗi lần muốn vận động mạnh, khí tức trong cơ thể vừa đến chỗ, huyệt thần phong, thì đau nhức. Huyệt thần phong, nằm giữa bầu ngực, cách chỗ lồng ngực khoảng 3 đốt ngón tay, nơi này là nơi phải châm kim. Trước khi châm kim còn phải làm cho kinh lạc của quả phụ xinh đẹp lưu thông, nói trắng ra là giống như xoa bóp bôi thuốc lên mặt Ngọc Mộng Nạp Tuyết hôm đó, đầu tiên phải xoa bóp cho quả phụ xinh đẹp, làm cho khí huyết lưu thông mới có tác dụng.
dùng một câu tục ngữ vận động mà nói chính là, làm nóng người. Chuyện này thật phiền toái. Diệp Phàm buồn bực hồi lâu cũng không lên tiếng, khó có thể mở miệng. Có lẽ tối nay đến không công rồi, nếu châm kim cách áo thì Diệp Phàm vẫn chưa có thần nhãn này, hơn nữa cũng phải đồng dạng tiến hành xoa bóp, không thể thi triển được. Thấy Diệp Phàm hồi lâu không lên tiếng, quả phụ xinh đẹp tưởng rằng thắt lưng của mình không chữa được, có chút run rẩy hỏi. Diệp, chủ tịch thị trấn Diệp, có phải không có hy vọng không? Ai, căn bệnh của tôi xong đời rồi, cuộc đời này xem như xong đời rồi, làm thế nào đây, bố mẹ chồng tôi cần người nuôi dưỡng. Tôi còn có một đứa con nuôi. Cô, hay là cô đi tìm người tái giá đi. Diệp Phàm thở dài. Tìm ai, bây giờ ai còn muốn đi tìm con ghẻ? Cơ thể này của tôi không làm gì được rồi, ngay cả bình thường đi đường động tác hơi mạnh một chút là cảm thấy đau đớn. Trong xã hội này có ai muốn lấy một người bệnh chứ? Hơn nữa tôi còn có cha mẹ chồng, không có ai chịu nuôi dưỡng cha mẹ chồng tôi. Quả phụ xinh đẹp nói mà nước mắt đã lưng tròng trên khóe mắt, sắp rơi xuống rồi, lúc này thật sự khiến người khác thương cảm. Chủ tịch thị trấn Diệp, anh hãy thử đi. Quả phụ xinh đẹp cầu khẩn. Ai? Đây là 1.000 đồng, tôi đi đây. Diệp Phàm thở dài, lấy từ trong túi ra 1.000 đồng đặt lên giường định đi. Chủ tịch thị trấn Diệp, ngay cả thử anh cũng không muốn thử sao. Khuôn mặt của quả phụ xinh đẹp tái nhợt đến đáng sợ, giống như củ cải trắng ngâm trong nước quá lâu có khuynh hướng thối nát, lúc này hy vọng đột nhiên tan biến thật sự không chịu đựng được. Chiếc nút áo tuột ra cũng không thèm để ý, cả khuôn ngực đầy đặn nửa kín nửa hở cũng không cảm giác thấy. Ngay cả cơ thể đang run rẩy, giống như đứng còn không vững, đặt mông ngồi lên giường, nước mắt thầm lặng chảy xuống. Số tiền này tôi không thể nhận được, các anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, xin hãy nhận lại. Quả phụ xinh đẹp lau nước mắt, thoáng cái nhét lại tiền vào trong tay Diệp Phàm. Ai, không phải không chữa được, căn bệnh này của cô có thể chữa được. Tôi có 8 phần chắc chắn, chỉ là... Diệp Phàm ngay cả 2 từ, chỉ là, mà cũng không nói ra lời. Chỉ là cái gì, ngài cứ nói đi, tôi sẽ liều mạng. Dù có đau chết tôi cũng chịu được. Quả phụ xinh đẹp còn tưởng chữa bệnh rất đau, chủ tịch thị trấn Diệp vì lo lắng cho mình không chịu được đau đớn, thái độ vô cùng kiên quyết, nóng lòng ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, chỉ sợ hắn bỏ đi. Khuôn ngực đầy đặn dính chặt lên cổ tay Diệp Phàm. Cảm giác được trên cổ tay truyền đến một loại cảm giác trắng mịn. Vô cùng đàn hồi, trong lòng Diệp Phàm bắt đầu run rợ. Bên trong đan điền ngọn lửa xấu xa lại được dẫn động. Giống như bị quỷ sứ sai khiến chuyển qua cổ tay trà sát trên ngọn núi của quả phụ xinh đẹp. Chương 342, bản sắc đàn ông chính là như vậy. Quả phụ xinh đẹp ngây người, gương mặt thoáng cái đỏ ửng, cặp mắt xinh đẹp liếc vội Diệp Phàm rồi cúi gằm xuống, thầm nghĩ, không phải là chủ tịch Diệp thấy mình xinh đẹp định làm gì chứ? Làm sao bây giờ, trong lòng bất giác hỗn loạn. Thấy không, tôi vừa mới nói vậy thì cô đã giật mình không chịu. Nếu như muốn trị bệnh của cô thì phải cởi bỏ toàn bộ quần áo, mới có thể tiếp xúc với chỗ bị bệnh được. Tôi muốn châm cứu vào vị trí đó, hơn nữa trước đó còn phải động thủ xoa nắn lên đó mới có tác dụng thông khí, nếu không sẽ không thể trị bệnh. Vì thế chuyện này tôi không tiện ra tay, có tự mình suy nghĩ đi, nếu đồng ý thì theo như vậy. Còn không thì coi như tôi chưa từng nói. Diệp Phàm quyết định nói thật, vừa rồi thăm dò thì thấy quả phụ xinh đẹp phản ứng khá mạnh. Phải làm như thế sao? Quả phụ xinh đẹp chần chừ, lồng ngực phập phồng, chắc là đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Diệp Phàm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tà hỏa trong đan điền rốt cuộc cũng bùng ra làm hạ thân cứng như sắt. Quả phụ xinh đẹp chắc là cũng cảm thấy một chút dị trạng của Diệp Phàm nên không dám nhìn thẳng vào hắn. Thôi. Tôi đi đây. Diệp Phàm quyết định rút lui, đứng đó cũng không chữa được bệnh mà lại phát sinh chuyện gì thì phiền toái, chỉ e có người trông thấy lại nghĩ lung tung. Tôi điều trị. Thấy Diệp Phàm muốn đi, quả phụ xinh đẹp cắn răng, thầm nghĩ, nếu quả thật có thể trị lành bệnh thì cho dù như lời chủ tịch Diệp cũng có thể chấp nhận. Mình cứ như vậy thì sống không được mà chết cũng không xong. Hơn nữa mình chỉ là một quả phụ nông thôn, người ta là một đại chủ tịch thị trấn. Có lẽ căn bản là mình đa tâm thôi. Chẳng qua trong nội tâm quả phụ xinh đẹp vẫn thấy đắc ý đối với thân thể của mình, trước kia mỗi lần có chuyện sang xã Khanh Hương thì đàn ông ở đó đều nhìn mình hao háu. Phụ nữ chính là như vậy, nếu có sắc lang nào nhìn ngó thì lập tức mở miệng mắng mỏ, còn nếu như không ai nhìn thì trong lòng lại thấy mất mát,
mắng thầm mấy anh chứ mắt mù, ai? Làm đàn ông cũng khó a. À. Thủ như nhu đề, phu như ngưng đoá, lĩnh như tăng tế, sĩ như hồ tê, tần nga mi. Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. Diệp Phàm chợt nhớ đến mấy câu thơ cũ, biết mình sắp không chịu được rồi, bản thân hiện giờ cứ thấy gái đẹp là động tình, hơn nữa lại trong tình cảnh buồng ngủ nhà người ta như vậy lại càng dụ người. Mẹ kiếp, đều là thái tuế gây họa. Diệp Phàm thầm mắng. Hắn lập tức kéo quả phụ xinh đẹp vào ngực, đưa tay đặt lên ngực, thuận thế cởi áo cô ra. Sau đó rất nhanh đặt tay lên khe ngực sâu thẳm, miết lên hai đầu vú, trong lòng dạo dực không dứt. Mùi vị bất đồng a, Phương Nghê muội ngây ngô, thậm chí còn chưa biết làm thế nào. Còn chỗ này của quả phụ xinh đẹp đúng là mềm mại, chắc vì chưa sinh con nên còn rất rắn chắc. Quả phụ xinh đẹp ngắm nghiền mắt, thân thể lâu ngày không đụng chạm với đàn ông run rẩy, thoáng cái có xu hướng trở nên mềm nhũn. Cả người cô nóng ran, xuân tình dạo dạc, vốn định há miệng kêu lên nhưng nhất thời không thốt ra được. Cô liếc trộm chủ tịch Diệp, cảm giác cái bên dưới của hắn thoáng cái đã chống vào mông. Quả phụ xinh đẹp cảm thấy rất thoải mái, chỉ muốn áp sát vào mà không muốn dịch ra, trong lòng cũng hơi mê loạn, chiếc lưỡi thơm tho trong lúc vô tình đưa ra ngoài làm anh chưa nhìn thấy thật chỉ muốn cắn một cái. Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác nhói lên rồi hắn lập tức khắc chế, thuận tay bế bổng quả phụ xinh đẹp đặt ngang trên giường, cởi luôn chiếc áo trên người cô. Bởi vì bên trong không có nịt vú nên cả nửa thân trên của quả phụ xinh đẹp hiện ra lồ lộ. Quả phụ xinh đẹp dứt khoát nhắm hai mắt lại, khẽ đưa tay lên để Diệp Phàm cởi áo như một dấu hiệu ngầm đồng ý. Cổ họng của Diệp Phàm khô khốc, bàn tay không cẩn thận trượt xuống giải đất thần bí của quả phụ xinh đẹp mấy giây, cảm giác cực kỳ mê người. Chỉ muốn lập tức thi hành chính pháp. Từ thái độ của quả phụ xinh đẹp xem ra đã ngầm đồng ý rồi, cho dù có làm vậy thì cũng không để lại hậu quả gì, hơn nữa hiện giờ bản thân mình đang bị lửa nóng của quả thái tuế thiêu đốt. Diệp Phàm rốt cục nhìn không được, lý trí bị mây mờ bao phủ, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, đàn ông trong thiên hạ có ai mà không như vậy. Bàn tay hắn đi xuống bên dưới, nhanh chóng đặt lên bụi rậm tùm, cảm giác chỗ đó đã bắt đầu ẩm ướt. Ừ, quả phụ xinh đẹp cũng nữa chịu không được, khẽ rên một tiếng. Đồ con heo, Diệp Phàm mắng thầm rụt tay trở lại rồi đến chỗ góc phòng đem một cái bếp than lại. Có bếp than này thì không khí lập tức ấm áp, bàn tay Diệp Phàm nhẹ nhàng xoa nắn trên ngực quả phụ xinh đẹp, tâm thần hắn đã sớm ổn định, đang ra sức thông máu tụ. Quả phụ xinh đẹp lại không nghĩ như vậy, còn tưởng rằng đây là chủ tịch thị trấn Diệp đang dạo đầu, ngay cả giải đất thần bí cũng để cho hắn sờ soạng. Cứ thế nhắm mắt nằm trên giường. Không lâu, quả phụ xinh đẹp cảm giác bộ ngực mình như bắt lửa, đây là vì nội kình của Diệp Phàm bắt đầu tràn ra. Quả phụ xinh đẹp không rõ tình huống, còn tưởng là lửa dục của mình bốc lên, đôi chân thon dài khẽ mở ra để lộ giải đất thần bí. Mẹ kiếp, loại biện pháp chữa bệnh này thật là khảo nghiệm người, có lẽ đây đối với mình cũng là một loại ma luyện tâm tính. Nếu như có thể qua được điểm mấu chốt này thì cảnh giới thất đoạn của mình mới có thể ổn định hơn. Diệp Phàm nghĩ vậy nên bắt đầu gia tăng cường độ làm quả phụ xinh đẹp đã sớm khó nhịn rồi, cứ ư ử như trẻ con khóc, thân thể run rẩy, cái lưỡi đưa ra rất quyến rũ. Quả phụ xinh đẹp đột nhiên cởi luôn quần lót của mình, chắc là nghĩ sẽ phải cởi hết. Diệp Phàm cũng không lên tiếng, cũng không phải là nói hắn muốn nhìn cái gì hoặc là có ý nghĩ gì xấu xa mà quả thật trị liệu cần phải thế. Nếu như quả phụ xinh đẹp càng kích động thì máu càng có thể lưu thông nhanh hơn, kiền nguyên kim châm thuật càng nhanh có tác dụng. Vì thế Diệp Phàm không ngăn lại, chỉ chốc lát sau, toàn thân quả phụ xinh đẹp đã thành một con dê béo trắng nõn lổ lộ trước mặt anh chư. Hai chân trắng trẻo thon dài nằm thẳng ra, đám cỏ ẩn hiện chập chờn trước mặt Diệp Phàm. Cảm giác quả phụ xinh đẹp vẫn còn chưa thực sự lên đỉnh, máu vẫn chưa tuần hoàn đủ nhanh, Diệp Phàm khôi phục bình tĩnh. Vươn tay ra cho thêm một mồi lửa, trà sát vào lạch đào nguyên mấy cái. Quả phụ xinh đẹp nhất thời hét to một tiếng, ưỡn cong cả người lên, Diệp Phàm thấy dưới tay mình ươn ướt thì biết đã đủ hỏa hầu. Liền lấy kim châm cứu ra rồi nhận chuẩn huyệt thần phong ấn xuống, quả phụ xinh đẹp khẽ a một tiếng, thân thể run lên bần bật. Hai chân của cô thoáng cái đã đặt lên vai Diệp Phàm, giải đất thần bí để ngay trước mặt hắn. Một luồng khí tức quái dị xông lên mũi suýt nữa làm đồng chí Diệp Phàm ngất xỉu, thở dài nói. Ai ra, có thật là mình không dám động sao, quá diễm tình. Không được, không thể động, vừa động vào thì bệnh sẽ bị bỏ dở đó.
Diệp Phàm cuối cùng vẫn chấn định được, mặc dù bên dưới đã cứng lên như một thanh sắt nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, triển lộ ra phong phạm đại sư quốc thuật. Diệp Phàm không có quản tới cặp chân thon dài của quả phụ xinh đẹp, tiếp tục thi triển thuật châm cứu, thông qua kim châm ép nội kình vào huyệt thần phong. Một giờ sau, Diệp Phàm đã toát cả mồ hôi, loại đau khổ này cũng không phải là người bình thường có thể chịu được, Đào Nguyên cứ chập chờn trước mặt, cái lưỡi thơm tho hết co ra lại rụt vào. Lại qua nửa giờ nữa, Diệp Phàm thu khí quy điền, kim châm cũng thu lại, cuối cùng đã thành công. Quả phụ xinh đẹp cảm giác chỗ đau thắt ở ngực đã hoàn toàn biến mất, cả người thư sướng vô cùng. Diệp Phàm vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng cái mông của quả phụ xinh đẹp đặt trên giường, cuối cùng không nhịn được khẽ chạm vào giải đất thần bí rồi giúp cô đắp chăn lại. Bài thơ này có nhan đề là Thạc Nhân Người Đẹp, trích trong tập kinh thi của Khổng Tử, tạm dịch. Tay mềm như chanh non lên tươi. Tựa mỡ đọng trắng mướt làn da. Cổ cao lại trắng nõn nà. Hột bầu tề chỉnh răng ngà ngà trong. Trán vuông cao, ngài cong nhỏ dứt. Miệng có duyên những lúc mỉm cười. Mắt xinh đen trắng sáng ngời.